Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Nhìn Nhan Phi Yên, Uyển Nhi như định nói gì đó nhưng lại cố nhịn Thấy bộ dáng này của Uyển Nhi, Nhan Phi Yên không khỏi câu mày nói Uyển Nhi, muội định nói gì Đừng đông dài, im lặng một lát, Uyển Nhi nói Lã công tử là người tốt Nhan Phi Yên biến sắc, hạ giọng nói Đương nhiên ta biết hắn là người tốt Những người kết bạn với Lã Phụng Tiên, không ai nói hắn không tốt uyển nhi do dự một chút rồi nói cho nên sư tỷ tỷ tính toán lã công tử như vậy có quá đáng quá không tỷ để lã công tử làm chuyện đó một khi xảy ra vấn đề lã công tử sẽ nhan phi yên quay người lại nhìn uyển nhi trầm giọng nói ta biết những thứ này không cần muội nói ta cũng biết nhưng giờ sư phụ trọng thương cho dù có thần y phong bất bình trị liệu nhưng sư phụ luyện công xảy ra vấn đề trong thời gian ngắn không thể khỏi hẳn được sư phụ không gánh được ta cũng không gánh được không nghĩ cách khác chẳng lẽ muội muốn nhìn việt nữ cung ta bị hủy hoại chỉ trong chốc lát ư nhưng sư tỷ có thể tới tìm doanh bạch lộc công tử nhờ giúp đỡ mà chỉ cần thương thủy doanh thị đưa ra một phần mười lực lượng cũng đủ giúp việt nữ cung ta vượt qua giai đoạn gian nan này nhan phi yên cười khổ xoa đầu uyển nhi nói đừng ngốc thế thế ra đại tộc đại phái đứng đầu sẽ bị bị một người chi phối cho dù sở hưu và phương thất thiếu là hảo hữu trí giao nhưng phương thất thiếu vẫn bị kiếm vương thành ép phải giao thủ với sở hưu danh bạch lộc sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu của ta nhưng thương thủy doanh thị lại không một khi xảy ra vấn đề việt nữ cung ta sẽ đắc tội nặng nề với thương thủy doanh thị thân là thương thủy doanh thị đứng đầu cửu đại thế gia gia tộc đó còn kinh khủng hơn tưởng tượng của muội nhiều uyển nhi còn định nói gì đó nhưng lại bị nhân phi yên cắt đứt đi thôi uyển nhi ta biết mình đang làm gì ta có lỗi với lã phụng tiên nhưng ta lại không thể bỏ mặc việt nữ cung được ta nợ lã phụng tiên cho nên sau khi ta chống đỡ việt nữ cung qua chuyện lần này sau khi việt nữ cung trở lại huy hoàng ta sẽ dùng cả đời này trả lại hắn, nhưng giờ ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với hắn. Nói xong, Nhan Phi Yên trực tiếp mang Uyển Nhi đi khỏi. Nhưng sau lưng Nhan Phi Yên, gương mặt Uyển Nhi vẫn mang theo vẻ lo lắng không thôi. Trước kia sư tỷ rất lý trí, nhưng gần đây áp lực của sư tỷ quá lớn, ngược lại dần trở nên cố chấp. Còn Uyển Nhi trước đây cố chấp nhưng giờ tuổi tác tăng lên, rèn luyện trên giang hồ nhiều, lại càng thành thục hơn trong quá khứ. Lã công tử là người tốt, cai gia tính toán một người tốt rõ ràng nhỏ hơn tính toán một thế lực không chưa chọc nổi nhưng sư tỷ lại quên một chuyện mặc dù lã công tử so với doanh bạch lộc quả thật là thân đơn thế cô nhưng những bằng hữu của hắn không ai là người dễ đối phó mạc thiên lâm người thừa kế thương dương mạc gia tạ tiểu lâu đệ tử trần thanh đế của thiên hạ minh kiếm thủ phương thất thiếu người thừa kế kiếm vương thành đứng hạng hai long hồ bảng đám người này đều là thứ yếu kinh khủng nhất là chuyện rất nhiều người trên giang hồ đều biết nhiều năm trước sở hưu và lã phụng tiên đã là hảo hữu tương giao tâm đầu ý hợp so với những người khác bọn họ còn cần tính thêm thế lực sau lưng phụ trợ nhưng sở hưu không cần cho dù không có cái mác nhánh ẩn ma sở hưu cũng quá kinh khủng uyển nhi từng gặp mặt sở hưu khi trẻ tuổi nàng không hiểu chuyện còn từng xung đột với sở hưu kết quả để lại bóng tối rất nặng trong lòng nàng sư tỷ tính toán lã công tử vạn nhất chọc giận sở hưu chẳng lẽ hậu quả lại khá hơn chọc giận thương thủy doanh thị chuyện này uyển nhi không biết nàng rất muốn khuyên can nhan phi yên nhưng đáng tiếc giờ nhan phi yên đã không lọt tai lời khuyên của người khác lúc này bên phía sở hưu y đang dựa theo ký ức đi về phía sông thương lan nghe nói sông thương lan do một vị cường giả xuất kiếm chém ra không biết chừng lúc này tới đó sẽ có đầu mối gì có điều không đợi hắn tới nơi trên không trung lại vang lên tiếng nổ như sấm rền giữa không trung mây mù tiêu tan hai bóng người lặng lẽ đứng trong đó một người trong đó mặc áo vải thô màu lam thân hình thẳng tắp thân thể tỏa ra kiếm ý kinh người còn người còn lại mặc chiến giáp đỏ rực như máu lộ ra cánh tay trên chiến giáp mang theo đường vân đỏ máu kỳ dị ngay cánh tay hắn cũng có một hình xăm kỳ dị khi thế tỏa ra nóng rực cuồng bạo cả hai người đều không nhìn rõ được ngũ quan tướng mạo như được che bằng một tấm lụa mỏng căn bản không thể thấy rõ võ giả mặc áo lam hẳn là vị cường giả kiếm đạo năm xưa nhưng võ giả mặc chiến giáp lại khiến sở hưu có cảm giác quen quen không phải quen với người này mà là quen với khí tức trên người hắn lúc này cường giả kiếm đạo kia lắc đầu nói không làm người đường hoàng thì thôi sao các ngươi nhất quyết phải làm chó trong cửa, thật đáng buồn. Bóng người mặc chiến giáp kia tức giận nói, chó trong cửa, xỉ nhục thiên môn ta. Ngươi muốn chết hay sao? Nghe câu này, ánh mắt sở hưu lập tức lộ vẻ kinh hãi, bóng người mặc chiến giáp kia là thần tướng của thiên môn hay là môn chủ thiên môn. Chẳng trách sở hưu cảm thấy khí tức quen thuộc, y cũng từng thấy khí tức tương tự trên người la thần quân. Cường giả kiếm đạo kia không ngờ lại gọi thiên môn là chó trong cửa, chuyện này khiến sở hưu hết sức kinh ngạc. Đây không phải lời tốt đẹp gì, có thể khiến cường giả trí cường của thiên môn làm chó trong cửa, như vậy phải mạnh mẽ tới mức nào. Cường giả kiếm đạo kia lạnh lùng nói, đã làm còn không cho người ta nói hay sao. Chúng ta luyện võ tu thân, đường đường chính chính nhận được lực lượng của mình, làm chó trông cửa cho người ta. Khu núm cúi đầu nhận được lực lượng, đúng là khiến người ta khinh thường. Thiên môn các ngươi coi những người khác như dơm rác, nhưng thật sự không biết chính xác ngươi mới là con sâu cái kiến. Muốn chết à, cường giả thiên môn kia nổi giận gầm lên một tiếng xuất quyền đánh ra đường vân trên bộ giáp đỏ máu tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt như một vật sống quấn chặt lấy cánh tay hắn chỉ trong chốc lát hư không băng liệt một quyền này thật sự có uy lực chấn vỡ sơn hà quanh người cường giả kiếm đạo kia lại trải rộng kiếm khí mỗi luồng kiếm khí đều ẩn chứa kiếm ý kinh người tiếp đó hắn xuất kiếm đâm ra chỉ chớp mắt sau kiếm ý ngưng tụ thành một thanh trường kiếm khổng lồ chém ra ngang trời sau khi phá tan thế quyền của cường giả thiên môn còn trực tiếp chém cả thương lan sơn thành hai nửa chỉ trong chớp mắt mặt đất tan vỡ dung chuyển như động đất trên mặt đất xuất hiện một vết sạn lớn trước đó truyền thuyết nói sông thương lan do một cường giả kiếm đạo chém ra giờ rốt cuộc sở hưu cũng biết nói chính xác hơn sông thương lan là dư âm từ một chiêu kiếm của cường giả kiếm đạo này theo sở hưu bất luận cường giả kiếm đạo hay cường giả thiên môn thực lực bọn họ chắc chắn đã vượt qua trình độ chân hỏa luyện thần thậm chí đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền trong truyền thuyết sở hưu từng thấy không ít cường giả chân hỏa luyện thần tỷ như trong phù ngọc sơn đại chiến chính mà Ma đạo giao chiến với cao thủ Ngũ Đại kiếm phái, tỷ như Đông Hoàng Thái nhất, Ngụy Tư Nhai cùng La Thần Quân của Thiên Môn. Những người này mạnh thì mạnh nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tạo ra lực sát thương cấp bậc như vậy được. Lúc này trên không trung, hai người giao thủ tới mức trời đất u ám, thậm chí đã vượt qua mức độ võ, quả thật siêu phàm nhập thánh. Bọn họ cường hãn tới mức Sở Hưu tăng Thiên tử vọng khí thuật tới cực hạn vẫn không thể hiểu được. Có điều điểm duy nhất Sở Hưu hiểu là cường giả kiếm đạo kia chiếm thượng phong, nhưng sao cuối cùng người chết lại là hắn? Đúng lúc này cường giả thiên môn kia bị áp chế tới cực hạn hắn nổi giận gầm lên một tiếng lấy một cái hộp từ trong ngực đột nhiên mở ra một luồng hào quang tỏa ra xoắn nát kiếm khí đánh vào cơ thể cường giả kiếm đạo kia khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi rơi thẳng từ khâu trung xuống còn chỗ máu tươi cường giả kiếm đạo kia phun ra lại hóa thành một thanh kiếm nhỏ như xuyên qua không gian chớp mắt sau đã trực tiếp xuyên thủng người cường giả thiên môn kia cường giả kiếm đạo kia gần như đồng quy vu tận với cường giả thiên môn có điều cuối cùng cường giả kiếm đạo chết trên thương lan sơn còn cường giả thiên môn sau khi thân thể bị xuyên thủng lại thất tha thất thểu bay về phương xa không rõ tung tích cũng không biết sống hay chết sở hưu ngẩn người mọi chuyện kết thúc như vậy ư hai người cứ thế chẳng hiểu sao đồng quy vu tận rồi không hẳn là một chết một không rõ sống chết đúng lúc này một âm thanh hùng hồn lại vang lên giữa không trung người thừa kế kiếm ý của ta không cần giúp ta báo thù chỉ có một chuyện cần ghi nhớ phá hủy thiên môn mới có thể bảo hộ hạ phàm thiên tồn tại vĩnh viễn sở hữu nhíu mày sao vị cường giả kiếm đạo này trước sau bất nhất như vậy đầu tiên thì nói không cần giúp hắn báo thù phía sau lại bảo phải hủy thiên môn độ khó của chuyện này còn lớn hơn đây là việc ngay độc cô duy ngã còn chưa thể làm nổi còn hạ phàm thiên là cái gì y còn nhớ khi tiến vào bí cảnh tiểu phàm thiên y từng hỏi qua thủy vô tướng về chuyện này lúc trước thủy vô tướng nói thời thượng cổ trên đỉnh thiên thương sơn cao nhất ở tây cực có một tấm đá dựng đứng bên trên có viết ba chữ thượng phàm thiên phàm thiên giới bi kia vỡ vụn trở thành chìa khóa tiểu phàm thiên giờ sở hưu còn đang giữ không ít sao giờ lại xuất hiện một hạ phàm thiên sở hưu không hiểu những bí mật thượng cổ này điểm duy nhất y biết là vị kiếm ý truyền thừa chân chính mà vị cường giả kia lưu lại đang ở đây nói lại thì người của thương lan kiếm tông cũng thật ngốc có thể nói bọn họ đã bỏ qua thứ quý giá nhất truyền thừa vị cường giả kiếm đạo này lưu lại là công pháp kia ư thật ra không phải công pháp mặc dù quan trọng nhưng quan trọng hơn là người tu luyện công pháp là kiếm ý mà hắn lĩnh ngộ ra thương lan kiếm tông qua nhiều đời như vậy nhưng không ai lĩnh ngộ được vạn kiếm quy tông chỉ có mình thẩm bạch tình cờ luyện thành thật ra không phải công pháp quá khó mà do bọn họ không tìm được đường tắt nhập môn nhưng vẫn ngoan cố tu luyện cứ như vậy xác suất thành công đương nhiên cực thấp cũng như quyền ý của trần thanh đế nếu hắn trực tiếp ném quyền pháp cho tạ tiểu lâu có lẽ với tư chất tạ tiểu lâu học cả đời cũng chỉ nhập môn mà thôi nhưng nếu hắn đích thân dạy dỗ giao thứ này cho tạ tiểu lâu như vậy mới cam đoan tạo tiểu lâu có thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa của mình. Truyền thừa kiếm ý của cường giả kiếm đạo này cũng vậy, có thể nói đây là thứ còn quý giá hơn kiếm pháp mà hắn lưu lại. Nghĩ tới đây, Sở Hưu mau chóng đuổi về phía cường giả kiếm đạo kia ngã xuống. Đến nơi Sở Hưu mới phát hiện, nơi này không có thi thể gì, trên mặt đất chỉ có ba thanh trường kiếm đang tỏa sáng rực rỡ trong suốt, lơ lửng trên không trung. Trong đó một thanh đen như mực, tỏa ra từ ý, một thanh xanh thẳm rực rỡ tỏa ra sinh cơ thanh chính giữa lại là sương mù mông lung không nhìn ra thuộc tính có điều không đợi sở hưu động thủ có người còn nhanh chân hơn y hàn đinh nhất của tọa vong kiếm lư không biết chui ra từ đâu trường kiếm trong tay múa lên thân thể cũng hóa thành kiếm quang chỉ trong chớp mắt đã lao tới trước ba thanh trường kiếm kia nguyên thần của sở hưu ngưng thành cung hóa thành tên diệt hồn tiễn được thi triển tốc độ của mũi tên vô cùng nhanh chóng tiếng xe gió vang lên chỉ trong chớp mắt đã tới sau lưng hàn đình nhất ép hắn phải quay người lại xuất kiếm phòng ngự kiếm quang chói mắt lượn lờ, kiếm ý lạnh lẽo bộc phát. Không ngờ Hàn Đình Nhất chỉ đơn thuần dùng lực lượng kiếm ý cũng mạnh mẽ chém tan diệt hồn tiễn. Sau khi xuất một chiêu, Sở Hưu lại nhíu mày, đòn vừa rồi khiến y có một cảm giác vừa chân thực vừa không chân thực. Tựa như vừa rồi mình bắn tên không phải xuất thủ bình thường mà là nhớ lại lúc mình xuất thủ trong quá khứ, thậm chí tinh thần lực cũng không tiêu hao. Có vẻ y đã hiểu ra điều gì, không phải mình đi ngược lại vạn năm trước mà là vị cường giả kiếm đạo kéo bọn họ vào một thế giới tinh thần một thế giới tinh thần do chính hắn xây dựng. Xuất thủ ở đây, uy lực chiêu thức của sở hưu hay những người khác đều tới từ trí nhớ bọn họ. Nói đơn giản hơn trong trí nhớ bọn họ mạnh bao nhiêu thì trong thế giới tinh thần này mạnh bấy nhiêu. Trong chỗ này cho dù ngươi dùng công pháp thiếu đốt tinh huyết cũng không ảnh hưởng tới cơ thể. Nếu thế giới tinh thần lực này có thể tùy ý tiến vào, vậy có thể coi là nơi rèn luyện võ thuật cực tốt. Không biết Hàn Đình Nhất có phát hiện điểm không đúng không, hắn chỉ trợn mắt với sở hưu nói, sở hưu, một tên dùng đao như ngươi tới đây làm gì vì sao hôm nay lại nhiều võ giả kiếm phái tới thương lan kiếm tông chính vì bọn họ biết bí bảo của thương lan kiếm tông sẽ liên quan tới kiếm những võ giả khác không tập kiếm có tới đây thì ích lợi chi chỉ có tên kỳ quái sở hưu rõ ràng không dùng kiếm nhưng tại tới đây tham gia trò hay sở hưu lạnh nhạt nói tham khảo ai nói dùng đao thì không dùng kiếm được hàn đình nhất nghe vậy nổi nóng sở hưu làm vậy rõ ràng là hại người không lợi mình hắn cũng chẳng có cách nào vừa rồi mặc dù chỉ giao thủ một chiêu nhưng hàn đình nhất biết chưa nói mình có thắng được sở hưu hay không, chí ít hắn không cách nào bước lui sở hưu trong thời gian ngắn. Mà giờ những người khác cũng đang tới, còn trì hoãn nữa chắc chắn sẽ thành loạn chiến. Cho nên Hàn Đình Nhất nói thẳng, tốt, ngươi muốn tham khảo thì được, nơi này có ba luồng kiếm ý truyền thừa. Ngươi chọn một cái trước, hai cái còn lại về ta. Sở hưu lắc đầu nói, như vậy không đủ, hai vị bằng hữu của tại hạ đều dùng kiếm, cho nên ta muốn cả ba. Gương mặt Hàn Đình Nhất không khỏi nổi giận, không đợi hắn nói gì, hai bóng người khác đã lao về phía kiếm ý kia. Hai người này chính là Trình Đình Sơn cùng võ giả phong vân kiếm chủng, ba người trực tiếp hỗn chiến. Sở hưu không xuất thủ, hắn có ra tay cũng chẳng thể thành ngư ông đắc lợi, có lẽ sẽ thành bốn người hỗn chiến. Thương Lan Kiếm Tông chỉ lớn như vây, chốc lát sau đám người phương thất thiếu cũng chạy tới. Thấy cảnh này, phương thất thiếu không khỏi lắc đầu nói, vị cường giả này cũng thật là, chẳng phải truyền thừa kiếm ý à. Sao lão nhân ra không cho thêm ít nữa, giờ làm sao đủ chia. Nói xong, Phương Thất Thiếu chọc Sở Hưu nói, sao nào, trực tiếp cướp lấy. Có điều giờ Phương Thất Thiếu lại phát hiện Sở Hưu không trả lời hắn, chỉ nhìn không chớp mắt vào cuộc hỗn chiến ba người kia. Hắn không khỏi nghi hoặc, Sở Hưu đang sợ à, không thể nào. Với tính cách của Sở Hưu, đừng nói trước mắt y là ba tông sư võ đạo, cho dù trước mặt là cường giả chân hỏa luyện thần, chỉ cần có lợi ích, Sở Hưu cũng dám mưu tính một phen. Ngay lúc Phương Thất Thiếu còn định nói gì, Sở Hưu đột nhiên lên tiếng, các ngươi có biết đây là đâu không? Phương Thất Thiếu ngẩn người nói, Đừng coi ta là kẻ ngốc được không? Nơi này là vạn năm trước, không biết vị cường giả kiếm đạo kia rốt cuộc làm thế nào, không ngờ lại đưa được chúng ta về vạn năm trước. Chẳng lẽ hắn tu hành võ đạo có liên quan tới thời gian hay không gian? Nghe Phương Thất Thiếu nói vậy, rốt cuộc Sở Hưu cũng hiểu vấn đề ở đâu. Trước đó thấy ba người kia hỗn chiến, Sở Hưu liền cảm thấy có vẻ không đúng, bởi cả ba đều không ra tay toàn lực. Sở Hưu đã nhìn thấu thế giới này rốt cuộc là sao, đây rõ ràng là thế giới tinh thần được người ta mô phỏng cho dù ngươi có thiêu đốt tinh huyết cũng không ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài. Cho nên khi xuất thủ không cần lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp vận dụng chiêu thức mạnh nhất của mình là được. Nhưng ba người Hàn Đình nhất ra tay luôn lưu lại đường sống. Chẳng khác nào giao thủ ở bên ngoài, giờ sở hưu hỏi phương thất thiếu một câu, rốt cuộc y cũng hiểu chỉ mình y phát hiện bản chất của thế giới này. Những người người khác mặc dù không biết rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra, nhưng hiển nhiên bọn họ đang nghĩ mình đang trong một thế giới, không ngờ cơ thể và tinh thần của mình đã ngăn cách. Thật ra Sở Hưu phát hiện được điểm này chỉ là tình cờ, nếu Sở Hưu vẫn dùng công pháp bình thường, y chắc chắn không phát hiện được điểm này, bởi vì thế giới tinh thần này hệt như thật, thật đến mức công pháp họ sử dụng đều bắt nguồn từ trí nhớ của họ, bắt nguồn từ bản thân họ. Mãi tới lúc Sở Hưu vận dụng Diệt Hồn Tiễn, y mới cảm thấy không đúng, vì y không thấy tinh thần lực tiêu hao, thế giới này vốn là hư ảo, dùng tinh thần lực của bọn họ làm trung tâm. Đây là thứ căn bản nhất cho nên thế giới này tuy mô phỏng được chân khí tiêu hao nhưng lại không cách nào mô phỏng biến hóa tinh thần lực. Còn trong số mọi người ở đây ngoại trừ sở hưu, không ai tinh thông bí pháp tinh thần. Có lẽ một thời gian sau bọn họ cũng nghĩ ra điểm này. Thế nhưng ít nhất tới giờ chỉ mình sở hưu đoán được điểm này. Nhìn phương thất thiếu cùng Lã Phụng Tiên, sở hưu trầm giọng nói, hai người các ngươi có tin ta không? Lã Phụng Tiên ngẩn người, trực tiếp gật đầu nói, đương nhiên tin. Phương thất thiếu thì cười hắc hắc, tin thì tin, có điều phải xem ở đâu. Ví dụ nếu ngươi nói ngươi anh Tuấn hơn ta, vậy chắc chắn không tin, lại ví dụ như. Sở hưu không rảnh nghe phương thất thiếu ví dụ tiếp, y trực tiếp truyền âm bí mật, tin ta thì lát nữa thiếu đốt tinh huyết, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình toàn lực xuất thủ, đồng loạt cướp lấy ba luồng kiếm ý kia. Thế giới này chỉ là thế giới tinh thần hư ảo, cho dù chúng ta thiếu đốt tinh huyết ở đây cũng không lan tới thế giới bên ngoài. Lời này của sở hưu quả thật kinh thế hãi tục. Thiếu đốt tinh huyết không cẩn thận sẽ khiến người ta bị thương nặng, Ngươi nói nơi này là hư ảo thì là hư ảo chắc. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ai chịu trách nhiệm? Cho nên Sở Hưu mới hỏi bọn họ có tin mình hay không. Chỉ khi bọn họ tin, ba người mình đồng loạt ra tay mới có thể ép lui ba người Hàn Đình nhất. Nếu do dự vậy sẽ không hiệu quả, Phương Thất Thiếu sừng sốt, hư ảo, thú vị, còn chơi như vậy được à? Lã Phụng Tiên gật đầu nói, không vấn đề, ta lấy được truyền thừa kiếm ý cũng vô dụng, cho nên phần của ta sẽ tặng cho Phi Yên. Dù sao cũng là y đưa ra ý tưởng cho dù lấy được đồ xong muốn tặng ai là chuyện của mình nhưng lã phụng tiên vẫn nói trước cho sở hưu tránh xảy ra hiểu lầm không cần thiết dù sao trước đó sở hưu và việt nữ cung cũng có chút mâu thuẫn ba người bọn sở hưu liên thủ bố trí không mang theo mạc thiên lâm không phải bọn họ cố ý bài xích mạc thiên lâm mà do thực lực mạc thiên lâm quá thấp nếu tùy tiện xuất thủ ngoại cương lại có vẻ quá giả mặc dù mạc thiên lâm cũng có thực lực thiên nhân hợp nhất có điều cảnh giới thiên nhân hợp nhất của hắn còn kém phương thất thiếu và lã phụng tiên một đoạn lớn Sở Hưu bên này âm thầm nhìn Lã Phụng Tiên, khẽ lắc đầu. Lã Phụng Tiên làm gì cũng suy nghĩ vì Nhan Phi Yên, rõ ràng tình ý sâu đậm. Thật ra Lã Phụng Tiên chính là người như vậy, hắn coi ngươi là bạn, vậy chắc chắn sẽ vì ngươi mà bỏ sống chịu chết, không tiếng mạng mình. Còn giờ nếu hắn coi Nhan Phi Yên là người yêu, vậy tất cả những việc hắn làm cũng là bình thường. Chỉ tiếc trong một số thời khắc, không phải ai cũng tiếp nhận hảo ý hay tình cảm của ngươi rồi trao lại phần mình. Đại đa số sẽ coi như chuyện đương nhiên, Sở Hưu Lã Phụng Tiên cùng Phương Thất Thiếu, ba người liếc mắt nhìn nhau trực tiếp xuất thủ hơn nữa chỉ trong nháy mắt cả ba đã tràn ngập lực lượng khí huyết không ngờ lại trực tiếp lựa chọn thiêu đốt tinh huyết sở hưu đã bước vào cảnh giới tông sư võ đạo phương thất thiếu cùng lã phụng tiên đều có thực lực không kém hơn tông sư võ đạo ba người thiêu đốt khí huyết uy thế vô cùng kinh khủng cảm nhận được lực lượng từ ba người sở hưu đám người hàn đình nhất đồng loạt biến sắc sở hưu này điên rồi chắc không ngờ lại thiêu đốt tinh huyết trong thời điểm này đây chỉ là một truyền thừa kiếm ý có cần phải vậy không huống hồ bản thân hắn đâu dùng kiếm còn phương thất thiếu và lão phụng tiên cũng vậy chẳng lẽ người trẻ tuổi bây giờ đều liều mạng như vậy sao hay mấy lão già bọn họ sợ chết quá mức thế giới tinh thần này sở hưu không cần lo lắng chuyện tiêu hao cho nên lúc này y xuất thủ không trực tiếp vận dụng võ thuật nào khác mà muốn thử dùng võ thuật mà mình chưa thể khống chế đao chiêu chí cường của độc cô duy ngã hông chân phiêu miểu chảm thật ra sở hưu cũng không biết rốt cuộc có tính là mình dùng được chiêu đao này không ngay trước khi đối mặt với la thần quân Sở Hưu đã dùng tới chiêu này, có điều khi đó bản thân Sở Hưu đang trong trạng thái hỗn độn, hơn nữa một đao này y chưa thật sự thi triển, chỉ là một thức mở đầu mà thôi. Giờ trong thế giới tinh thần hư cấu này, Sở Hưu hoàn toàn không cần lo lắng chuyện phản phệ, không e ngại bất cứ chuyện gì. Y hoàn toàn có thể to gan lớn mật thi triển Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm này. Tay nâng đao, một luồng khí tức huyền ảo bùng lên, tất cả mọi thứ trước mắt bắt đầu ngưng trệ, toàn bộ không gian như một tấm gương hiện lên trước mặt Sở Hưu ánh mắt hàn đình nhất đầy kinh hãi vì mục tiêu của sở hưu là hắn trong ba người này thực lực trình đình phong không quá mạnh võ giả phong vân kiếm chủng kia sở hưu không hiểu rõ lắm có điều hẳn không phải mấy vị tông sư võ đạo thanh danh lớn nhất trong phong vân kiếm chủng cho nên hàn đình nhất là người thực lực mạnh nhất trong ba người đương nhiên sở hưu phải chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên dưới hồng trần phiêu miểu chảm hàn đình nhất chỉ cảm thấy thân thể bị giam cầm trong không gian xung quanh mặc cho hắn dãy dụa ra sao cũng không thể tránh nổi lúc này hàn đình nhất như muốn phát điên hắn thân là tông sư võ đạo thành danh đã lâu đương nhiên cảm nhận được lực lượng trong đao chiêu của sở hưu nhưng chính vì vậy hắn mới không thể hiểu nổi sở hưu thiêu đốt tinh huyết toàn thân chém ra một đao chí cường này thật chẳng khác nào liều mạng không nói đúng hơn là y đang liều mạng thế này rốt cuộc là sao mình với sở hưu đâu có thủ oán gì lớn chẳng qua là cướp đoạt truyền thừa kiếm ý này với y mà thôi đây là chuyện rất bình thường cơ mà chuyện này đâu đáng để sở hưu nổi nóng như vậy vừa ra tay đã liều mạng với mình Sở Hưu muốn liều mạng, nhưng hắn lại không muốn đồng quy vu tận với Sở Hưu ở đây, cho nên khoảnh khắc này, trên người Hàn Đình Nhất lóe lên ánh sáng trắng sắc bén. Võ giả tọa vong kiếm lưu tập kiếm pháp, hiểu kiếm lý, thông kiếm ý, tu luyện theo đạo ngộ kiếm, căn cơ vô cùng vững chắc. Hàn Đình Nhất đã lĩnh ngộ kiếm ý đồng thăng kiếm ý này lên tới cực hạn, đúc thành kiếm hồn bất diệt cũng riêng mình. Tinh khí thần và khí huyết toàn thân hợp nhất, ánh mắt Hàn Đình Nhất không còn thần thái, nhưng trường kiếm trong tay lại rực sáng. Một kiếm chém ra, Uy lực giam cầm hư không của Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm bắt đầu buông lỏng, nhưng lúc này đao của Sở Hưu cũng chém xuống như một tấm gương, bên ngoài là Sở Hưu chém vào, bên trong là Hàn Đình Nhất chém ra. Vụ nổ lặng lẽ lan truyền, không gian như bị xé nứt, tất cả như tấm kính vỡ nát. Ánh mắt Hàn Đình Nhất khôi phục thần thái, nhìn thân thể mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phép kiếm hồn này là kiếm kỹ cường đại mà giờ hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ được, thậm chí chỉ sơ sót một chút thôi rất có thể sẽ bị phế bỏ võ công huống chi cho dù không bị phế bỏ võ công bản thân chắc chắn cũng bị phản phệ thế nhưng giờ mình liều mạng một chiêu với sở hưu thế nhưng bản thân lại không tổn hại chút nào tình huống thế này là sao lúc này hàn đình nhất cũng thấy sở hưu rõ ràng đã thiêu đốt khí huyết kịch liệt nhưng vẫn lao về phía truyền thừa kiếm ý không khỏi biến sắc hàn đình nhất không phải kẻ ngu sau khi thấy cảnh này lập tức hiểu chuyện gì xảy ra có điều lúc này đã chậm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sở hưu đoạt lấy truyền thừa kiếm ý màu đen vào tay chỉ thấy ánh sáng lóe lên truyền thừa kiếm ý kia đã dung nhập vào cơ thể sở hưu hơn nữa không riêng gì sở hưu cả lã phụng tiên và phương thất thiếu đều vậy thực lực phương thất thiếu vốn đã sánh vai với một số tông sư võ đạo hắn lại đối đầu với trình đình phong dưới nhân quả kiếm đạo trình đình phong vô thức tránh lui khiến hắn nhận được truyền thừa kiếm ý làn xương mông lung kia còn lã phụng tiên lại trực tiếp lấy thần binh vô song ra chỉ một đòn đập xuống đơn giản tới cực điểm nhưng uy thế lại như kinh thiên động địa cực kỳ kinh khủng trực tiếp dọa dạ lui võ giả của phong vân kiếm chủng hắn cũng thoải mái cầm được truyền thừa kiếm ý kia vốn truyền thừa kiếm ý này có thể trực tiếp tiến vào tinh thần bọn họ nhưng lã phụng tiên lại vung tay trực tiếp đưa truyền thừa kiếm ý vào cơ thể nhan phi yên chuyện này khiến sắc mặt nhan phi yên bỗng trở nên phức tạp thấy lã phụng tiên cùng phương thất thiếu rõ ràng đang thiếu đốt tinh huyết nhưng lại chẳng việc gì mọi người ở đây lập tức nhận ra mọi chuyện không đúng ba người thu đông ninh nhìn về phía đám người sở hưu ánh mắt trở nên võ công âm trầm tính sai rồi ba người bọn họ đều là kẻ lão luyện trên giang hồ người bước vào cảnh giới tông sư võ đạo lâu nhất cũng đã mười mấy năm thế nhưng giờ lại hay rồi bị ba hậu bối liên thủ tính kế thật quá mất mặt đúng lúc giữa không trung vang lên tiếng thở dài mọi thứ trước mắt bọn họ như tấm gương trực tiếp vỡ vụn sau khi mọi người mở mắt ra bọn họ vẫn trong hang động ở thương lan kiếm tông ngay vị trí cũng không hề thay đổi điểm duy nhất thay đổi là bộ xương trắng như bạch ngọc vốn tràn ngập kiếm ý lúc này đã hóa thành màu xám hoang tàn theo làn gió lướt qua không ngờ lại trực tiếp tan thành bột phấn Bình tâm xét lại, vị cường giả kiếm đạo này quả thật là người phúc hậu, có rất nhiều cường giả thượng cổ lưu lại truyền thừa, nhưng đồng thời họ cũng lưu lại đủ loại khảo hạch, kiểm tra xem ngươi có tư cách kế thừa truyền thừa của hắn hay không. Hơn nữa những khảo hạch này đại đa số rất nguy hiểm, không để ý thậm chí không còn cả tính mạng. Còn vị cường giả kiếm đạo này quả là phúc hậu trong số cường giả thượng cổ, hắn không để lại khảo hạch gì, chỉ bố trí một chút cảnh tượng năm xưa, nói cho hậu nhân báo thủ cho hắn rồi ném truyền thừa lại, thậm chí không có ước thúc gì. Cho dù ngươi nhận được truyền thừa nhưng không báo thủ cho hắn cũng chẳng sao. Người phúc hậu như vậy bất luận xưa hay nay đều rất ít. Chỉ tiếc là những thế lực như Tọa Vong Kiếm Lưu chỉ nhận được một chút tàn thiên của Vạn Kiếm Quy Tông, truyền thừa Kiếm ý có giá trị nhát lại chẳng nhận được chút nào. Nhìn ba người sở hưu, đám người Hàn Đình Nhất sắc mặt âm trầm bao vây lại. Sở Hưu cười lạnh nói: Sao nào, nãy động thủ là giả, giờ muốn đánh thật à? Vậy tốt, chúng ta cũng phụng bồi tới cùng. Ba người Hàn Đình Nhất liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không xuất thủ thậm chí không buông lời đe dọa gì, trực tiếp quay người bỏ đi. Không phải bọn họ hèn nhất, chỉ là giờ ra tay thật sự không đáng. Truyền thừa kiếm ý đều đã bị đám người sở hưu hấp thu vào cơ thể, bọn họ có giết chết sở hưu cũng không nhận được. Quan trọng nhất là trong thế giới tinh thần vừa rồi mặc dù mọi thứ đều là hư ảo, nhưng hư ảo này lại căn cứ theo sự thật. Chỉ khi đám người sở hưu có lực lượng đó, bọn họ mới phát huy được lực lượng cấp bậc như vậy trong thế giới hư ảo. Lúc giao chiến vừa rồi bọn họ đã hiểu, cho dù trong thế giới hiện thực đám người sở hữu sử dụng thủ đoạn liều mạng đó bọn họ cũng không ngăn cản nổi cho nên đánh đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa chưa nói đánh có thắng không cứ miễn cưỡng giao chiến chắc chắn cuối cùng sẽ thành lưỡng bại câu thương bên dưới thương lan kiếm tông còn một đám võ giả bọn họ đều đang chờ kết quả trong suy đoán của mọi người những đại kiếm phái này cùng sở hữu chắc chắn sẽ có một trận đại chiến thế nhưng bọn họ đợi dưới chân núi bao lâu vẫn không nghe được động tĩnh gì không đến một canh giờ sau người của mấy đại kiếm phái sắc mặt cau có đi khỏi tình hình rốt cuộc là sao một lát sau đám người sở hưu cũng xuống núi sau khi tới chỗ công người bọn họ mới lấy mấy phần tàn thiên của vạn kiếm quy tông ra khắc dấu trao đổi trước đó trong sơn động bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhận được một chút tàn thiên của vạn kiếm quy tông mặc dù bọn họ cộng lại cũng không thu thập đủ vạn kiếm quy tông có điều dù sao đây cũng là tàn thiên của một môn kiếm pháp trí cường có tác dụng rất lớn đối với bọn họ ít nhất cũng có thể tham khảo ngay lúc đám người trao đổi tàn thiên kia sở hưu lại đi về phía đám người việt nữ cung trước kia sở hưu có xung đột với việt nữ cung ấn tượng của y trong mắt đám người việt nữ cung tuyệt đối không tốt cho dù giờ nhờ quan hệ của lã phụng tiên việt nữ cung và sở hưu đã không đối chọi gay gắt như lúc trước có điều đám đệ tử việt nữ cung vẫn vô thức e ngại và cảnh giác đối với sở hưu đi tới trước mặt nhan phi yên sở hưu thản nhiên nói có thể nói riêng vài lời không nhan phi yên gật nhẹ đầu ra hiệu cho các nữ đệ tử Việt nữ cung như Uyển Nhi rời khỏi rồi hạ giọng hỏi, sở đại nhân định hỏi gì? Sở hưu vừa nhìn bầu trời vừa trầm giọng nói, ngươi cũng biết quan hệ giữa ta và Lã Huynh rồi đấy. Mặc dù người ngoài nhìn vào, Lã Huynh đi gần với loại người ma đạo như ta, lại không làm chuyện hành hiệp trượng nghĩa, nhưng thật ra hắn là người tốt. Là người ngươi đối tốt với hắn một phần, hắn sẽ trả lại ngươi mười phần. Đáng tiếc trên thế gian này, người tốt thường sống không lâu. Nếu ta không quen biết Lã Huynh, đương nhiên ta cũng lười động tới mấy chuyện thế này nhưng với quan hệ giữa ta và lã huynh có một số việc ta không thể không quản nhan cô nương ta khuyên ngươi một câu sau này làm việc gì cũng phải nghĩ kỹ rồi hãy làm đường giang hồ còn xa đường đời cũng còn dài thủy triều lên xuống là chuyện hết sức bình thường đừng vì tông môn là liên lụy tới cả bản thân mình xưa nay trên giang hồ những chuyện tính toán tường tận nhưng lại chẳng có thu hoạch cũng không hiếm thấy nhan phi yên nhíu mày một cái nói mấy câu này của ngươi ta không hiểu sở hưu cười cười nói có hiểu hay không trong lòng ngươi tự biết nhan cô nương tự giải quyết cho tốt đi nói xong sở hưu trực tiếp quay người rời khỏi để lại nhan phi yên nhìn theo bóng lưng y ánh mắt lấp loáng ánh sáng khó hiểu sau khi sở hưu trở về bọn họ đã sắp xếp xong tàn quyền của vạn kiếm quy tông cho sở hưu một phần cũng cho mạc thiên lâm một phần nói lại thì mạc thiên lâm mới là người may mắn nhất chỉ đảo qua một vòng đã nhận được một tàn quyển của kiếm pháp trí cường như vậy lã phụng tiên nhìn sở hưu kinh ngạc nói ngươi vừa nói gì với phi yên sở hưu cười ha hà nói không có gì, dù sao cũng là người quen, nghe nói Việt nữ cung xảy ra chút vấn đề, ta hỏi tình hình gần đây của Việt nữ cung mà thôi. Sở hưu lại đột nhiên thay đổi đề tài, đúng rồi, sau này tốt nhất đừng để đám người thủy vô tướng rời khỏi ngươi. Những người này có thể giúp ngươi rất nhiều việc. Đám người thủy vô tướng mới thật sự trung thành với Lã Phụng Tiên, hay nên nói không phải bọn họ trung thành với Lã Phụng Tiên mà là trung thành với truyền thừa của ôn hầu trên người Lã Phụng Tiên. Dù sao loại nào cũng được, đám người thủy vô tướng dẫu sao cũng là người từ thời thượng cổ, mặc dù vạn năm qua bị phong ấn dưới đất nhưng cũng sống một thời gian dài cũng có chút kinh nghiệm sở hưu tin tưởng chuyện nhân phi yên đám người thủy vô tướng chắc chắn sẽ nhìn ra điểm không đúng cũng có thể nhắc nhở lã phụng tiên có điều với tính cách của lã phụng tiên nhìn thì hiền lành nhưng một khi hắn đã quyết định không ai có thể thay đổi cho nên sở hưu không cần hỏi cũng biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng nếu mang đám người thủy vô tướng bên cạnh một khi xảy ra vấn đề gì chỉ ít bọn họ có thể giúp đỡ một chút mọi người trò chuyện thêm một lát sau đó sở hưu mang người trực tiếp đi khỏi chuẩn bị trở về bắc yên trên đường đi sở hưu còn nghiên cứu truyền thừa kiếm ý mà y nhận được tổng cộng ba luồng truyền thừa kiếm ý thực ra đều là lĩnh ngộ của vị cường giả kia đối với kiếm đạo không phân cao thấp trong đó kiếm ý mà lã phụng tiên trao cho nhan phi yên đại biểu cho sinh cơ kiếm ý màu đen mà sở hưu được truyền thừa lại đại biểu cho giết chóc và tử vong dù sao bản thân kiếm cũng là binh khí hễ là binh khí đều phải mang theo khí huyết sát hung ác mới có thể trưởng thành Kiếm ý mà Phương Thất Thiếu nhận được mới là thú vị nhất, đó là một truyền thừa kiếm ý không có thuộc tính nhưng lại đại biểu cho lý giải của cường giả kiếm đạo kia đối với bản nguyên kiếm đạo, có thể nói là quý giá nhất trong ba truyền thừa kiếm ý này. Sở Hưu nhíu mày, y cầm Thiên Ma Vũ trên tay, chỉ trong chớp mắt một luồng lực lượng màu đen đã bao phủ toàn bộ Thiên Ma Vũ. Đao khí màu đen lan tràn, bay lượn quanh người Sở Hưu. Thậm chí trong số những võ giả đi theo Sở Hưu, có người dùng đao, thanh đao trong tay họ không ngừng run rẩy, như bị đao khí kia dẫn dắt tản đi lực lượng sở hưu thu hồi thiên ma vũ ai nói dùng đao thì không lĩnh ngộ được truyền thừa kiếm ý con đường võ đạo vốn là trăm sông đổ về một biển sở hưu biết rất nhiều võ đạo cho nên võ đạo của y không giới hạn ở đao càng không giới hạn ở kiếm chỉ truy cầu võ đạo cực hạn sau khi trở lại bắc yên sở hưu hỏi qua mai khinh liên thời gian vừa rồi có thể nói võ lâm bắc yên cực kỳ yên ổn không có bất cứ chuyện gì xảy ra mai khinh liên vươn tay nói tới thương lan kiếm tông một chuyến có gì tốt cầm về không đừng ăn mảnh đấy nhé Sở Hưu đưa bản sao chép Tàn Quyền Vạn Kiếm Quy Tông cho nàng rồi nói, đúng là nhận được đồ tốt, đáng tiếc đó là truyền thừa, không đưa cho người khác được. Đây là Tàn Quyền của công pháp Thẩm Bạch từng tu luyện, là một môn kiếm kỹ trí cường. Mai Khinh Liên lật vài lần rồi ném sang một bên. Có là kiếm kỹ trí cường nàng cũng chẳng hứng thú. Nàng không phải Sở Hưu, không có tinh lực tu luyện nhiều công pháp phức tạp như vậy. Mai Khinh Liên chỉ cần tu luyện xa nữ đại pháp tới cực hạn là được. Còn về những thứ khác, nàng không dư thừa tinh lực mà tu luyện kiếm đạo gì đó. Sở hưu cũng không tiêu hóa hoàn toàn truyền thừa kiếm đạo mà vị cường giả kia lưu lại. Thứ này y nhất định phải lĩnh ngộ, sửa chữa thành võ đạo thích hợp cho bản thân, cho nên rất hao phí thời gian. Sau khi bố trí mọi việc xong, sở hưu lập tức tiến vào bế quan. Nửa tháng sau, không đợi sở hưu xuất quan, triệu thừa binh đã tới tìm hắn, nói là có chuyện bẩm báo. Sở hưu ra khỏi mật thất hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu thừa binh trầm giọng nói là thẩm trường minh của thẩm gia trang, hắn nói tìm được một người có quan hệ với đại nhân ngài. Sở Hưu kinh ngạc nói, có liên quan tới ta, ai cơ? Triệu Thừa Bình nói, là một đệ tử tụ nghĩa trang ngày trước bàn luận một số chuyện liên quan tới ngài, bị Thẩm Trường Minh phát hiện sau đó dẫn tới đây. Sở Hưu nhíu mày, hóa ra là chút chuyện nhỏ như vậy ư? Sau khi Nhiếp Nhân Long bỏ mạng, tụ nghĩa trang đã bị hủy diệt, mặc dù còn không ít đệ tử tụ nghĩa trang lưu lạc bên ngoài, nhưng Sở Hưu không hề để ý, không có Nhiếp Nhân Long, tụ nghĩa trang chỉ là năm bè bảy đảng mà thôi, không có uy hiếp gì cho nên một số đệ tử tụ nghĩa trang đều âm thầm mắng chửi y thật ra cũng không quan trọng gì thẩm trường minh mang đối phương tới đây đúng là chuyện bé xé ra to đương nhiên sở hưu không thể nói như vậy làm vậy quá đà kích tinh thần làm việc của đối phương cho nên y đành đáp mang đối phương tới đây một lúc lâu sau triệu thừa binh mang theo thẩm trường minh đến khi thấy sở hưu thẩm trường minh trực tiếp cúi người hành lễ dùng giọng điệu nịnh bợ nói chúc mừng đại nhân dương oai tại ngụy quận ngay cả ngũ đại kiếm phái cũng thất bại tan tác bỏ chạy dưới tay ngài chuyện ở Thương Lan Kiếm Tông đã lan truyền khắp giang hồ. Thương Lan Kiếm Tông có trọng bảo khiến cả ngũ đại kiếm phái đồng loạt ra tay. Thế nhưng cuối ngoại trừ những người có quan hệ tốt với sở hưu như Phương Thất Thiếu cùng Việt Nữ Cung được lã Phụng Tiên giúp, những người khác thậm chí không kiếm được chút lợi lộc nào. Chuyện này quả ngoài dự liệu. đương nhiên đối với phần lớn mọi người trong giang hồ, đây chỉ là chuyện cho bọn họ bàn tán linh tinh, không phải chuyện lớn gì. Nhưng giờ thẩm Trừng Minh là thủ hạ của sở hưu, đương nhiên phải chú ý tới chuyện này tính cách thẩm trường minh khác với vị huynh trưởng triệu thừa binh chết trong tay nhạn bất quy khác biệt như ngày và đêm người trước tính cách chính trực ương ngạnh người sau lại cực kỳ khôn khéo mượn gió bẻ măng có thể nói là điển hình cho không cần thể diện sở hưu khoát tay áo nói được rồi không cần nói mấy lời ca ngợi ấy nữa nghe nói ngươi bắt một người của tụ nghĩa trang do đối phương nói xấu ta lần sau không cần để ý tới chuyện như vậy thiên hạ này thiếu gì người mắng chửi sở hưu ta thêm hắn cũng chẳng nhiều chỉ cần hắn không đứng trước mặt ta mắng Vậy không cần quan tâm." Thẩm Trường Minh vội vàng nói, "Đại nhân, người này không chỉ nhục mạ ngài mà còn để lộ một chút tin tức. Ngày trước ngài dùng thân phận Ma đạo Lâm Diệp giết chết thiếu trang chủ Tụ Nghĩa trang Nhiếp Đông Lưu, Nhiếp Nhân Long đã từng cưỡng ép mời một đại sư bói toán ở Bắc Yên là Viên Cát tới bói hành tung của ngài. Kết quả không chỉ bói ra tung tích của ngài, dường như còn bói được một số thứ khác liên quan tới thân phận ngài." Tại Hạ nghe được cảm thấy có vẻ hữu dụng nên mang đối phương tới đây, Sở Hưu nhíu mày giờ y đang cực kỳ mẫn cảm đối với những chuyện phát sinh trên người mình. Nghe xong lời này, sở hưu lập tức nói, dẫn người kia lên đây cho ta. Thẩm trường minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn tốn công tốn sức mang người tới vốn là để tranh công. Giờ nếu sở hưu muốn gặp đối phương, vậy chắc chắn là có công rồi. Một lúc lâu sau, thẩm trường minh mới dẫn một người cao to khoảng hơn 30 tuổi, có thực lực tiên thiên đi tới. Ngay khi thấy sở hưu, người cao to kia lộ vẻ kinh hãi, thân thể không tự chủ được run lên bần bật, trong lòng không ngừng chửi mắng cái miệng không biết điều của mình lúc trước hắn thật sự là võ giả tụ nghĩa trang thậm chí còn là người hầu thân cận của nhiếp nhân long nhưng giờ nhiếp nhân long đã chết tụ nghĩa trang cũng mất hắn không trung thành với nhiếp nhân long tới mức báo thù cho vị trang chủ này chỉ có điều từ tâm phúc của trang chủ tụ nghĩa trang biến thành tán tu giang hồ trong lòng người này cũng thấy mất cân bằng cho nên khi qua lại với một số tán tu khác hắn còn chửi mắng sở hưu một là để phát tiết hai là để thể hiện thân phận bản thân mặc dù hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nhưng hắn dẫu sao cũng từng là đệ tử đại phái chính hắn lại ra sức tuyên dương cho nên trong số võ giả tán tu hắn thật sự có chút tiếng tăm chính vì vậy ngoài chỉ mắng sở hưu ra hắn còn thường xuyên nói khoác mấy thứ linh tinh trong tụ nghĩa trang hơn nữa chính do hắn lắm miệng nói ra mấy thứ linh tinh này kết quả bị người của thẩm ra nghe được báo cáo lên cho thẩm trường minh thẩm trường minh thấy có cơ hội lợi dụng được lập tức bắt lại mạng tới chỗ sở hưu sở hưu lạnh lùng quan sát người cao to kia giọng điệu bình thản biết gì thì mau nói ra đi ta không muốn lãng phí thời gian. Người cao to kia run rẩy nhìn sở hưu, nếu ta nói ra, sở đại nhân có thể tha cho ta một mạng không? Sở hưu lạnh nhạt nói, thứ nhất, giờ ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Thứ hai, hạ người như ngươi, ngay cả hứa ta cũng lười, ngươi nghĩ ta cần phải cam kết gì với ngươi hay sao? Thứ ba, ngươi chỉ cần biết, nếu ngươi không nói, ngươi sẽ chết rất khó coi, vậy là đủ. Người cao to kia toàn thân lạnh buốt, không dám nói nhảm linh tinh nữa. Hắn run rẩy nói, lúc trước sau khi sở đại nhân ngài giết chết nhiếp đông lưu trang chủ à không là nhiếp nhân long muốn điều tra tung tích của ngài hắn cưỡng ép vị đại sư bói toán ở bắc yên là viên cát tới tính toán hành tung của ngài có điều trong quá trình bói toán dường như xảy ra chút vấn đề viên cát đại sư kia học máu đương trường còn nói ngài là người không tồn tại gì gì đó dù sao cũng rất kỳ quái còn lại tôi thật sự không biết đại nhân ngài cứ coi tôi là cái rắm cũng được xin hãy thả tôi đi gã cao to kia vẻ mặt cầu xin rõ ràng đã sợ muốn chết. Nếu hắn thật sự làm chuyện gì khiến người người oán trách, có bị giết cũng chẳng sao, dù sao đời này coi như đáng giá. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là do không giữ được miệng mà chết, vậy có xuống địa ngục hắn cũng không cam tâm. Sở Hưu nhíu mày, thế nào gọi là người không tồn tại? Vậy viên cát kia giờ đang ở đâu? Gã cao to kia vội vàng nói, ở Tây Sở. Viên cát kia tính toán hành tung của đại nhân xong lập tức trốn sang Tây Sở. Sau này Nhiếp Nhân Long còn muốn tìm hắn, thế nhưng lại không tìm được. Sở Hưu trầm tư một lát, trong ánh mắt càng lúc càng kinh hãi của gã cao to kia, Sở Hưu khoát tay áo một cái nói, "Được rồi, ngươi đi đi." Gã cao to kia như chút được gánh nặng, vội vàng chạy ra ngoài, động viên khen ngợi Thẩm Trường Minh một phen, Sở Hưu suy nghĩ một hồi, chuẩn bị tới Tây Sở một chuyến, gặp viên cát này một lần. Chuyện liên quan tới bí mật trên người mình, Sở Hưu muốn nghiên cứu càng sớm càng tốt. Đáng tiếc y không hề có đầu mối gì, giờ khó khăn lắm mới có manh mối, Sở Hưu cũng định tới thăm dò một phen sau khi bàn giao một tiếng cho đám người mai khinh liên sở hưu một thân một mình lên đường tới tây sở không phải y không muốn mang theo những người khác mà là tây sở không phải địa bàn của y mang nhiều người theo cũng không có ý nghĩa gì hơn nữa giờ đất tây sở quá loạn quá nguy hiểm mang nhiều người ngược lại là vướng víu giờ trên giang hồ nơi rối loạn nhất thật ra chính là tây sở sau khi bái nguyệt giáo quật khởi dạ thiều nam ngây ngang xuất thủ liên tục đánh bại lão thiên sư của long hồ sơn cùng thần tăng rama của tu bồ đề thiền viện trong tình huống quân vô thường môn chủ thiên môn không mấy khi đặt chân trên giang hồ trung thần tú thiên chủ tự tại thiên như thần long thấy đầu không thấy đuôi dạ thiều nam chính là người mạnh nhất trên giang hồ này để đề phòng ma đạo quật khởi trở lại những thế lực như đại quang minh tự lao nhau tây tiến ngăn cản sự phát triển của bái nguyệt giáo cho nên hiện tại nơi rối loạn nhất trên giang hồ chính là tây sở cao thủ tụ tập thế cực hết sức căng thẳng chạm nhẹ thôi cũng bốc cháy bừng bừng tại tây sở giang châu phủ đây chỉ là một châu phủ nhỏ phải nói trên khắp Tây Sở không có thành thị gì lớn, thứ nhiều nhất chính là châu phủ nhỏ như vậy. Giang Châu phủ nổi danh là vì nó ở gần Long Hồ Sơn, cho nên danh tiếng tương đối lớn. Bình thường những du khách tới Long Hồ Sơn dâng hương hay võ giả tới Thiên Sư phủ đại đa số đều ở lại trong Giang Châu phủ. Có điều sau khi Long Hồ Sơn phong sơn, bất luận du khách dâng hương hay võ giả tới bái kiến đều không được vào, Giang Châu phủ cũng không còn vẻ phồn hoa lúc trước nữa. Lúc này trong một quán rượu ở hẻm nhỏ ven đường của Giang Châu phủ một đám tán tu giang hồ đang ngồi nghỉ ngơi tránh mưa tây sở ẩm ướt nhiều mưa thời tiết như vậy rất thường gặp đám võ giả tán tu giang hồ này đương nhiên không bằng những võ giả xuất thân tông môn có sư trưởng đốc thúc tu hành cho nên lúc này cũng lười trốn trong nhà khổ tu ngược lại ngồi đây bàn tán chút chuyện linh tinh trên giang hồ các huynh đệ có nghe nói không gần đây bái nguyệt giáo hình như lại đánh nhau với các tông môn chính đạo rồi nghe nói khốc liệt lắm đương nhiên có nghe có lời đồn đại tế ti của bái nguyệt giáo xuất thủ vừa đối mặt đã yểm chết một tông sư võ đạo của thuần dương đạo môn chật chật thật thảm khốc người ta còn chưa kịp phản ứng đã thành một cái xác khô rồi có điều đám tông môn chính đạo kia cũng không phải ăn chay nghe nói có một vị lão tổ lấy thân táng kiếm trong phong vân kiếm chủng vốn đã quyết định không bước chân vào giang hồ nữa mang kiếm rời đi nhưng lúc này hắn cũng mang theo một thanh kiếm gãy quyết định rời núi so vài chiêu với dạ thiều nam nghe nói chân vũ giáo cũng vậy trong chân vũ giáo còn một vị lão tổ từng được tiên nhân ninh huyền cơ chỉ điểm cũng xuất quan thật hay giả vậy từng được ninh huyền cơ chỉ điểm vậy người này chẳng phải hơn 500 tuổi rồi sao trừ lão thiên sư ra trên giang hồ còn có người bối phận lớn như vậy ư ai mà biết được có điều căn cơ những đại phái chính đạo kia chắc chắn rất bất phàm e rằng võ lâm tây sở chúng ta sẽ không yên ổn được nữa rồi mặc kệ nó gần đây thật xúi quẩy lão tử định tới tìm viên cát đại sư tính toán xem có chọc phải thứ gì bẩn thỉu không? viên cát đại sư ra giá cao như vậy, ngươi trả được à? hắc hắc, gần đây thiên sư phủ phong tỏa sơn môn, số khách hành hương cùng võ giả tới đây ít đi nhiều. viên cát đại sư ra giá rẻ hơn lúc trước nhiều. ngay lúc đang tán gẫu linh tinh, một giọng nói đột nhiên vang lên, viên cát mà các ngươi nhắc tới đang ở đâu? giọng nói kia truyền tới, đám người ngồi đó lập tức giật nảy mình. không biết từ lúc nào, một người trẻ tuổi mặc áo choàng màu đen, hông đeo trường đao đe nhánh đang ngừng chân bên ngoài quán rượu nhìn bọn họ. Bên ngoài trời còn mưa như chút nước, nhưng những giọt mưa rơi xuống người hắn lại như tự động chia cắt thay đổi phương hướng. Dường như những giọt mưa kia đều có linh tính. Cô ý tranh né hắn, điểm kinh hãi nhất là quanh người hắn căn bản không có chút khí tức nào truyền ra, như vậy mới càng khiến người ta kinh ngạc. Đám tán tu giang hồ này mặc dù thực lực yếu nhưng không phải kẻ ngốc. Vị này xem ra là cao thủ trong cao thủ, bọn họ vội vàng đứng dậy, cung kính nói, viên cát đại sư đang ở đạo quan dưới chân núi Long Hồ Sơn vị đại nhân này có cần chúng ta dẫn đường cho ngài không đa tạ không cần dứt lời người trẻ tuổi mặc áo choàng đen kia bước ra một bước lại như xúc địa thành thốn chớp mắt đã xuất hiện cách đó hơn 10 trượng vài bước sau đã biến mất trong làn mưa mọi người ở đây đồng thời thở phào một tiếng một vị cường giả như vậy tạo cho họ áp lực quá lớn có điều ngay sau đó mọi người lại nghi hoặc mới trẻ như vậy đã có tu vi cỡ đó vị này chắc chắn không phải hạng vô danh có người đột nhiên lớn tiếng hét lên ta nhớ ra rồi hắn là sở hưu sở hưu của nhánh ẩn ma ngã có điều nghe nói giờ hắn đang hợp tác với triều đình bắc yên thẩm phi ưng hành lập chấn võ đường chấn áp võ lâm bắc yên hơn nữa lại vừa đẩy lùi người của vài đại kiếm phái tại ngụy quận hắn xuất hiện ở tây sở làm gì từ hạng nhất long hổ bảng lên tới phong vân bảng giờ sở hưu đã không phải người vô đanh trong tình huống không tận lực giấu giếm dung mạo có bị người ta nhận ra cũng rất bình thường trong quán rượu đám người liếc mắt nhìn nhau lao nhau lắc đầu đám người bọn họ tương đối thích thú với những chuyện linh tinh trên giang hồ cũng biết quan hệ giữa nhánh ẩn ma của sở hưu cùng bái nguyệt giáo ra sao cho nên mới nói mặc dù đều là người trong ma đạo nhưng ma của sở hưu cùng ma của bái nguyệt giáo rất khác nhau giờ sở hưu xuất hiện ở đây lại khiến đám người giang hồ tây sở có cảm giác loạn càng thêm loạn đương nhiên có loạn nữa cũng không liên quan gì tới những võ giả tán tu giang hồ dưới tầng chót như bọn họ cùng lắm là cho bọn họ thêm chút đề tài nói chuyện phiếm mà thôi lúc này sở hưu nhận được tin tức chính xác của viên cát cũng lập tức đi về phía long hồ sơn thật ra ban đầu trong quán rượu sở hưu nghe bọn họ bàn luận chuyện linh tinh trên giang hồ một hồi lâu rồi mới xuất hiện mặc dù trước khi tới sở hưu đã nghe ngóng tình hình tây sở một phen nhưng giờ thế cục ở tây sở thiên biến vạn hóa những thứ sở hưu nghe được không rõ ràng như những thứ đám người bản địa tây sở biết y cũng không ngờ tình thế võ lâm tây sở lại kịch liệt tới nước này của ác đại môn phái đã gần như dốc hết thủ đoạn dường như đại chiến chính ma lần thứ hai sắp bộc phát có điều chuyện này không liên quan tới y thật ra y còn hy vọng bái nguyệt giáo tiếp tục cường thịnh không có bái nguyệt giáo ở bên ngoài thu hút hỏa lực đám võ giả xuất thân nhánh ẩn ma như bọn họ cũng chẳng thoải mái được như hiện giờ dưới chân núi long hồ sơn có rất nhiều đạo quan những đạo quan này không thuộc về long hồ sơn thiên sư phủ nhưng đều là người thân cận trong nhánh đạo môn của thiên sư phủ những người mở đạo quan ở đây một là đại biểu cho ý thân cận thậm chí thần phục thiên sư phủ hai là mong nhận được che chở của thiên sư phủ thuận tiện kiếm chút tiền hương hỏa ké thiên sư phủ đạo quan của viên cát nằm trong số đó hơn nữa còn rất nổi danh. Mặc dù thực lực hắn không ra sao, nhưng kỹ thuật bói toán của Viên Cát rất có tình độ. Tại Bắc Yên vốn ít võ giả đạo môn, hắn chính là đại sư bói toán đứng đầu, cho dù tới thiên sư phủ, xung quanh là vô số võ giả đạo môn, hắn vẫn rất nổi danh. Thậm chí sau khi tới Tây Sở, Viên Cát còn từng nhận được lời mời từ thiên sư phủ, tới trong thiên sư phủ thảo luận trao đổi một số tâm đắc về thuật bói toán thiên cơ. Đạo quan của Viên Cát không có tên, chỉ có bảy chữ lớn viết trên bảng hiệu, tính không sót chuyện trong ba ngày câu nói này vô cùng phách lối có điều treo lâu như vậy vẫn không bị người ta tháo xuống đây coi như bản lãnh của hắn lúc này trong đạo quan viên cát đang nhíu mày uống trà bên ngoài mưa to thiên sư phủ lại phong tỏa sơn môn chuyện làm ăn của hắn cũng không tốt lúc bình thường viên cát sẽ đóng cửa đạo quan tới cùng những tiểu thiếp kia vui chơi quên trời đất xem xem có tạo được em bé phá số mệnh ngũ tệ tam khuyết trong chi của hắn không nhưng hôm nay không biết vì sao hắn luôn có cảm giác tâm thần không yên hắn phiền muộn đặt chén trà xuống định bói xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì đúng lúc này một giọng nói vang lên từ ngoài đạo quan viên cát đại sư định tính cho mình hôm nay có họa sát thân không hả viên cát giờ đang rất muốn vả vào miệng mình rõ ràng là hắn ra ngoài không xem hoàng lịch buổi sáng quên không tính trước cho mình một quẻ bằng không làm sao lại đụng phải sở hưu ấn tượng của viên cát đối với sở hưu phải nói là cực kỳ sâu sắc dù sao kể từ khi hắn bắt đầu tu luyện bói toán tới giờ đã bao năm rồi nhưng chưa từng thấy ai quỷ dị như sở hưu tất cả mọi thứ về bản thân bị người ta cưỡng ép tẩy đi giờ hắn chạy trốn tới tây sở chính là vì không muốn xen vào những việc linh tinh giữa sở hưu và nhiếp nhân long sau khi nhiếp nhân long chết thậm chí hắn còn vỗ tay khen hay không ngờ vị khác lại tìm tới cửa bước vào trong đạo quan sở hưu lạnh nhạt nói viên cát đại sư có vẻ ngươi cũng nhận ra tà à? nhìn sở hưu viên cát nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc sở đại nhân chuyện này trước không liên quan tới lão đạo ta tất cả đều do tên nhiếp nhân long kia ép thôi đao của hắn gác trên cổ ta không bói nhiếp nhân long sẽ đoạt mạng của ta ta không thể không bói cho nên cuối cùng ta chỉ bói cho hắn một lần duy nhất rồi lập tức chạy tới tây sở chính là vì không muốn trợ trụ vi ngược sở hưu lạnh nhạt nói nhưng ngươi cũng biết chính vì ngươi tiết lộ hành tung của ta cho nên lần đó thiếu chút nữa khiến ta mất mạng viên cát âm thầm khinh thường trong lòng ngươi lửa ai chứ mặc dù khi đó hắn đã không ở bắc yên nữa nhưng hắn cũng biết trận chiến đó rõ ràng là sở hưu đại khai sát giới trực tiếp đánh giết đám võ giả đuổi giết mình rồi thong dong rời khỏi bắc yên có điều mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng viên cát đại sư vẫn ra vẻ sợ hãi tới cực điểm cầu khẩn sở đại nhân ta thật sự rất bất đắc dĩ người trong giang hồ đâu thể làm theo ý mình nếu ta không làm như vậy tên ngụy quân tử nhiếp nhân long không chỉ giết ta mà còn định giết cả nhà ta cả nhà ngươi là chỉ mười mấy tiểu thiếp kia của ngươi à viên cát lúng túng mỉm cười có điều lúc này hắn cũng đã nhìn ra sở hưu hẳn không định giết hắn bằng không y đã chẳng nói nhảm nhiều như vậy với mình một đao nhanh gọn là giải quyết xong vấn đề cho nên viên cát trong lòng ôm cảm giác may mắn nói thẳng sở đại nhân muốn gì xin cứ nói thẳng chỉ cần lão đạo ta làm được chắc chắn sẽ không chối tử sở hưu hơi ngạc nhiên nói ồ ngươi cũng là người tự biết lấy mình đấy viên cát cười khổ nói những người tu luyện đạo bói toán như ta vốn luôn tin tưởng vào nhân quả nhân hôm nay quả ngày khác từ ngày trước ta bói toán hành tung của sở đại nhân ngươi cho nhiếp nhân long Ta đã chuẩn bị sẵn cho chuyện hôm nay. Ngày trước ta bói cho người khác, chỉ cần tính ra gần nhất đối phương có chuyện đại sự gì, vậy chắc chắn sẽ cố gắng xem nhẹ, sợ nhiễm phải nhân quả. Nhưng chuyện hôm nay chắc chắn không thể tránh khỏi. So với dãy ruộng, chẳng bằng chịu đựng. Sở Hưu nhíu mày nói, ngươi nhìn thoáng thật, ta chỉ định hỏi ngươi một việc mà thôi. Nghe nói ngày trước khi ngươi giúp nhiếp nhân Long bói về ta, ngươi đã nói ta là người không tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là sao? Viên Cát sừng sốt nói ta thấy có một bàn tay lớn xóa đi mọi thứ liên quan tới sở đại nhân. Có điều chuyện này không phải do cường giả trong nhánh ẩn ma các ngươi làm ra hay sao? Sở hưu cau mày nói, cường giả trong nhánh ẩn ma làm ra, ngươi có ý gì? Viên cát nói, ngay trước lúc ta bói ra cảnh tượng đó ta cũng rất kinh ngạc. Có điều sau đó ta biết sở đại nhân ngươi có hai thân phận, cho nên ta cũng có suy đoán. Liệu có phải cường giả trong nhánh ẩn ma che giấu thân phận của ngươi nên mới vận dụng thủ đoạn đặc thù xóa đi mọi thứ về ngươi, đề phòng đại sư bói toán như ta tính ra thân phận của ngươi? Sở hưu lắc đầu nói, không ai làm được như vậy, hơn nữa cường giả có thể che giấu cả thiên cơ vậy thực lực phải mạnh tới mức nào? Viên cát trần trừ nói, không ai làm được như vậy. Nói thật, lão đạo ta cũng chưa từng thấy cường giả cấp bậc này, có điều theo ta nghĩ nếu đạt tới cấp bậc của dạ Thiều nam giáo chủ bái nguyệt giáo chắc có thể làm được. Sở hưu liếc nhìn viên cát một cái nói nếu nhánh ẩn ma có cường giả sánh được với dạ thiều nam vậy còn cần gọi là nhánh ẩn ma hay sao suy nghĩ một hồi sở hưu lại nói giờ nếu ta để ngươi bói về ta lần nữa liệu ngươi có tính được điều gì không viên cát nghe vậy sắc mặt tái đi vội vàng lắc đầu nói vị cường giả ra tay che giấu thiên cơ kia có thực lực quá mạnh quả thật cao tới tận trời phản phệ một lần thôi lão đạo ta đã phải dưỡng thương mất mấy tháng rồi sở hưu lạnh nhạt nói a à, vậy là ngươi không muốn tu dưỡng thời gian lâu hơn Viên Cát nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại nói: "Đại nhân xin đợi chút, ta sẽ bắt đầu thôi diễn ngay đây." Nói xong, Viên Cát trực tiếp niết thành ấn quyết, một luồng khí tức huyền ảo tỏa ra từ người hắn. Luồng lực lượng đó gần như thiên tử vọng khí thuật của Sở Hưu nhưng lại không phải. Trong thiên cơ hư ảo mơ hồ, Viên Cát lại chứng kiến bàn tay khổng lồ xóa đi hết thảy, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cười khổ một tiếng, Viên Cát bất đắc dĩ nói: "Sở đại nhân, kết quả vẫn giống nhau như đúc, chỉ cần thôi diễn về ngươi." chắc chắn sẽ bị phản phệ. Sở Hưu ném cho Viên Cát một bình đan dược, y cao mày suy nghĩ, không biết có nên nói thêm một số bí ẩn cho Viên Cát không. Về mặt bói toán, mặc dù Viên Cát không phải đứng đầu trên giang hồ, nhưng hắn cũng là nhất lưu. Cao cấp hơn hắn chỉ có những người như Hư Tĩnh thủ tọa nhân quả thiện đường của Đại Quang Minh tự. Với thực lực của Sở Hưu hiện tại, cũng chỉ có hắn mới có thể giúp mình giải quyết nghi hoặc trong lòng. Nhưng những thứ này liên quan tới bí mật sâu xa nhất của Sở Hưu, cho dù mình dùng phương thức uyển chuyển nhất nói với hắn, không đề cập tới chuyện chuyển sinh cũng rất kinh khủng rồi. Cho nên sau khi nói xong, liệu mình có nên giết người diệt khẩu không? Bên kia viên cát nuốt viên đan dược, đột nhiên dùng mình một cái, vừa vặn đối mặt với ánh mắt đầy hung quang của sở hưu, hắn không khỏi run rẩy trong lòng thấp thỏm, lo lắng không thôi. Nửa ngày sau, sở hưu đột nhiên nói, viên cát đại sư, ngươi là người Bắc Yên. Viên cát ngẩn người nói, đúng vậy, sở hưu lạnh nhạt nói, bị ép rời quê hương thật ra là chuyện bất đắc dĩ. Sống bên ngoài đâu tốt bằng ở quê hương, giờ nhiếp nhân long ép ngươi rời khỏi bắc yên đã chết viên cát đại sư ngươi có thể yên tâm trở về bắc yên không phải lo chuyện gì viên cát không quan tâm khoát tay nói không sao lão đạo ta sống ở tây sở rất viên cát còn chưa dứt lời đã phải nghiên tiếp với ánh mắt lạnh lùng của sở hưu chữ tốt cuối cùng bị hắn gắng gượng nuốt xuống sở hưu nói thẳng ta cũng chẳng lấp lửng nữa viên cát đại sư có một số chuyện bí ẩn cần thỉnh giáo ngươi có điều chuyện này quá mức bí mật ta sợ ngươi không giữ được mồng miệng dù sao người thật sự giữ bí mật được chỉ có người chết. Con người của ta thật ra cũng hay làm theo đạo lý, ngươi giúp ta, ta cũng không đành lòng giết ngươi, cho nên ngươi trực tiếp gia nhập dưới trướng chấn võ đường của ta đi, đãi ngộ không kém hơn so với lúc ngươi ở Tây Sở này đâu. Hơn nữa ngươi ngồi ngay dưới mí mắt ta, ngươi an tâm, ta cũng yên tâm. Nghe xong lời này, Viên Cát lập tức biến sắc. Nói thực, hắn thật sự không muốn có bất cứ liên quan gì tới Sở Hưu, Sở Hưu là ai? Y là hung đồ ma đạo đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ người thừa kế của nhánh ẩn ma, tương lai chắc chắn cũng là một ma đầu. Còn chuyện y liên thủ với triều đình Bắc Yên thành lập chấn võ đường, mình cũng nghe được. Trong giới võ lâm Bắc Yên, chấn võ đường này cũng đầy tiếng xấu, bị toàn bộ giang hồ Bắc Yên phỉ nhổ. Giờ mặc dù mình không tính là võ lâm chính đạo, nhưng không nghĩa là mình muốn ở chung một chỗ với ma đạo. Có điều viên cát đại sư nào dám cự tuyệt, tay sở hưu vẫn chưa hề rời khỏi thiên ma vũ trên hông y. Ngay lúc viên cát đại sư chấp nhận số phận chuẩn bị đáp ứng, bên ngoài lại vang lên một tiếng hừ lạnh nói, Viên cát đạo huynh, ngươi yên tâm, dưới Long Hồ Sơn ta không ai có thể dẫn ngươi đi được." Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Viên Cát đầu tiên là vui mừng, có điều tiếp đó lại lập tức biến sắc. Hắn quen người vừa tới, đúng là hảo hữu của hắn tại Thiên sư phủ, nhưng vấn đề là giờ mình đã chấp nhận số phận rồi hắn mới tới, có phải chậm quá rồi không? Cho nên Viên Cát không nói gì, chỉ lặng lẽ nấp trong góc đợi nhìn kết quả. Một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu trắng bước vào đạo quan, vẻ mặt giận dữ nhìn Sở Hưu. Thiên sư phủ đã phong tỏa sơn môn, nhưng phong tỏa sơn môn không có nghĩa là không đạo sĩ nào được bước ra khỏi thiên sư phủ một bước. Cho nên vẫn có một số đạo sĩ ra khỏi thiên sư phủ, tới các vùng xung quanh Long Hồ Sơn mua một chút lương thực vận chuyển về thiên sư phủ. Đạo sĩ này chính là chấp sự trưng toàn tông của thiên sư phủ, không phải trực hệ trương gia nhưng cũng là tông sư võ đạo của thiên sư phủ. Lần này tới phiên hắn phụ trách dẫn đệ tử xuống núi mua sắm lương thực. Khi trương toàn tông còn chưa phải tông sư võ đạo, viên cát và hắn là hảo hữu, cho nên khi không ở lại Bắc Yên được, hắn lập tức tới nương tựa vào trương toàn tông đối phương cũng hết lòng giúp đỡ trực tiếp giúp hắn xây dựng một đạo quan dưới chân long hồ sơn có thiên sư phủ che chở viên cát sống rất thoải mái lần này trương toàn tông mang đệ tử xuống núi mua đồ hắn thân là tông sư võ đạo đương nhiên không đích thân phụ trách những chuyện này hắn chỉ tiện đường xuống núi sống trên núi lâu ngày buồn chán hắn mới tới chỗ viên cát đánh cờ không ngờ lại gặp cảnh này trương toàn tông nhìn sở hưu hừ lạnh nói sở hưu ta biết gần đây thanh danh của ngươi trên giang hồ đang rất lớn nhưng ngươi đừng quên nơi này là nơi nào. Cho dù thiên sư phủ ta giờ đang phong tỏa sơn môn nhưng cũng không phải nơi ngươi có thể tùy ý diễu võ dương oai được, tay phải sở hưu nắm lên chuôi đao. Lạnh nhạt đáp, nực cười, viên cát đại sư không phải người của thiên sư phủ các ngươi, hắn là người Bắc Yên. Giờ ta muốn dẫn hắn về quê, có vấn đề gì chắc? Rốt cuộc là ta có vấn đề hay là thiên sư phủ các ngươi quá mức bá đạo? Trương Toàn Tông nhìn về phía viên cát đại sư, lúc này viên cát đại sư lại không dám nói một câu, sắc mặt vô tội. Chu ông toàn tông nhìn về phía Sở Hưu, lạnh lùng nói, ngươi dẫn người hay cướp người đây? Ta vẫn nói câu đó thôi, Thiên sư phủ không phải nơi cho ngươi tùy ý diễu võ dương oai. Sở Hưu nắm lấy chuôi đao, trầm giọng nói, vậy nếu ta nhất quyết muốn dẫn người đi thì sao? Muốn cản ta ư? Bảo Trương Thừa Trinh đến đây còn tạm, ngươi e là không đủ tư cách. Thật ra đại đa số đạo sĩ Long Hồ Sơn đều có tính tình rất tốt, chuyện này cũng có liên quan tới tính tình lão thiên sư. Mặc dù thực lực lão thiên sư cường đại, nhưng tính cách khiêm nhượng, cho nên đệ tử Long Hồ Sơn cũng vậy, không quá ưa ngại. Chỉ có điều giờ trong lòng Trương Toàn Tông đang rất phẫn nộ, phẫn nộ tới mức thiếu chút nữa thôi mà mất đi lý trí. Trong chuyện này không chỉ vì sở hưu mà còn có nguyên nhân từ bái nguyệt giáo. Sau khi ninh huyền cơ của chân vũ giáo mất tích, thiên sư phủ dần dần có xu thế trở thành đứng đầu tam đại đạo môn. Đặc biệt là tới sau này, những cường giả trí cường cùng thời với lão thiên sư đều đã chết hết, lão thiên sư cũng bước lên hạng năm trên trí tôn bảng, trở thành một trong những người mạnh nhất trong thiên hạ. Với thực lực như vậy, thiên sư phủ đã có thể trở thành võ lâm trí tôn chỉ có điều thiên sư phủ tình nguyện khiêm nhượng thế nhưng trong lòng các đệ tử đều có chút kiêu ngạo kết quả chuyện dạ thiều nam lại hung hăng tát lên mặt thiên sư phủ đánh bại lão thiên sư trước mặt mọi người bức ép thiên sư phủ phong tỏa sơn môn một năm đây tuyệt đối là sỉ nhục đối với thiên sư phủ một sỉ nhục rất lớn thiên sư phủ có phần giống tông môn nhưng cũng có phần giống thế gia có điều dưới sự dẫn dắt của lão thiên sư toàn bộ thiên sư phủ vinh nhục có nhau sỉ nhục của thiên sư phủ cũng là sỉ nhục của bản thân mỗi đệ tử dạ thiều nam dùng thực lực bản thân đánh tới cửa thì cũng thôi sở hưu ngươi chỉ là một hậu bối giang hồ mặc dù có chút danh tiếng trên giang hồ nhưng lại dám làm càn trước cửa thiên sư phủ dựa vào cái gì trương toàn tông thấy tay sở hưu đã nắm trên chuôi đao nhưng bản thân lại chẳng hề lui bước một thanh trường kiếm mang theo hoa văn sấm sét được hắn nắm trong tay quanh người ánh sấm bừng bừng một kiếm chém ra thế đao như sấm đánh mang theo tiếng nổ rền vang thậm chí ngay cả lực lượng lôi đình bên ngoài cũng bị hắn thu hút tới hóa thành mưa kiếm lôi xà chém về phía sở hưu viên cát thấy trương toàn tông không ngờ lại nóng nảy tới mức ra tay như vậy đang định ngăn cản đáng tiếc đã chậm võ giả tây sở dù sao cũng chưa thể lý giải sở hưu một là thời gian sở hưu ở tây sở quả thật rất ít phải nói là y mới chỉ tới tây sở hai lần mà thôi thứ hai là trong trận chiến dương danh của sở hưu lúc trước cơ bản không có thế lực tây sở tới tham gia nhưng ở đông tề và bắc yên sở hưu có thể nói là hung danh hiển hách Mặc dù y còn trẻ tuổi nhưng đã có thể sánh vai với những tông sư võ đạo thế hệ trước. Trương Toàn Tông mặc dù cũng là tông sư võ đạo, nhưng Viên Cát biết trong thiên sư phủ người bạn thân này của hắn thật ra không xuất sắc gì cho cam. Không sánh bằng Trương Đạo Linh chấp trưởng thiên sư phủ thì thôi, cũng không bằng Trương Hy Linh chép sách trong kim quang các. Càng không sánh nổi lôi thần quân huyền long tử mặc dù tính cách điên cuồng nhưng lại có thiên phú tuyệt thế. Đổi lại mấy vị kia có lẽ còn kiềm chế được sở hưu, nhưng Trương Toàn Tông ư. Hắn kém không chỉ một chút, ngay khoảnh khắc Trương Toàn Tông xuất kiếm, Sở Hưu cũng ra tay. Tay cầm đao của y lập tức trở nên đen kịt, ma khí tinh khiết dẫn phát từ khí sát khí, ngưng tụ thành đao mang dài hơn 10 trượng bám lên Thiên Ma Vũ. Tiếp đó Sở Hưu xuất đao chém ra, toàn bộ ánh sáng trong đạo quan đều bị thôn tính sạch sẽ. Bóng tối cực hạn, cảm xúc tiêu cực tới cực hạn đều ngưng tụ trong một đao vô cùng quỷ dị này. Thiên Ma Vũ của Sở Hưu vốn là ma đao, trong quá khứ khi xuất thủ, y luôn dung nhập huyết luyện thần cương vào, khiến nó mang theo sát khí nồng đậm sau này sở hưu nắm giữ bảy thanh ma đao lại đem hận ý của hận đao dung nhập vào trong lúc ở ngụy quận sở hưu lại nhận được truyền thừa kiếm ý liên quan tới tử ý giết chóc mặc dù y không biết kiếm pháp nhưng lại dung nhập nó vào đao pháp của mình cho nên một đao này của sở hưu chém ra nhìn như đơn giản nhưng lại dung nhập biến hóa lực lượng kinh người một đao hạ xuống kiếm quang lôi xà của trương toàn tông đều bị thôn tính hắn còn cảm thấy một luồng lực lượng âm u tới cực điểm đánh tới khiến trường kiếm trong tay hắn xuất hiện một vết dạn thân hình trương toàn tông nhanh chóng thối lui quả quyết từ bỏ trường kiếm trong tay tay niết lôi ấn chỉ trong chớp mắt ánh xét vô tận ngăn cản trước người hắn lúc này mới cản được uy lực một đao vừa rồi của sở hưu lúc này ánh mắt trương toàn tông đã mang đầy kinh hãi thực lực sở hưu này mạnh đến vậy ư trong thiên sư phủ đúng là trương toàn tông không có danh tiếng gì có điều cho dù hắn không nổi tiếng thì cũng là tông sư võ đạo thân là tông sư võ đạo của thiên sư phủ thực lực cùng địa vị của hắn vốn cao hơn tông sư võ đạo bình thường một quãng thế nhưng đối mặt với sở hưu chỉ một chiêu thôi sở hưu đã khiến hắn có cảm giác bất lực thực lực người trẻ tuổi kia e là đã sánh vai được với trương thừa trinh nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu trương toàn tông rồi lập tức bị hắn xóa bỏ trương thừa trinh là tương lai của thiên sư phủ bọn họ là niềm kiêu hãnh của thiên sư phủ bọn họ là độc nhất vô nhị không ai có thể sánh vai với hắn kể cả sở hưu cũng không thể trương toàn tông cắn răng gầm lên một tiếng hai tay lóe lên trong tia sét dẫn dắt lôi đỉnh màu xanh trên không trung nhập thể lúc này toàn thân hắn như lôi thần hàng lâm tấn công về phía sở hưu thật ra hắn có thể trốn nơi này là long hồ sơn là thiên sư phủ chỉ cần hắn trốn lên núi sẽ có vô số viện binh đừng nói sở hưu tới cho dù ngụy thư nhai tới cũng không giết được hắn nhưng thân là đệ tử thiên sư phủ tôn nghiêm khiến hắn không thể trốn đối mặt với tiểu bối như sở hưu hành động của hắn sẽ thành nỗi hổ thẹn cho thiên sư phủ hắn có thể chết nhưng tôn nghiêm thiên sư phủ không thể để mất sở hưu kinh ngạc nhìn trương toàn tông người này không sợ chết thật hay còn thủ đoạn gì lúc này viên cát sau lưng sở hưu nôn nóng hét lớn sở đại nhân xin hãy tha cho hắn một lần lão đạo ta nguyện phối hợp với sở đại nhân ngài bói toán tất cả mọi thứ ngài muốn viên cát vốn là người rất nhát gan hơn nữa còn tự 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 lợi chỉ có điều lúc trước khi hắn tới tây sở trương toàn tông không nói hai lời trực tiếp tới tiếp đón còn hao tâm tổn trí giúp hắn đặt chân tại tây sở ân tình đó khiến viên cát cũng phải cảm động lúc này trương toàn tông ra tay cũng là vì giúp hắn hắn đương nhiên không thể đứng nhìn Trương Toàn Tông chết trong tay Sở Hưu được. Không biết Sở Hưu có nghe thấy lời của Vinh Cát không? Có điều khi y xuất thủ lần nữa đã thu hồi thần vũ môn trong tay, đổi sang niết ấn quyết. Có điều thứ y niết lại là Phật ấn, vô xác định đại thủ ấn. Giới tử tu di, càn khôn đảo ngược, trước mặt vô xác định đại thủ ấn, cả thiên địa đều bị xoắn nát. Ánh xét tiêu tan, Trương Toàn Tông phun ra một ngụm máu tươi, lui lại vài bước. Sở Hưu vẫn giữ thần sắc lạnh lùng, lực lượng nguyên thần ngưng cung hóa tiễn diệt hồn tiễn bắn ra xe gió bay về phía trương toàn tông mũi tên này cho dù không giết trương toàn tông cũng sẽ khiến nguyên thần hắn trọng thương võ thuật diệt hồn tiễn vốn là bí pháp nguyên thần một trong nhiếp hồn cửu đại thức thực ra ban đầu khi vừa nhận được môn công pháp này sở hưu không hay dùng lý do là tiêu hao quá lớn có điều về sau tinh thần lực sở hưu tăng cường lại phối hợp cùng thiên tử vọng khí thuật sử dụng uy lực môn bí pháp nguyên thần này tăng cường gấp bội gần như đã bắn tất chúng trương toàn tông kinh hãi nhìn diệt hồn tiễn trước mặt Lực lượng đó tập trung vào hắn, khiến Trương Toàn Tông hiểu ra, bất luận mình né tránh ra sao cũng không thể thoát khỏi mũi tên này. Thiên sư phủ có vô số công pháp bí điển, cũng có bí pháp kháng cự nguyên thần, nhưng Trương Toàn Tông lại không tu luyện. Ngay lúc Trương Toàn Tông định thiêu đốt tinh huyết để ngăn cản mũi tên này của Sở Hưu, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Thừa Trinh, giơ một ngón tay ra. Chỉ chớp mắt ánh sét bừng lên, lôi quang nóng rực mang theo lực lượng chấn tà chu ma trực tiếp phá tan mũi diệt hồn tiễn kia. Người này mặc đạo bào màu trắng, dung mạo anh tuấn hai mắt như loáng thoáng lôi quang người xuất hiện trước mặt trương toàn tông chính là trương thừa trinh trương toàn tông sửng sốt nhìn trương thừa trinh thân sắc xấu hổ nói thừa trinh hắn là trưởng bối của trương thừa trinh lẽ ra nên che gió chắn mưa cho trương thừa trinh thế nhưng giờ bản thân hắn lại được trương thừa trinh cứu giúp chuyện này khiến trương toàn tông cảm thấy mất mặt trương thừa trinh lắc đầu nói sư thúc không cần nói nhiều bọn sư bá vẫn đang chờ sư thúc mang lương thực về núi đấy nếu không sẽ trễ giờ cơm tối mất chuyện nơi này cứ giao cho con là được trương toàn tông đang định nói gì đó nhưng cuối cùng đành im lặng hắn chỉ lắc đầu lui lại phía sau nhưng không rời đi được trương thừa trinh cứu đã mất mặt lắm rồi làm sao hắn có thể để mình trương thừa trinh ở lại chiến đấu tại đây nhìn sở hưu trương thừa trinh lạnh nhạt nói sở huynh lại gặp mặt rồi còn chưa kịp chúc mừng ngươi bước vào cảnh giới tông sư võ đạo đấy sở hưu lắc đầu nói những người khác chúc mừng ta còn nhận nhưng trương thừa trinh ngươi nói ra những lời này lại giống chế nhạo hơn cho dù ta bước vào cảnh giới tông sư võ đạo nhưng cũng chậm hơn ngươi một bước, có gì đáng chúc mừng, nơi này là địa bàn của thiên sư phủ. Ngươi xuất hiện ở đây là định ngăn cản ta. Trương Thừa Trinh lắc đầu nói, lão thiên sư đã nói, thiên sư phủ sẽ không ức hiếp bất cứ ai, nhưng cũng không thể để người ta ức hiếp được. Ngươi muốn mang viên cát đi, vậy chỉ cần hắn đồng ý là được, nhưng ngươi không nên đả thương toàn tông sư thúc. Sở hưu nhíu mày nói, nhưng nếu vị sư thúc kia của ngươi không ngăn cản ta, sao ta lại làm hắn bị thương? Trương Thừa Trinh cũng lắc đầu nói, cho nên lão thiên sư còn nói, trên giang hồ vốn đâu có nhiều đạo lý để nói, có lẽ ai cũng đúng, cũng có thể ai cũng sai. Đến lúc này, có thể động thủ thì không cần phải nói nhảm. Đánh thắng chính là đúng, đánh thua chính là sai, sở hưu hiểu rõ gật đầu nói. Lão thiên sư đúng là người hiểu chuyện, dứt lời, thiên ma vũ trong tay sở hưu đã mang theo ma khí ngập trời chém ra một đao. Tử ý sắc khí hóa thành mũi nhọn, uy lực một đao đó khiến người người run rẩy thậm chí có tiếng ác quỷ kêu gào vang lên mơ hồ. Một đao này đã có uy lực cường đại dẫn động thiên địa, dẫn phát lực lượng mặt trái cực hạn của thiên địa này. Trong tay Trương Thừa Trinh cũng hiện lên một thanh trường kiếm. Đó là một thanh trường kiếm đen nhánh tỏa ra khí tức quỷ dị ác độc cực điểm, nhưng bên trên lại bố trí lôi văn, chèn ép triệt để luồng khí tức quỷ dị kia. Đây là thần binh thắng tà của Long Hồ Sơn, từ ngày Trương Thừa Trinh sinh ra nó đã được định sẵn sẽ thành thần binh của hắn. Trong truyền thuyết, Thắng Tả vốn là hung binh nhưng được tiên tổ thiên sư phủ dùng năng lực mạnh mẽ của mình hàng phục trấn áp, chuyển thành thần binh mà chỉ võ giả thiên sư phủ mới có thể dùng lôi pháp sai khiến. Thắng tà đâm ra, đao kiếm giao nhau, ánh xét cùng ma khí tan vỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, đạo quan của viên cát hoàn toàn nát bấy. Đối mặt với Trương Thừa Trinh, sở hưu vẫn bừng bừng chiến ý, ngay trước trong tiểu phàm thiên. Trương Thừa Trinh lấy một địch năm, bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, có thể nói là coi năm người sở hưu như đá kê chân nhưng thật ra lúc đó sở hưu không vận dụng toàn lực khi đó y còn chưa bại lộ thân phận không thể sử dụng một số công pháp ma đạo còn hôm nay sở hưu đã có thể bộc lộ tất cả lực lượng đồng thời cũng bước vào cảnh giới tông sư võ đạo trên lệch giữa y và trương thừa trinh đã thu nhỏ lần này y không cho rằng mình sẽ bại bất luận trương thừa trinh hay sở hưu thực lực bọn họ không thể dùng cách thường để tính toán mới giao thủ một chiêu thôi nhưng đạo quan của viên cát đã bị bọn họ đánh nát cùng lúc này những đạo sĩ trong đạo quan xung quanh cũng xúm lại quan sát Đám đạo sĩ này đều là tán tu đạo môn tới nương tựa vào Long Hồ Sơn, đều có chút thực lực, bèn lập đạo quan dưới chân Long Hồ Sơn, chia chút tiền hương hỏa. Chỉ cần những đạo sĩ này nghe lời, Thiên sư phủ cũng không quản thúc gì bọn họ. Dù sao với Thiên sư phủ, bọn họ cũng không thiếu chút tiền hương hỏa này. Nếu là lúc bình thường có người tới khiêu khích, không cần Thiên sư phủ xuất thủ, tự bọn họ đã tranh nhau giải quyết. Nhưng giờ biết đối phương là Sở Hưu, đám người thành tinh này không ai dám ra tay. Trước đó khi Trương Thừa Trinh chưa tới, Sở Hưu và Trương Toàn Tông giao thủ đã gây ra động tĩnh không nhỏ, thế nhưng vẫn không ai chạy ra quan sát. Mãi tới lúc Trương Thừa Trinh xuất hiện, bọn họ mới ngóc đầu ra. Có điều đám người này chỉ đứng ngoài xem trò chứ không ngu ngốc tới mức dính vào chuyện này. Sau khi bụi mù tan đi, Sở Hưu cùng Trương Thừa Trinh đứng lặng tại chỗ, nhưng bên cạnh bọn họ đã là một khu phế tích. Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất đã dặn nước khắp nơi, vô cùng kinh khủng. Mọi người ở đây đều hít một hơi lạnh. Nói thật, trương thừa trinh có thực lực như vậy bọn họ cũng chẳng thấy bất ngờ điều khiến bọn họ kinh hãi là sở hưu cũng có thực lực như vậy chuyện này thật sự ngoài dự liệu của đám người lúc này sở hưu đứng trong phế tích tay cầm thiên ma vũ dơ cao quanh người bừng bừng ma diễm lại lao tới tấn công thế đao bùng nổ mỗi đao chém ra đều mang theo tử ý cùng ma khí kinh thiên thắng tà trong tay trương thừa trinh mặc dù cũng phủ đầy tà khí nhưng thực tế lôi văn trên thắng tà có năng lực chấn ma kiếm vừa rời vỏ ánh sấm lấp loáng lôi đình vô tận bùng nổ đao kiếm tương giao trong thời gian ngắn không ngờ hai người lại liều mình giao đấu ngang tài ngang sức có điều ngay lúc này tay phải trương thừa trinh xuất kiếm tay trái lại nhất ấn quyết ngũ lôi chính pháp theo đó thi triển hơn nữa không chỉ một luồng ngũ lôi chính pháp mà là vài chục luồng lực lượng lôi đình cường đại dẫn động thiên địa thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm trượng đều bị rút sạch hóa thành lôi ngục vô biên đây là năng lực của lôi minh kim đan có thể chuyển hóa bất cứ lực lượng nào của thiên địa thành uy lực của lôi đình hiện tại mặc dù trương thừa trinh chỉ mới bước vào cảnh giới tông sư võ đạo không lâu nhưng thực lực của hắn đã vượt qua chín thành tông sư võ đạo trương toàn tông ở bên cạnh quan chiến không khỏi thở dài một hơi quả nhiên thừa trinh xuất thủ vẫn rất đáng tin cậy tên sở hưu kia có phách lối thế nào đi nữa lúc này chắc cũng bị giải quyết rồi chứ nhưng trương toàn tông vừa nghĩ xong không ngờ lại thấy một ma ảnh như lưỡi đao sắc toàn thân mang theo ma khí kinh thiên trực tiếp chém tan lôi ngục vô biên kia trương thừa trinh có lôi minh kim đan sở hưu cũng có bất diệt ma đan trong người từng luồng xét lớn đánh lên người sở hưu cảm giác thật sự không dễ chịu thế nhưng bất diệt ma đan trong cơ thể y điên cuồng chuyển động không chỉ hấp thu thiên địa nguyên khí thưa thớt trong không khí mà còn trực tiếp thu nạp lực lượng lôi đình kia hóa thành ma khí hộ thể cho dù sở hưu bị đánh tới mức nội phủ vỡ nát bất diệt ma đan vẫn có thể chuyển hóa lực lượng nhanh chóng chữa trị cho nên hiện giờ sắc mặt sở hưu chỉ hơi trắng đi nhưng ma khí quanh người y lại cô động tới cực hạn một đao chém ra phá núi lật biển uy lực của thất đại hạn trực tiếp phá tan lôi ngục vô biên kia chiêu thức phá hải có uy lực thật sự kinh khủng cho dù là lực lượng của trương thừa trinh hiện giờ cũng không dám đấu cứng cho nên trương thừa trinh niết ấn quyết sau lưng hiện lên thần ảnh cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn tay nết lôi ấn từng luồng lôi phù ngăn cản trước người sở hưu nhưng đều bị nhát dao bá đạo tới cực điểm kia chém nát nhưng tu vi nội lực của trương thừa trinh cũng không yếu hắn là người không có bất cứ khuyết điểm nào chỉ dựa vào lôi phù chậm chạm chẳng chịt kia cũng có thể tiêu hao lực lượng đao chiêu ngăn cản Sở Hưu, một luồng khí rồi cũng yếu đi, tới ba là kiệt. Trương Thừa Trinh không tin Sở Hưu có thể liên tục sử dụng lực lượng cường đại như vậy. Quả nhiên, mặc dù lôi phù tràng trịch của Trương Thừa Trinh không ngăn cản được đao chiêu phá hải của Sở Hưu, nhưng lại có thể không ngừng tiêu hao lực lượng của đối phương, tiêu hao tới mức mình có thể ngăn cản được. Cách nơi đám người Sở Hưu giao thủ không xa, còn có một nhóm người cũng đang đi tới chân núi Long Hồ Sơn. Đám người này mặc trang phục hết sức kỳ quái, trong đó có một cô gái cưỡi trên con báo đen thân mặc áo trắng, che mặt, chính là thánh nữ bái nguyệt giáo. Còn bên cạnh nàng là vài võ giả mặc quần áo miêu cương đi theo, còn có Diệp Thiên Tà của Tà Cực Tông. Chống thanh huyết giao thương của mình, thật ra Diệp Thiên Tà đang rất buồn bực. Mặc dù hắn không thích làm gây náo động gì, nhưng cũng chẳng thích đi theo một nữ nhân chạy tới chạy lui. Chỉ có điều giờ bái nguyệt giáo đã trở thành đại phái đệ nhất ma đạo, chí ít với toàn bộ nhánh minh ma là vậy. Tà Cực Tông thân là tông môn thuộc nhánh minh ma, bắt buộc phải nghe lệnh bái nguyệt giáo. Cho nên thời gian vừa qua, đừng nhìn các tông môn chính đạo đều tụ tập tại tây sở đánh lén bái nguyệt giáo những tông môn ma đạo nhánh minh ma cũng tụ tập tại tây sở diệp thiên tà đi cùng thánh nữ bái nguyệt giáo là mệnh lệnh của tà cực tông nói nhỏ thì là bồi dưỡng tình cảm của hai người trẻ tuổi tương lai diệp thiên tà chấp trưởng tà cực tông thánh nữ bái nguyệt giáo cũng trưởng thành thật sự trở thành nhân vật quan trọng trong bái nguyệt giáo quan hệ hai bên tốt đẹp cũng không có chỗ xấu gì thậm chí tà cực tông còn mang ý đồ khác đó là muốn thông gia với bái nguyệt giáo chỉ có điều ý nghĩ này ngay tông chr tà cực tông cũng không dám nói ra ngoài các đời thánh nữ bái nguyệt giáo không ai xuất giá được chuyện này chẳng qua là một suy nghĩ của hắn mà thôi đi theo phía sau thánh nữ bái nguyệt giáo một thời gian dài như vậy diệp thiên tà thấy cô nàng này vốn chẳng định làm việc nghiêm túc hắn không khỏi lẩm bẩm thánh nữ đại nhân chúng ta bỏ bao công sức đi tìm một tên bị nhiếp nhân long đuổi khỏi bắc yên có ý nghĩa gì cơ chứ còn chẳng bằng ra chiến trường chém giết vài lượt thánh nữ bái nguyệt giáo liếc mắt nhìn hắn hư nhẹ nói ngươi thì biệt hư tĩnh thủ tọa nhân quả thiện đường của đại quang minh tự tính toán nhân quả quá mức kinh khủng ngay đại tế ti cũng không phải đối thủ không mau mau tìm vài người am hiểu bói toán thôi diễn tới bái nguyệt giáo ta sẽ càng lúc càng chịu thiệt nặng mặc dù viên cát này bị nhiếp nhân long dọa cho phải bỏ đi có điều hắn được coi là thầy bói đệ nhất bắc yên hẳn không phải khoa trương cho dù trong toàn bộ giới đạo môn năng lực bói toán của hắn mặc dù không sánh bằng những vị giỏi nhất nhưng cũng là nhất lưu diệp thiên tà nói nếu vậy sao chúng ta không tìm mấy người giỏi nhất tới mà phải bỏ bao công sức ra tìm tên này hắn có mạnh nữa cũng bằng hư tĩnh được sao thành nữ bái nguyệt giáo vút ve con báo đen mình đang cưỡi thản nhiên đáp số đại sư bói toán giỏi nhất lại là tán tu chỉ đếm được trên đầu ngón tay cho dù có thực lực cũng cường đại lạ thường quan hệ lại vô cùng phức tạp người như vậy chúng ta không mời được giáo chủ đích thân xuất thủ còn tạm nhưng viên cát không sánh bằng thì không bằng có điều nhiều người hơn tối thiểu cũng cứu vãn được chút thế xấu cùng lắm thì tìm thêm vài người như viên cát ngay lúc hai người đang trò chuyện phía xa chuyển tới từng đợt chấn động giao thủ còn có ma khí mà thánh nữ bái nguyệt giáo cùng diệp thiên tà quen thuộc đồng thời còn thấy uy thế lôi đình phích lịch bái nguyệt giáo lẩm bẩm là trương thừa trinh chẳng phải đám lỗ mũi châu thiên sư phủ nói sẽ phong tỏa sơn môn rồi à hắn đang giao thủ với ai dứt lời thánh nữ bái nguyệt giáo lập tức dẫn người chạy tới lúc này nơi sở hưu và trương thừa trinh giao thủ đã thành một đống hỗn độn dưới chân hai bên mặt đất bị cương khí cường đại xé rách, tạo thành một cái hố lớn hơn 10 trượng, sâu cũng vài trượng. Hai người đều xuất thủ toàn lực, sở hưu dùng cả thất DAI hạn. Còn Trương Thừa Trinh cũng vận dụng pháp tướng cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn tới cực hạn. Có điều lúc này hai bên đều còn dư lực. Hai người bọn họ một ngưng tụ lôi minh kim đan, một ngưng tụ bất diệt ma đan, cho dù giao thủ tới cấp bậc này nhưng vẫn chịu đựng được. Xuất thủ toàn lực vẫn không phân được thắng bại, nếu thật sự muốn biết thắng thua vậy hai bên phải lấy thủ đoạn liều mạng ra mới được. Trương Thừa Trinh nhìn sở hưu, đột nhiên lắc đầu nói, ta vẫn luôn cho rằng đối thủ cuối cùng của ta sẽ là Tông Huyền, không ngờ lại là ngươi. Ngươi đồng tu Pháp môn ba nhà đạo Phật ma, lúc này e rằng còn có thủ đoạn chưa sử dụng. Sở hưu thản nhiên đáp, chẳng phải ngươi cũng vậy ư. Lôi minh kim đan của thiên sư phủ chắc chắn không chỉ có ngần đó tác dụng với uy lực. Năng lực của bất diệt ma đan phải thật sự liều mạng mới có thể phát huy. Còn lôi minh kim đan không chỉ có tác dụng đơn giản là thu nạp thiên địa nguyên khí hóa thành lực lượng lôi đình có điều bất luận sở hưu hay trương thừa trinh đều biết nếu tiếp tục đánh sẽ không phải phân thắng bại mà là định sinh tử đúng lúc này một giọng nói thánh thót êm tai đột nhiên vang lên hai vị ngày tuấn kiệt từng đứng hạng nhất long hổ bảng giao chiến ta lại không thể chứng kiến thật quá đáng tiếc hay là các ngươi đánh lại trận nữa đi sở hưu cùng trương thừa trinh quay đầu nhìn lại thánh nữ bái nguyệt giáo đang dẫn người nhìn bọn họ ánh mắt diệp thiên tà nhìn sở hưu mang theo vẻ phức tạp có không cam lòng cũng có không phục ngay trước hắn thua dưới tay sở hưu chỉ có điều khi đó sở hưu không dùng thân phận lâm diệp xuất hiện từ đó trở đi diệp thiên tà trở lại tà cực tông khổ tu liều mạng tu luyện tới khi hắn đột phá cảnh giới thiên nhân hợp nhất định tới tìm sở hưu báo thù sở hưu đã lộ cả danh tính lâm diệp đồng thời độc chiến võ lâm chính đạo danh chấn giang hồ trên lệch này lớn tới mức khiến hắn tuyệt vọng thanh nữ bái nguyệt giáo tới rất đúng lúc nàng vừa xuất hiện sở hưu và trương thừa trinh vừa vặn có một bậc thang bèn không đánh nữa trương thừa trinh lạnh nhạt nói bái nguyệt giáo các ngươi thời gian qua ngông nghênh đủ rồi chứ thiên sư phủ ta đã phong tỏa sơn môn một năm rồi các ngươi còn tới đây làm gì thánh nữ bái nguyệt giáo cười khẽ một tiếng nói nếu thiên sư phủ các ngươi thật sự phong tỏa sơn môn không đi ra nữa vậy vừa rồi ngươi đang làm gì yên tâm ta không tới gây sự ta chỉ đến tìm người mà thôi không liên quan gì tới long hồ sơn các ngươi tìm ai thánh nữ bái nguyệt giáo chỉ viên cát đại sư trốn trong góc run lẩy bẩy nói tìm hắn Ba bên đồng thời đưa mắt nhìn về phía viên cát đại sư, khiến hắn không biết nên làm thế nào, trong lòng hoảng hốt không thôi. Sở hưu của nhánh ẩn ma, thánh nữ bái nguyệt giáo, tiểu thiên sư trương thừa trinh, đây là người thừa kế kiệt xuất nhất của chính đạo minh ma ẩn ma. Thế nhưng giờ ba bên đều muốn tìm mình, chính viên cát đại sư cũng không biết từ bao giờ mình lại được hoan nghênh như vậy. Sở hưu lạnh nhạt nói, thật tình cờ ta cũng tới tìm viên cát đại sư về bắc yên. Thánh nữ, ngươi tới muộn mất rồi. Thánh nữ bái nguyệt giáo cười khẽ một tiếng nói. Tây Sở Ta Sơn Thanh Thủy Tú, về Bắc Yên làm gì? Thứ này không phân trước với sau, Trương Thừa Trinh trầm giọng niêu, viên cát đại sư là bằng hữu của thiên sư phủ ta. Hắn muốn đi đâu đương nhiên do bản thân hắn quyết định. Nếu hắn muốn ở lại Long Hồ Sơn, hôm nay không ai được phép dẫn hắn đi. Áp lực của cả ba bên đều đặt lên người viên cát đại sư, thiếu chút nữa khiến hắn sụp đổ. Sở hưu thản nhiên nói, viên cát đại sư, đến lượt ngươi lựa chọn rồi đấy. Nói thử xem, rốt cuộc ngươi muốn về Bắc Yên hay là ở lại Long Hồ Sơn. Viên cát đại sư vẻ mặt u uất, cuối cùng chỉ đành thi lễ với Trương Thừa Trinh, dùng giọng ấy này nói: "Đa tạ hảo ý của tiểu thiên sư, có điều lão đạo ta dẫu sao cũng không phải người Tây Sở, sớm muộn gì cũng phải đi." Trong số ba người này, người duy nhất viên cát đại sư đắc tội được thật ra lại là Trương Thừa Trinh. Không phải vì thực lực Trương Thừa Trinh yếu mà là thân phận Trương Thừa Trinh bày ngay đó. Nếu hắn dám cự tuyệt sở hưu, hắn cũng dám nói chắc, hôm nay mình sẽ về Bắc Yên, đương nhiên không phải đi về mà là trực tiếp lên đường. Còn nếu đắc tội thánh nữ bái nguyệt giáo, hắn cũng không muốn nếm thử thuật vu cổ vô cùng âm tàn của bái nguyệt giáo. So với hai người kia Trương Thừa Trinh dù sao cũng là người của Thiên sư phủ, là người của tông môn chính đạo, vẫn cần thể diện, sẽ không làm khó hạng tôm tép như hắn. Đồng thời so với Sở Hưu và thánh nữ bái nguyệt giáo, danh tiếng của Trương Thừa Trinh trên giang hồ không tệ, rất ít khi làm người khác khó xử, không đắc tội nổi với người xấu. Cho nên hắn chỉ có thể quay sang đắc tội với người tốt là Trương Thừa Trinh. Nhìn Viên Cát một hồi lâu, Trương Thừa Trinh lại chuyển ánh mắt sang phía Sở Hưu và Thánh nữ Bái Nguyệt giáo, lạnh nhạt nói, "Được rồi, chuyện này thiên sư phủ ta không nhúng ta vào nữa. Có điều nơi đây dẫu sao cũng là Long Hồ Sơn, nếu các ngươi gây động tĩnh quá lớn, đừng trách thiên sư phủ ta xen vào việc của người khác." Trương Thừa Trinh đang muốn đi khỏi, Trương Toàn Tông lại căm tức nhìn Viên Cát, tức giận nói, "Viên Cát, không ngờ ngươi lại là loại người như vậy. Uổng cho lúc đầu ta hao tâm tổn sức giúp ngươi đặt chân tại Long Hồ Sơn, không ngờ kẻ ta giúp lại là một tên chuột nhát hèn nhát ham sống sợ chết." viên cát vẻ mặt áy náy thi lễ với trương toàn tông đúng là hắn có lỗi với vị lão bằng hữu này có điều mạng người chỉ có một hắn không thể vì bằng hữu mà không tiếc mạng sống cùng lắm là không đâm bằng hữu hai đao trong thời khắc quan trọng mà thôi trương thừa trinh lạnh nhạt nói đi thôi sư thúc mỗi người có duyên phận của người đó về núi thôi không thì mọi sẽ phải chịu đói thật đấy trương toàn tông hừ lạnh một tiếng theo trương thừa trinh rời đi thanh nữ bái nguyệt giáo nhìn sở hưu cười cười nói sở đại nhân nhường viên cát cho ta đi ngươi đường đường nam tử hán đại trưởng phu không đến mức cướp người với một nữ tử nhu nhược như ta chứ sở hưu lắc đầu nói viên cát đại sư hết sức quan trọng với ta ta không thể nhường kẻ này đi được huống hồ thánh nữ bái nguyệt giáo trước nay đâu phải nữ tử nhu nhược nếu ngươi là nữ tử nhu nhược vậy những người chết dưới cổ thuật của ngươi là gì thánh nữ bái nguyệt giáo không vui vẻ lắc đầu nói nam nhân không hiểu phong tình đúng là đáng ghét vậy đổi một cách nói khác hôm nay bái nguyệt giáo ta đang gánh vác áp lực của chính đạo nếu không có bái nguyệt giáo Sở Hưu ngươi còn có thể lớn lối tùy ý tung hoành tại Bắc Yên như vậy được sao? Minh ma, Ẩn ma đều là ma, ngươi nhường ta lần này, bái nguyệt giáo ta đối phó với tông môn chính đạo cũng thoải mái hơn một chút, giúp người như vậy cũng là làm lợi cho mình, vậy chẳng tốt ư? Sở Hưu lại lắc đầu nói, nếu đổi thành những thứ khác ta cũng sẽ nhường, nhưng viên cát đại sư lại tuyệt đối không được. Thanh nữ từng nghe câu này chưa, muốn đội vương miện ắt phải nhận gánh nặng này. Vị trí đại phái đệ nhất ma đạo của bái nguyệt giáo đương nhiên không dễ ngồi rồi. Đương nhiên nếu Bái Nguyệt Giáo không muốn, vậy có thể nhường cho nhánh Ẩn Ma chúng ta. Chúng ta sẽ không ghét bỏ." Thánh nữ Bái Nguyệt Giáo thở dài một tiếng nói, vậy tức là không bàn được. Sở Hưu gật nhẹ đầu. Thánh nữ Bái Nguyệt Giáo lại thở dài một cái nói, nữ nhân thường không hay nói đạo lý, nữ nhân càng xinh đẹp càng như vậy. Nữ nhân xinh đẹp như ta lại càng ít khi nói đạo lý với người khác. Hiếm hoi lắm mới có một lần nói đạo lý với ngươi, kết quả ngươi lại không nghe. Xem ra ta sai rồi nữ nhân xinh đẹp như ta không thích hợp nói đạo lý với người khác chỉ thích hợp động thủ giết người dứt lời dưới chân sở hưu đột nhiên chấn động như có động đất đột nhiên phát sinh vô số cổ trùng dâng lên dưới chân sở hưu màu sắc khác nhau rậm rạp chẳng chịt lao nhau nhào về phía sở hưu cảnh tượng này ngay cả sở hưu cũng phải kinh ngạc y thật sự không phát hiện từ đám cổ trùng này mai phục dưới chân mình từ bao giờ tu vi thánh nữ bái nguyệt giáo còn chưa tới tông sư võ đạo mới chỉ là thiên nhân hợp nhất mà thôi chẳng qua có nhiều cổ trùng như vậy đừng nói thiên nhân hợp nhất ngay trước trong phù ngọc sơn đại chiến chính ma cho dù là tông sư võ đạo cũng phải chịu thiệt dưới tay nàng sở hưu tay niết phật ấn chỉ trong chớp mắt cửu ấn hợp nhất khoái mạng cửu tự quyết liên tiếp thi triển phật quang quanh người như vòng xoay không ngừng chuyển động theo mỗi ấn của sở hưu đánh ra đều có đại lượng cổ trùng bị y mạnh mẽ đánh thành một đống thịt nát thanh nữ bái nguyệt giáo nhíu sâu hai hàng mi thanh không ngờ đám cổ trùng này của nàng lại chẳng có tác dụng đối với sở hưu có vẻ chỉ là chịu chết thậm chí bọn chúng vừa tới trước người sở hưu đã có cảm giác e ngại quỷ dị nếu không phải nàng dùng bí pháp điều khiển cổ trùng cưỡng ép sai khiến đám cổ trùng này thậm chí còn không chịu tiến lên đám cổ trùng chi chít này đều do nàng dùng bí pháp bồi dưỡng số lượng lớn cho dù bị sở hưu giết sạch nàng cũng chẳng tiếc nhưng vấn đề là chết nhiều cổ trùng như vậy nhưng vẫn chẳng chạm tới góc áo sở hưu vậy thật quá phí phạm Thành nữ bái nguyệt giáo không nghĩ theo hướng lưu ly kim ti cổ bởi vì lưu ly kim ti cổ là chuyện từ 20 năm trước khi đó thánh nữ bái nguyệt giáo chỉ là một bé gái, còn chưa gia nhập bái nguyệt giáo. Hơn nữa đã nhiều năm qua đi, chuyện lưu ly kim ti cổ ngoại trừ võ giả bái nguyệt giáo tham gia trận chiến lúc trước. Những người khác muốn biết về lưu ly kim ti cổ chỉ có thể lật xem các loại điển tịch trong bái nguyệt giáo. Cho nên thánh nữ bái nguyệt giáo căn bản không nghĩ tới chuyện trên người sở hưu có cỏ trùng trí tôn mà bái nguyệt giáo chế tạo. Nàng chỉ cho là trên người sở hưu mang công pháp Phật môn, cho nên tương đối khắc chế cổ trùng. Thuật luyện cổ thuộc về dị pháp tà môn, bị võ công phật môn khắc chế cũng rất bình thường cánh tay vung lên hai hư ảnh màu vàng xuất hiện trong tay thánh nữ bái nguyệt giáo rồi lập tức biến mất khi bọn chúng xuất hiện trở lại đã tới trước người sở hữu hai bóng dáng màu vàng đó là hai con cổ trùng hết sức kỳ dị bộ dáng như ve nhưng chân trước lại có lưỡi liềm như bọ ngựa cánh ve sau lưng cũng rất lớn bên trên còn có hoa văn cực kỳ phức tạp mỹ lệ cặp cổ trùng này chính là cổ trùng trí cường mà thánh nữ bái nguyệt giáo dùng phép luyện cổ bí truyền của bái nguyệt giáo chế tạo ra tên là tương tư đoạn trường cổ loại cổ trùng này phải dùng một giọt máu tươi của 99 đôi tình nhân yêu nhau xe đám mới có thể ấp nở kén ve. Trong đó chỉ cần một cặp tình nhân có tư tâm, thuật luyện cổ sẽ lập tức thất bại. Nhưng sau khi chế tạo thành công tương tư đoạn trường cổ lại vĩnh viễn không chia lìa, tình cứng hơn sắt thép, vỏ ngoài cũng chẳng khác nào kim loại, cho dù thần binh cũng không thể chia cắt. Đặc biệt là một con cổ trùng chết, con cổ trùng còn lại sẽ bộc phát uy lực gấp mấy lần để đồng quy vu tận với kẻ địch. Thiên ma vũ trong tay sở hưu chém ra, trực tiếp đánh lên hai con cổ trùng kia, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Con côn trùng bé xíu kia mặc dù bị thiên ma vũ trực tiếp chém bay, nhưng không ngờ chỉ lắc lư vài cái rồi lại bay lên, lao thẳng về phía sở hưu. Tương tư đoạn trường cổ kia có tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng có nhanh nữa cũng không bằng thiên tử vọng khí thuật của sở hưu, cho nên sở hưu không lo nó làm mình bị thương. Chỉ có điều hai con côn trùng cứ bay loạn trước mặt là chuyện cực kỳ đáng ghét, cho nên đúng lúc này, sở hưu lại chủ động chậm lại một bước, khiến tương tư đoạn trường cổ tiến vào cơ thể mình chỉ trong chốc lát lực lượng bất diệt ma đan ầm ầm bộc phát ma khí cường đại chớp mắt đã cắt đứt liên hệ giữa thánh nữ bái nguyệt giáo cùng cổ trùng kia thánh nữ bái nguyệt giáo cũng chẳng hề lo lắng mặc dù cổ trùng sẽ bị điều khiển nhưng nó cũng là một sinh linh của thiên địa này cho dù là sinh linh do người ta chế tạo ra cho nên dù không có mình điều khiển nó cũng có bản năng vẫn có thể đả thương người khác có điều đúng lúc này lưu ly Li kim thì cổ trong trái tim sở hưu lại hơi chấn động phát ra cảm xúc phẫn nộ cổ trùng không có linh trí chỉ có bản năng Đối với lưu ly kim ti cổ mà nói, sở hưu là nơi nó ký sinh, thân thể sở hưu chính là nhà của nó. Thế nhưng giờ có kẻ xâm nhập địa bàn của mình, bảo nó làm sao mà nhịn được. Một luồng lực lượng màu vàng bộc phát, trong chấn động đó không ngờ tương tư đoạn trường cổ mà cả thiên ma vũ cũng chém không nát bị bị chấn thành bột phấn, dung nhập vào cơ thể sở hưu, hóa thành lực lượng tinh khiết truyền vào đan điền. Sở hưu thật sự không biết lưu ly kim ti cổ còn có năng lực như vậy. Có lẽ trước kia cổ trùng mà sở hưu gặp quá thấp kém, không có năng lượng gì, cho nên không được lưu ly kim ti cổ coi trọng. Có điều sau khi nuốt một con tương tư đoạn trường cổ này công hiệu cũng tương đương với sở hưu ăn một viên đan dược đại bổ, ngang với ba tháng khổ tu. Đúng lúc này, con tương tư đoạn trường cổ còn lại cảm giác được cổ trùng kia đã chết. Lập tức quanh người bừng bừng ánh kim, bộc phát ra uy lực cao gấp vài lần, chỉ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt sở hưu. Nhưng sở hưu lại há miệng, không ngờ lại chủ động nuốt tương tư đoạn trường cổ kia vào, trực tiếp dùng ma khí cắt đứt liên hệ giữa nó và thánh nữ bái nguyệt giáo lại dùng lưu ly kim ti cổ chấn tan hấp thu. Sở Hưu nhai nhai, nhếch miệng với thánh nữ Bái Nguyệt giáo, cười nói, hương vị không tồi, giòn, vị thịt gà. Gương mặt xinh đẹp ẩn dưới tấm khăn che mặt thánh nữ Bái Nguyệt giáo đã giận tới mức vặn vẹo. Nàng không hiểu rõ chi tiết trong chuyện vừa rồi, sau khi tương tư đoạn trường cổ tiến vào cơ thể Sở Hưu đã bị y dùng ma khí cắt đứt liên hệ, cho nên nàng chỉ biết tương tư đoạn trường cổ đã chết. Do chiến với đối thủ như Sở Hưu, nàng không hề nương tay, Tương tư đoạn trường cổ là một trong những cổ trùng mạnh nhất mà nàng chế tác tỉ mỉ thành, còn khiến nàng hao tâm tổn trí một thời gian dài, mất 3 năm mới chế tạo thành công. Với thực lực của Bái Nguyệt giáo, muốn tìm ra những cặp tình nhân như vậy rất đơn giản, cái khó là nàng không thể xác định hai người đó có thật tâm yêu nhau hay không. Một khi có một cặp xuất hiện sai lầm, toàn bộ cổ trùng luyện chế sẽ hoàn toàn phế bỏ. Cho nên trong 3 năm này, thật ra thời gian luyện cổ chỉ chưa tới nửa năm. Thời gian còn lại thánh nữ Bái Nguyệt giáo dùng trăm phương ngàn kế tìm đủ mọi thủ đoạn khảo nghiệm cặp tình lữ kia, gom đủ 99 cặp tình nhân yêu nhau say đắm nhất. Kiếp sau thánh nữ Bái Nguyệt giáo cũng chẳng muốn thử chế tạo loại cổ trùng hao tâm tổn trí như vậy, thế nhưng hôm nay vừa thấy mặt đã bị Sở Hưu nhai như đồ ăn vặt, hỏi sao nàng không giận cho được. Có điều thánh nữ Bái Nguyệt giáo không tiếp tục xuất thủ, nàng không đoán được năng lực Sở Hưu ra sao, chỉ đành quay sang Diệp Thiên Tà hét lớn, "Diệp Thiên Tà, ngươi còn nhìn cái gì, không mau ra tay đi!" ngươi có còn là nam nhân hay không? Diệp Thiên Tà nghe vậy sửng sốt, có điều sau đó gương mặt hắn lóe lên vẻ tức giận. Thân là nam nhân, không ai nhịn được lời này. Hắn cũng muốn động thủ, có điều vừa rồi thánh nữ bái nguyệt giáo còn đang giao chiến nảy lửa với sở hưu. Hắn chỉ tưởng đối phương định đánh một trận công bằng với sở hưu, đánh bại kẻ địch ngay trước mặt mọi người kiếm thanh danh, ai ngờ nữ nhân này lại nói vậy. Cho dù như vậy, sau khi nghe thánh nữ bái nguyệt giáo hô lên, Diệp Thiên Tà vẫn hừ lạnh một tiếng, Huyết dao thương trong tay hắn lóe lên huyết mang vô biên, đâm thẳng về phía sở hưu. Sau lần trước bị sở hưu đánh bại, hắn vẫn luôn bế quan trong tà cực tông, không chỉ cảnh giới tăng cường, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn trước nhiều. Một thương này của hắn đâm ra, hình xăm huyết dao trên người bừng bừng huyết mang, khí tức cường đại hóa thành hư ảnh huyết dao sau lưng hắn, phát ra một tiếng gầm lớn như hung thú thượng cổ hàng lâm, uy thế cực kỳ hung hãn. Bình tâm xét lại, nhát thương này của Diệp Thiên Tà quả thật rất mạnh. Người này có thể dùng thân người nuốt nội đan huyết giao mà không chết, hơn nữa còn tu luyện thành công công pháp yêu thú, nếu sớm hơn một chút, thực lực của hắn đủ trở thành một trong năm người được chương thừa Trinh khiêu chiến ở Tiểu Phàm Thiên, có thể so với tông sư võ đạo bình thường. Chỉ tiếc là, Sở Hưu không phải tông sư võ đạo bình thường. Thiên Ma Vũ chém ra, tử ý sắc khí ngưng tụ, một đao đó như ngưng tụ tất cả lực lượng tiêu cực của thiên địa này thành một thể, tỏa ra lực lượng cường đại không gì sánh kịp. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh huyết giao tan vỡ. Huyết mang tiêu tán, Diệp Thiên Tà bị một đao này của Sở Hưu trực tiếp chém bay, sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch nhìn Sở Hưu, cánh tay cầm thương cũng run rẩy. Thật ra ưu thế chân chính của Diệp Thiên Tà là ở lực lượng, hắn nuốt nội đan huyết giao, tu luyện cũng là công pháp của thượng cổ hung thú, còn hung thú mạnh nhất là gì, chính là lực lượng. Cho nên theo Diệp Thiên Tà, mặc dù mình là thiên nhân hợp nhất nhưng lực lượng của mình còn mạnh hơn tông sư võ đạo. Thế nhưng trước mặt Sở Hưu, lực lượng mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kia còn không đỡ nổi một chiêu trực tiếp bị áp đảo. Thánh nữ Bái Nguyệt Giáo thấy cảnh này bèn hạ giọng khinh thường nói, mất mặt. Bộ dáng này mà còn đòi khiêu chiến Trương Thừa Trinh, còn không phục không cam lòng thua dưới tay Sở Hưu, đúng là nực cười. Thánh nữ Bái Nguyệt Giáo trực tiếp vung tay, hừ lạnh nói, đi. Hai người đều không địch nổi Sở Hưu, cho dù liên thủ kết quả cũng chẳng thay đổi, khác biệt chỉ là thời gian thua dài hay ngắn mà thôi. Huống chi tám thành thực lực của Thánh nữ Bái Nguyệt Giáo đều tới từ những cổ trùng mà nàng chế tạo, giờ nàng còn chưa mò ra sâu cạn của Sở Hưu. Vạn nhất thả ra tất cả thủ đoạn cổ trùng của mình nhưng vẫn không giết được sở hưu, vậy kẻ không may chính là bản thân nàng. Không giành được viên cát đại sư, vậy coi như chuyến này nàng đi uổng công. Nhưng thực lực đạo môn ở Tây Sở cũng rất cường thịnh, có không ít thầy bói thực lực ngang ngửa với viên cát đại sư, cho nên thánh nữ bái nguyệt giáo bỏ đi cũng cực kỳ lưu loát. Đương nhiên nàng cũng sợ nếu tiếp tục đấu, đám cổ trùng mà mình nuôi dưỡng sẽ bị sở hưu nhai như nhai đậu. Những cổ trùng đó không phải đám vây công sở hưu lúc trước, có thể tùy ý tiêu hao, mà là loại chế tạo rất khó khăn, phí công phí sức. Trương Thừa Trinh đi, thánh nữ bái nguyệt giáo bỏ đi, lúc này sở hưu mới đưa mắt nhìn sang viên cát đại sư, lạnh nhạt nói, lần này chắc đại sư theo ta được rồi chứ. Viên cát đại sư lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc nói, để ta thu dọn đồ đạc. Còn chưa dứt lời, viên cát đại sư quay đầu nhìn sang rồi lập tức nuốt gọn mấy chữ còn lại. Đạo quan của mình đã bị dư chấn giao thủ của sở hưu và Trương Thừa Trinh phá hủy rồi, còn thu dọn gì nữa. Chỉ tiếc cho hơn 10 tiểu thiếp của hắn ở Tây Sở, chắc chắn là không mang theo được rồi. Có điều không sao, ở Bắc Yên hắn còn nuôi nhiều tiểu thiếp hơn. Thời gian vừa rồi mình đi, tốt nhất đám nữ nhân kia đừng lén lút ra ngoài làm gì, nếu không đừng kết cục của đám gian phu dâm phụ đó sẽ rất thê thảm. Trong miếu hoang cạnh con đường thông từ Tây Sở về Bắc Yên, Sở Hưu nướng hai con gà, giữ lại cho mình một con, ném cho Viên Cát đại sư một con. Có điều lúc này Viên Cát đại sư nhìn con gà nướng Sở Hưu ném sang, ánh mắt lại lộ vẻ ghét bỏ. Hắn không phải tu sĩ khổ tu của đạo gia, bao năm nay xem tướng đoán mệnh cho người khác, tiền bạc nhận được hoặc dùng để nuôi dưỡng tiểu thiếp, hoặc để tiêu xài phóng túng, ăn mặc đều là cẩm y ngọc thực, đương nhiên thấy chướng mắt với mấy thứ chẳng có hương vị gì thế này. Có điều lúc này đang trước mặt Sở Hưu, hắn nào dám nói không muốn ăn đồ Sở Hưu nướng, thậm chí còn phải ra vẻ cảm động tới rơi nước mắt nhận lấy nói: "Đa tạ Sở đại nhân." Sở Hưu xua tay, lạnh nhạt nói: "Không cần khách khí, Sở Hưu ta xưa nay không bạc đãi người mình." chỉ có điều giờ ta có thể tin tưởng ngươi là người một nhà không. Nói xong, sở hưu chăm chú nhìn vào hai mắt viên cát đại sư, áp lực đó khiến viên cát đại sư run lên lẩy bẩy. Cười khổ một tiếng, viên cát đại sư nói, sở đại nhân yên tâm, lão đạo ta không còn đường lui nữa rồi. Ngài cũng thấy đấy, ta đắc tội với thiên sư phủ và bái nguyệt giáo, chính đạo ma đạo đều không có chỗ cho ta dùng thân. Không đi cùng sở đại nhân ngài, ta còn đi cùng ai được nữa. Sở Hưu không cảm thấy có gì không đúng trong lời của Viên Cát đại sư, hắn suy nghĩ một hồi rồi trầm giọng nói: "Chuyện tiếp theo ta muốn nói với ngươi rất bí mật, bí mật tới mức trừ ngươi ra ta chưa từng nói với bất cứ ai. Thế nhưng, ta mong rằng ngươi có thể giữ bí mật, là một người sống giữ bí mật, chứ không phải người chết." Nói xong lời này, Sở Hưu còn dùng Thiên Tử vọng khí thuật cảm ứng mọi biến đổi dù nhỏ nhất trên người Viên Cát đại sư, đồng thời y thi triển tinh thần lực tới cực hạn, như một cái lưới lớn bao phủ lấy người Viên Cát đại sư một khi viên cát đại sư có dị động gì vậy sở hưu sẽ trực tiếp giết chết hắn đổi một người khác may là viên cát đại sư không có dị động gì ngược lại hắn nghiêm túc nói sở đại nhân mặc dù lão đạo ta không phải người tốt lành gì nhưng ta vẫn luôn tuân thủ quy củ của thầy bói đây là chuyện duy nhất mà sư phụ ta căn dặn tới chết cũng phải tuân thủ bao năm như vậy lão đạo ta bói toán đoán mệnh cho người khác nhưng đã bao giờ để lộ một chữ nào đâu nếu không sở đại nhân nghĩ ta còn sống tới hiện giờ còn thanh danh nữa sao Lời này của viên cát đại sư không phải nói khoác, giới thầy bói vốn làm chuyện tiết lộ thiên cơ, nếu hắn còn tiết lộ tin tức về người khác nữa, vậy là thiên tai nhân họa đều đủ, muốn không chết cũng khó, sở hưu gật nhẹ đầu. Cũng cao mày tự hỏi, rốt cuộc mình nên nói thế nào để viên cát đại sư hiểu rõ tình huống bản thân, lại không thể đem chuyện kinh thế hãi tục chuyển sinh từ thế giới khác này nói ra. Thấy sở hưu đang tự hỏi, viên cát đại sư cũng lén lút đặt con gà nướng sang một bên, ra vẻ lắng nghe. Nửa ngày sau, sở hưu trầm giọng nói, viên cát đại sư ngươi từng nghe tới chuyện chuyển thế chưa viên cát đại sư sửng sốt nói đương nhiên từng nghe rồi đặc biệt là nhánh mật tông trong giới phật môn bọn họ cực kỳ tin tưởng thuyết chuyển thế hơn nữa trong số công pháp mật tông thật sự có công pháp phong ấn nguyên thần bản thân trước lúc chết sau đó truyền vào cơ thể một đứa bé tới khi đứa bé đó trưởng thành lại dùng bí thuật quán đỉnh thức tỉnh đây cũng là chuyển thế chỉ có điều bí pháp đó có thiếu hụt quá lớn một khi trong quá trình này xảy ra bất cứ sai lầm gì nguyên thần sẽ bị hao tổn từ đó thành ra ý thức tiêu tán, chuyển thế sẽ biến thành truyền thừa. Nghe nói trong mật tông thật sự có người dùng bí pháp này sống hai đời, có điều thiên địa này không cho phép có người trường sinh. Những người đó không sống được tới đời thứ ba đã chết oan chết uổng. Hơn nữa cho dù không cố tình chuyển thế, đạo về nguyên thần cũng cực kỳ thần bí, có xuất hiện chuyện như vậy cũng không phải là lạ. Sở hưu gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào viên cát đại sư nói, ngươi đã chuẩn bị tâm lý rồi thì tốt. Nếu ta nói ta là người khác chuyển thế thì sao, Viên Cát Đại sư nghe Sở Hưu nói vậy, gương mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Có điều hắn cũng không sửng sốt bao lâu, chỉ lộ vẻ hiểu ra. Hóa ra đại nhân là một vị cường giả truyền thế, chẳng trách có thực lực như vậy. Thất kính thất kính. Chẳng hay kiếp trước đại nhân là vị cường giả nào? Không chừng lão đạo ta còn từng nghe nói chuyện truyền thế đối với người khác có vẻ phá hủy thế giới quan, nhưng đối với Viên Cát Đại sư, hắn coi như người kiến thức rộng rãi, không mấy ngạc nhiên, chỉ thấy hiếu kỷ Sở Hưu lắc đầu nói. Ta không phải cường giả gì chuyển thế, nói chính xác hơn ta hẳn chỉ là người sống hai đời mà thôi. Đời trước ta không phải cường giả gì, sau khi bất hạnh bỏ mình, ta lại trở thành chủ nhân của thân thể này. Sở Hưu, ban đầu ta cho rằng đây chỉ là chuyện tình cờ, nhưng sau này lại phát hiện cuộc đời mới này của ta có vẻ không đơn giản. Ký ức kiếp trước của ta đang từ từ trở nên mơ hồ, thậm chí đã có rất nhiều thứ không thể nhớ rõ được nữa. Hơn nữa ngươi còn nói có một bàn tay xóa đi mọi thứ liên quan tới ta, biến ta thành một người không tồn tại như vậy còn tính là chuyển thế hay không sở hưu không nói mình chuyển sinh từ thế giới khác hay chuyện mình phát hiện bản thân có liên hệ nhất định với độc cô duy ngã chuyện chuyển sinh từ thế giới khác có lẽ viên cát đại sư không thể lý giải nổi còn về độc cô duy ngã những thứ liên lụy quá nhiều y càng không tiện nói ra cho nên sở hưu chỉ nói với viên cát đại sư chuyện chuyển thế dù sao bản chất là hắn từ một thân thể khác đổi sang thân thể này chuyển sinh từ thế giới khác hay chuyển thế thực chất cũng giống nhau gương mặt viên cát đại sư lộ vẻ suy tư hắn suy nghĩ rồi nói Sở Đại Nhân, sao ngài biết ngài chuyển thế? Sở Hưu bị câu hỏi này của Viên Cát đại sư làm cho sừng sốt, y cau mày nói, kiếp trước ta bất hạnh bỏ mình, sống lại xong liền biến thành người khác, chuyện này chẳng lẽ ta không tự biết hay sao? Viên Cát đại sư suy nghĩ câu từ một hồi rồi nói, đại nhân, ngài nghĩ lại xem, thứ thật sự chứng minh sự tồn tại của một người rốt cuộc là ký ức, thân thể hay bản thân nguyên thần? Sở Hưu suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là ký ức, chuyện đoạt xá trước nay không hiếm thấy, một khi bị người khác đoạt xá ký ức nguyên bản sẽ bị thanh trừ, đương nhiên thành người khác rồi. Viên cát đại sư vỗ tay một cái nói, Sở đại nhân nói không sai, ký ức mới là quan trọng nhất, cho nên đại nhân vẫn luôn cho rằng mình là người chuyển thế. Theo lý mà nói, khi ta thôi diễn về ngài, ta có thể tính toán ra mọi thứ trong kiếp trước của ngài, vì đây mới thật sự là ngài. Thế nhưng kết quả lại khác, khi ta thật sự thôi diễn, tất cả mọi thứ về ngài đều bị người ta cưỡng ép xóa bỏ. Chuyện này cực kỳ không hợp lý, vì nó đã liên quan tới chuyện thay đổi thiên cơ cho nên chỉ có hai loại kết quả mà thôi. Một là người ra tay che giấu thiên cơ kia có thực lực cao như trời biển, cho nên có thể làm sạch sẽ không một kẽ hở như vậy. Nhưng lão đạo ta không phải nói khoác, trong đạo về bói toán, trình độ của ta không so được với hư tĩnh của nhân quả thiện đường, nhưng cũng không mấy người sánh được với lão đạo ta. Thế nhưng ngay cả ta cũng không nhìn ra một chút dấu vết nào, ta không tin trên giang hồ giờ còn ai làm được như vậy. Kết quả thứ hai là sở đại nhân ngài vẫn luôn cho rằng mình là người chuyển thế, thật ra đây là sai lầm. Chẳng qua trong đầu ngài bị người khác cưỡng ép cắm vào một đoạn ký ức, khiến cho ngài nghĩ rằng mình là người chuyển thế. Sau khi thời gian qua đi hay thực lực của ngài càng lúc càng mạnh, ký ức hư cấu đó sẽ càng lúc càng mơ hồ, ngài sẽ cảm thấy mình quên đi rất nhiều chuyện. Thật ra trước nay ngài vẫn là ngài, xưa nay chưa từng thay đổi. Lời nói này của Viên Cát đại sư khiến Sở Hưu kinh ngạc, trước nay y chưa từng nghĩ theo chiều hướng suy đoán của Viên Cát. Chuyện này thật sự quá kinh thế hãi tục, tối thiểu đối với Sở Hưu là vậy. Y vẫn luôn cho rằng linh hồn mình chuyển sinh từ thế giới khác, thế nhưng giờ Viên Cát lại nói với y, tất cả mọi thứ về y đều là giả dối. Chẳng lẽ địa cầu trong kiếp trước là giả, mà thế giới trong trò chơi này mới là thật. Sở Hưu nhíu mày nói, ý ngươi là ký ức kiếp trước của ta đều là giả, nhưng vì sao tính cách của ta, hiểu biết của ta đều vô cùng chân thật? Viên Cát lắc đầu nói, đại nhân, ngài hiểu lầm ý ta rồi, ta chỉ nói ngài bị cưỡng ép cắm vào một đoạn ký ức nhưng lại không nói ký ức của ngài là giả dối. Giả chính là giả. Có thật đến đâu cũng có tỉ vết, thủ đoạn từ không sinh có là khó khăn nhất, cho nên ký ức này có thể là thật, chẳng qua không phải ký ức thuộc về đại nhân mà là ký ức bị người ta sửa chữa. Thậm chí ký ức kiếp này của đại nhân cũng vậy, tính cách gốc của đại nhân đã bị phong ấn, ngài trong trí nhớ của mình thật ra không phải ngài bản thân ngài. Viên cát nói rất lòng vòng, nhưng Sở Hưu nghe xong cũng hiểu, có điều y lại không thể tiếp nhận điểm này, thật thật giả giả, giả giả thật thật, nếu mọi chuyện thật sự như lời viên cát nói, vậy người gây ra mọi việc rốt cuộc là ai? Độc cô duy ngã, vị này là đệ nhất nhân ma đạo trong vạn năm nay, nếu hắn chưa chết, vậy rốt cuộc hắn đang ở đâu? Sở hưu tạm thời không rõ, y trầm giọng nói, ngươi đám khẳng định ký ức của ta bị người ta động tay động chân không. Viên cát vội vàng lắc đầu nói, lão đạo ta chỉ suy đoán theo kinh nghiệm mà thôi, không dám kết luận trăm phần trăm. Chuyện sở hưu nói quá mức huyền bí là nhờ viên cát kinh nghiệm phong phú, chuyện ly kỳ cổ quái gì cũng từng gặp. Hơn nữa nhánh của hắn cũng có lai lịch, truyền thừa hoàn chỉnh, chuyện còn ly kỳ hơn sở hưu. Viên cát còn gặp rồi, cho nên hắn mới có thể dùng kinh nghiệm suy đoán ra nhiều thứ như vậy. Vậy ngươi tính toán kết quả sao?" Viên cát đại sư vẻ mặt như đưa đám nói, "Đại nhân, tiếp tục tính nữa, lão đạo ta thật sự không chịu nổi. Thầy tướng tu luyện đạo bói toán như chúng ta bản thân đã không có bao nhiêu lực lượng khí huyết rồi, phun thêm mấy ngụm máu nữa là chết người thật đấy." Đám thầy tướng tu luyện bói toán thời gian dài như bọn họ kiểu gì cũng gặp một số chuyện khó tránh khỏi bị phản phệ, nhưng bình thường chuyện này mấy năm cũng chẳng gặp một lần. Thế nhưng tới chỗ Sở Hưu lại liên tục hộc máu hai lần, thêm mấy lần nữa thân thể này của hắn thật sự không chống nổi, Sở Hưu nhíu mày nói: "Vậy ngươi làm sao chứng minh được những lời ngươi nói là có căn cứ? Sở Hưu bỏ bao công sức như vậy mới bắt được Viên Cát đại sư, còn vì vậy mà đắc tội với Thiên sư phủ, động thủ với Bái Nguyệt giáo. Nếu Viên Cát đại sư chỉ cầm mấy thứ đoán bừa này lừa gạt y, Sở Hưu rất không hài lòng." Viên Cát đại sư vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc này hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức nói: "Đại nhân Mặc dù ta không cách nào chứng minh ký ức ngài bị người ta động tay động chân, thế nhưng ta lại có thể chứng minh thân thể này của ngài không phải chuyển thế hay đoạt xá. Cách gì? Viên cát đại sư xoa xoa hai bàn tay nói, trong tông môn của ta có một bí pháp thất truyền tên là tam sinh chiếu ảnh. Mặc dù nó không được như tên, không thể nhìn được tương lai kiếp sau, nhưng có thể nhìn rõ bản chất một con người, biết được nguyên thần và thân thể đối phương có chung một đời hay không. Sở hưu liếc nhìn hắn một cái rồi nói, thứ thất truyền ngươi cũng biết, vậy còn gọi là thất truyền hay sao? Viên cát đại sư cười ngượng ngùng một tiếng nói, thật ra thứ bị thất truyền chủ yếu là trí bảo tam sinh thạch để phát động môn bí pháp này, cho nên chỉ có bí pháp không thì không thi triển được. Sở hưu đột nhiên nghĩ ra, lúc vào tiểu phàm thiên mình cũng từng thấy một khối tam sinh thạch, chính do đại phái ma đạo cực lạc ma cung chế tạo ra. Không biết tam sinh thạch này và tam sinh thạch viên cát đại sư nói tới có phải cùng một vật hay không? Ngươi không có tam sinh thạch đó, vậy còn nói làm gì? Sở hưu hử khẽ một tiếng. Viên cát đại sư vội vàng nói, Mặc dù nhánh của ta đã làm mất tam sinh thạch, có điều các sư tổ lại nghĩ ra cách khác, dùng những thứ khác thay thế. Có điều vật kia chế tạo hơi khó, chỉ ít là đời này ta không có cơ hội lấy được, cho nên công pháp này cũng không khác mấy so với thất truyền. "Thứ gì?" Viên cát đại sư nói, "Đại nhân có nghe nói tới Xá thần ngọc không?" Sở Hưu nhíu mày nói, có hơi quen tài. Viên cát đại sư mặt mày hớn hở nói, "Xá thần ngọc là bí bảo truyền qua các đời của Cao Lăng đồng gia, nó là bảo bối hiếm thấy có thể tăng cường tinh thần lực." thậm chí có thể sử dụng nhiều lần. Thật ra xá thần ngọc là do lão tổ của Cao Lăng Đồng ra đặt tên. Thực chất xá thần ngọc là mảnh vỡ của trí bảo thời thượng cổ, định hồn châu. Có thứ này, hiệu quả sẽ như tam sinh thạch, thậm chí còn tốt hơn. Cao Lăng Đồng gia thân là một trong cửu đại thế gia, các đời trong cửu đại thế gia đều không mạnh nhưng cũng không yếu. Tối thiểu so với nhánh thời tướng như viên cát đại sư đã là một con quái vật khổng lồ. Cho nên nhánh của hắn chỉ có thể nhìn xá thần ngọc mà thòm thèm, không dám có ý nghĩ xấu gì nếu đời này hắn có thể kiếm được xá thần ngọc kia vậy cũng coi như may mắn lớn hắn không trêu được vào cao lăng đồng gia nhưng sở hưu lại chọc nổi uy thế nhánh ẩn ma đương nhiên mạnh hơn nhiều so với cao lăng đồng gia chuyện này viên cát đại sư có thể khẳng định sở hưu nhíu mày một cái nói cao lăng đồng gia thân là một trong cửu đại thế gia giờ đã gia nhập giới chính đạo đối kháng với bái nguyệt giáo chuyện này ngươi có biết không viên cát đại sư không phải người mới bước chân vào giang hồ nghe sở hưu nói vậy xong vẻ hưng phấn trên mặt hắn lập tức cứng nở cho dù ngu ngốc đến đâu hắn cũng biết một khí cao lăng đồng ra gia nhập giới chính đạo vậy tức là sau lưng hắn có vô số lực lượng một khi nhánh ẩn ma tham dự vào bất kể mục đích là gì đều gây ra chấn động cực lớn cho nên trong lúc tình thế căng thẳng như hiện tại sở hưu không thể vọng động chỉ có điều tiếp đó sở hưu lại lạnh nhạt nói có điều không dùng thế lực nhánh ẩn ma chẳng lẽ ta lại không thể dùng cách khác ư xá thần ngọc này ta chắc chắn phải đoạt được nếu là những thứ khác có thể sở hưu còn nhịn một chút chờ sóng gió qua đi mới lại ra tay nhưng giờ xá thần ngọc này liên quan tới bí mật sâu nhất của sở hưu y cũng không muốn chỉ hoãn nữa thật ra sở hưu cũng chịu nói lý đừng cười phần lớn thời điểm sở hưu không muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề mà là dùng đạo lý chỉ tiếc đại đa số thời điểm đạo lý không có tác dụng bằng bạo lực lần này y tới đồng gia cũng định nói lý dù sao y còn chưa cùng vọng tới mức dùng lực lượng bản thân mình hủy diệt đồng gia cướp đi xá thần ngọc khi đồng tề khôn gia chủ đồng gia cùng lão tổ đồng gia nghe được tin sở hưu tới cửa cầu kiến cả hai cùng sừng sốt sở hưu tới đồng gia làm gì tính nghiêm chỉnh ra sở hưu và đồng gia còn có chút thù hận ngay trước khi đồng gia tổ chức khai sơn tế đồng gia định cướp đoạt truyền thừa ôn hầu trong tay lã phụng tiên thế nhưng lại bị trần thanh đế dạy dỗ một trận nếu không có trần thanh đế sở hưu cùng đám người lã phụng tiên chắc chắn phải liều mạng với đồng gia một hồi còn sau đó đám người đồng gia đương nhiên không dám oán hận với trần thanh đế cho nên bọn họ chỉ có thể tới gây sự với sở hưu khi liên minh đông tề vây công sở hưu người của đồng gia đã định bỏ đá xuống giếng có điều đi được nửa đường lại bị trần thanh đế cản lại đồng gia không dám chắc sở hưu có biết chuyện này hay không cho nên giờ sở hưu tới cửa đồng gia thật sự bất ngờ huống chi cho dù không có những chuyện này đồng gia bọn họ cũng đã gia nhập bên tông môn chính đạo mặc dù sở hưu không phải người của bái nguyệt giáo nhưng nhánh ẩn ma cũng là ma y xuất hiện ở đây quả thật rất mẫn cảm đồng tề khôn hỏi Lão tổ, giờ nên làm sao đây, gặp hay không gặp? Lão tổ Đồng gia suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu đối phương đã tới, vậy ra gặp đi thôi. Nơi này là Đồng gia, Sở Hưu chỉ tới một mình, với sức mình hắn cũng không dùng được âm mưu quỷ kế gì. Nghe lão tổ Đồng gia nói vậy, Đồng Tề Khôn lập tức vẫy tay một cái, cho người mời Sở Hưu tới. Thấy Sở Hưu tiến vào Đồng Tề Khôn nở một nụ cười giả tới không thể giả hơn nói, Sở đại nhân không ở Bắc Yên làm đại đô đốc trấn võ đường, sao còn thời gian nhàn rỗi tới Tây Sở? Chẳng lẽ Tây Sở cũng định mở một chấn võ đường hay sao? Sở Hưu lạnh nhạt nói, Đồng gia chủ nói đùa rồi, cho dù chúng ta thật sự có ý tưởng này nhưng chắc Hoàng thất Tây Sở lại chẳng có can đảm làm vậy. Đồng Tề Khôn chỉ cười cười, Hoàng thất Tây Sở quả thật là trò cười ở Tây Sở. Lực lượng bọn họ không mạnh, tiếng tăm cũng thấp, thậm chí phần lớn các nơi ở Tây Sở không phải do triều đình Tây Sở quản lý mà do một số tông môn thế gia hay các trưởng lão bộ lạc bản xứ quản lý, cho nên trên đất Tây Sở Tất cả các thế lực võ lâm hầu hết đều không coi hoàng tộc Tây Sở ra gì, thậm chí tâm trạng không tốt đám người này còn chửi mắng Triều đình vài câu ngay trước mặt mọi người, coi như vật chút giận. Chuyện này hết sức bình thường, Sở Hưu trầm giọng nói, không nhiều lời nói nhảm nữa. Lần này ta tới đây thật ra muốn làm một giao dịch với Đồng gia. Đồng Tề Khôn kinh ngạc nói, giao dịch gì? Thân nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn Đồng Tề Khôn nói, ta muốn đổi lấy Xá thần ngọc của Đồng gia. Lời này vừa nói ra, Đồng Tề Khôn còn chưa nói gì, lão tổ đồng gia đã trực tiếp lên tiếng không thể được hư khẽ một tiếng lão tổ đồng gia nói ngươi có biết xá thần ngọc mang ý nghĩa ra sao với đồng gia không đó không chỉ là một bảo vật mà là một truyền thừa đồng gia đời đời kiếp kiếp truyền lại bảo vật này thế hệ này của đồng gia ta đâu thể nào giao ra ngoài được sở hưu lạnh nhạt nói lão tiền bối xin đừng kích động đã là giao dịch đương nhiên ta sẽ lấy ra thứ ngang hàng ra trao đổi xá thần ngọc có thể truyền thừa nhưng công pháp ta lấy ra cũng có thể truyền thừa Chắc các vị cũng từng nghe nói tới vong ngã sát quyền, một trong số những ma công đại bi phú trí cường. Không chỉ ta tu luyện, ngay cả quân đội đông tề cũng có không ít cao thủ tu luyện. Còn khoái mạn cửu tự quyết của Phật Môn, tin rằng đồng gia chủ cũng từng nghe tới tên khoái mạn cửu tự quyết này. Nếu không biết ngài có thể tới phong mãn lâu tra hỏi tình báo. Chỉ cần đồng gia đáp ứng giao dịch cùng ta, ba loại trong khoái mạn cửu tự quyết, mặc ngài lựa chọn. Nếu đồng gia không hứng thú với vô cùng Phật Môn cùng Ma Môn, vậy chỗ này của ta còn kiếm pháp đao pháp. Tóm lại đồng gia các ngươi muốn võ công gì ta cũng lấy ra được. Nghe Sở Hưu nói xong, lão tổ đồng gia và đồng tề khôn đều kích động. Bọn họ không ngờ Sở Hưu lại hào phóng như vậy, vì đổi lấy xá thần ngọc mà đem hết của cải trong nhà ra. Ánh mắt đồng tề khôn sáng bừng lên nói, ngươi nói là có thể giao hết những công pháp này cho đồng gia ta. Sở Hưu thản nhiên đáp, đương nhiên là không, chỉ có thể chọn một trong số đó mà thôi, nếu không ta đã chẳng gọi là giao dịch, gọi thẳng là truyền thừa đi. Nghe Sở Hưu nói vậy, gia chủ Đồng gia lập tức lộ vẻ thất vọng. Nếu chỉ dựa vào một trong những thứ này mà muốn đổi lấy Xá Thần Ngọc của Đồng gia bọn họ, quả thật còn kém nhiều lắm. Công pháp truyền thừa của Sở Hưu không phải bí mật gì trên giang hồ, người của Đồng gia cũng biết trên người y có rất nhiều công pháp truyền thừa hết sức cường đại. Nếu có thể nhận được toàn bộ công pháp truyền thừa của Sở Hưu, đây là đại cơ duyên đối với Đồng gia. Nhưng nếu chỉ có một môn công pháp vậy cùng lắm chỉ xem như dệt hoa trên gấm, không thể trực tiếp tăng cường thực lực Đồng gia cho nên đồng tề khôn chỉ lạnh nhạt đáp xin lỗi đồng gia ta cũng muốn hợp tác cùng sở đại nhân ngài có điều giờ trên giang hồ tây sở đang nổi sóng to gió lớn chắc ngươi cũng biết chuyện này rồi mặc dù ngươi không phải võ giả bái nguyệt giáo nhưng minh ma ẩn ma đều là ma đến lúc đó đồng gia ta chắc chắn sẽ bị chèn ép cho nên kính mong sở đại nhân rộng lòng tha thứ sở hưu cũng chẳng hề dây dưa y chỉ gật nhẹ đầu trực tiếp đi khỏi chuyện này khiến cả đồng tề khôn cùng lão tổ đồng gia đều sừng sốt đồng tề khôn nghi hoặc lão tổ ngài nói xem rốt cuộc sở hưu muốn xá thần ngọc làm gì lão tổ đồng ra suy nghĩ một chút rồi nói nghe nói trình độ bí pháp nguyên thần của sở hưu cũng không tệ chắc hẳn bí pháp nguyên thần của hắn gặp bình cảnh định sử dụng xá thần ngọc của đồng gia ta để đột phá không cần để ý tới hắn xá thần ngọc là trí bảo truyền đời của đồng gia ta một bộ công pháp đã đòi đổi lấy nó đúng là nằm mơ nói mộng nếu thiên sư phủ tới đây còn tạm giao dịch với tên sở hưu kia khác nào vô duyên vô cớ dính tiếng xấu Thật ra đồng gia cự tuyệt Sở Hưu có nguyên nhân rất lớn là vì thân phận của y, nếu người của Thiên sư phủ tới, tùy ý lấy một bộ công pháp ra cho đổi xá thần ngọc, đồng gia sẽ mừng rỡ đáp ứng, vì như vậy có thể giao hảo với Thiên sư phủ. Nhưng Sở Hưu vốn có thù với đồng gia, đối phương còn là người trong nhánh ẩn ma. Trong thời khắc quan trọng mẫn cảm này, đồng gia ăn no rừng mỡ mới giao dịch với Sở Hưu, cho nên đối với chuyện này, đồng gia không hề để ý, thấy Sở Hưu không dây dưa, bọn họ cũng tưởng mọi chuyện đã xong. Bên ngoài đồng gia Viên cát đại sư thấy sở hưu đi ra bèn ghé qua hỏi, đại nhân, giao dịch thành công không? Nhận được xá thần ngọc chưa? Sở hưu lắc đầu, viên cát đại sư lại lộ vẻ không ngoài dự liệu. Hắn thấy, sở hưu trực tiếp động đao trắng trợn cướp đoạt là xong, việc gì phải văn vẻ như vậy, đây rõ ràng không phải phong cách của y. Chỉ có điều vấn đề là đang trong giai đoạn hết sức mẫn cảm, động đao cũng chẳng dễ, cho nên tình cảnh lại khá lúng túng. Đại nhân, giờ ngài định làm thế nào? Ánh mắt sở hưu lóe lên ánh sáng lạnh nói, làm thế nào ư? chẳng còn cách nào, ta nhất định phải có Xá thần ngọc, nếu Đồng gia đã được nể mặt mà không cần, vậy đừng trách ta tính sổ. Đồng gia tưởng Sở Hưu không biết chuyện bọn họ định bỏ đá xuống giếng, nhưng thực chất sao Sở Hưu lại không biết cho được. Chỉ có điều ngày trước số thế lực muốn ra tay với y thật sự rất nhiều, Sở Hưu cũng chẳng có thực lực và sức lực đi trả thù từng nhà một. Vốn dĩ Sở Hưu thật sự định lấy đồ tốt ra giao dịch, mau mau chóng chóng lấy được Xá thần ngọc, đáng tiếc Đồng gia lại không chịu nể mặt. Sở Hưu không nói mình sẽ làm gì với viên cát đại sư, y chỉ đi thẳng tới địa bàn Thiên Hạ Minh, tới tìm Tạ Tiểu Lâu, chỉ tìm Tạ Tiểu Lâu chứ không phải Trần Thanh Đế. Với thực lực Trần Thanh Đế ngược lại có thể tùy ý ép Đồng Gia giao xá thần ngọc ra. Có điều Sở Hưu là người tự biết mình, quan hệ giữa y và Trần Thanh Đế còn chưa thân mật tới mức này, dựa vào cái gì mà đòi Trần Thanh Đế ra tay giúp mình. huống chi giờ Đồng Gia đã là một thành viên của Liên Minh Chính Đạo, Thiên Hạ Minh lại là thế lực trung lập, không tính chính đạo nhưng cũng không phải ma đạo lúc này nếu trần thanh đế ra tay liên lụy tới quá nhiều thứ thế nhân đều cho rằng trần thanh đế là mãng phu thực tế hắn lại hiểu chuyện hơn bất cứ ai một kẻ lỗ mãng có lẽ có thực lực rất mạnh nhưng lại không cách nào xây dựng một thế lực đứng trong nhân hòa lục bang như thiên hạ minh cho nên sở hưu tới tìm tạ tiểu lâu chỉ định nhờ hắn giúp một chuyện nhỏ mà thôi dù sao ở tây sở y không có chút căn cơ nào thấy sở hưu tìm đến tạ tiểu lâu kinh ngạc nói sở huynh sao ngươi có thời gian tới tây sở này ngươi khống chế được tình hình bên bắc yên rồi à còn vị này là, Sở Hưu lắc đầu nói, đến Tây Sở tìm một thứ mà thôi. Đây là thầy tướng đệ nhất Bắc Yên, Viên cát đại sư, sau này cũng là người của chấn võ đường ta. Nói xong, Sở Hưu thuật lại chuyện mình muốn giao dịch xá thần ngọc với Tạ Tiểu Lâu, đương nhiên y không nói mình xá thần ngọc làm gì. Tạ Tiểu Lâu nghe vậy nói thẳng, cao lăng đồng gia, Sở huynh yên tâm, một đồng gia nhỏ nhoi, thiên hạ minh ta không để trong mắt, nếu đồng gia không biết điều, ta sẽ nhờ sư phụ tới nói với bọn hắn, bọn hắn chắc chắn sẽ đồng ý sở hưu lắc đầu nói không cần làm phiền tới trần tiền bối hiện giờ cao lăng đồng gia đã gia nhập liên minh chính đạo nếu trần tiền bối ra tay sẽ liên lụy tới rất nhiều chuyện sau này ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp một chuyện mà thôi mượn lực lượng của thiên hạ minh giúp ta gieo rắc một số tin tức trong giang hồ tây sở tạ tiểu lâu kinh ngạc nói tin tức gì sở hưu chỉ vào viên cát đại sư đang nhàn nhã uống trà bên cạnh nói một tin tức có liên quan tới hắn cứ nói ta và trương thừa trinh cùng thánh nữ bái nguyệt giáo đánh một trận lớn là vì tranh đoạt viên cát đại sư còn nguyên nhân tranh đoạt viên cát đại sư là vì hắn bói ra có một trí bảo thượng cổ đang ở đồng gia. Còn về trí bảo kia rốt cuộc là thứ gì, vậy tùy các ngươi bịa chuyện, là công pháp truyền thừa hay thần binh lợi khí hay thứ gì khác cũng được, càng khoa trường càng tốt. Những thứ trên giang hồ thật thật giả giả, giả giả thật thật, mỗi ngày đều có vô số tin tức lan truyền, có điều với phần lớn mọi người, thà tin là có đừng ngờ là không. Cũng như thời gian vừa rồi trên giang hồ lan truyền tin đồn, sở hữu của nhánh ẩn ma, thánh nữ bái nguyệt giáo cùng tới long hồ sơn tranh đoạt một đại sư bói toán tên là viên cát kết quả còn dẫn tới tiểu thiên sư trương thừa trinh xuất thủ ngăn cản nguyên nhân là vì đại sư bói toán này tính ra một món trí bảo một trí bảo giấu trong đồng ra có người nói đây là đao pháp tuyệt thế trong truyền thuyết thời thượng cổ một thức trong thôn thiên diệt địa thất đại hạn cho nên mới khiến sở hưu dùng đao chạy tới còn có người nói trí bảo này là phệ thiên trùng tiên thiên cổ trùng do thiên địa đản sinh trong truyền thuyết thượng cổ cho nên bị thánh nữ bái nguyệt giáo ngấp nghẽ lại có người nói thực ra đồng gia có bí điểm của lã thuần dương sư tổ của đạo môn về phần vì sao bí điển của lã thuần dương không ở thuần dương đạo môn mà lại ở đồng gia chuyện này không ai biết dù sao tin tức càng lan truyền càng quái dị cái gì cũng nói hơn nữa chuyện này không phải thêu dệt vô cớ mà có vô số nhân chứng trận chiến lúc trước có rất nhiều người chứng kiến sở hưu liên tục giao chiến với trương toàn tông cùng trương thừa trinh của thiên sư phủ cuối cùng hai bên hòa nhau đối chọi cực kỳ gay gắt cuối cùng còn có thánh nữ bái nguyệt giáo xen vào chẳng qua sau lại chịu thiệt dưới tay sở hưu bị người hữu tâm điều tra thân phận viên cát cũng trở nên rõ ràng đối phương mặc dù là thầy tướng đệ nhất bắc yên có điều bên bắc yên lực lượng đạo môn ít tới mức đáng thương thậm chí không có một đạo quan ra dáng một chút thế lực đạo môn trong thiên hạ có 6 phần ở đông tề ba phần rưỡi ở tây sở còn lại nửa phần mới ở bắc yên cho nên mặc cù viên cát xưng là thầy bói đệ nhất bắc yên nhưng thật ra trên giang hồ số người sánh ngang với hắn mặc dù không nhiều nhưng vẫn có một ít sở hưu Trương Thừa Trinh cùng thánh nữ bái nguyệt giáo vì một người như vậy mà ra tay giao chiến, ngoại trừ chuyện trong lời đồn, những người khác thật sự không nghĩ ra nổi nguyên nhân gì khác. Mặc dù trong tin tức này có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như nếu thiên sư phủ biết viên cát đại sư bói ra đồng ra có trọng bảo, sao không đưa hắn vào trong thiên sư phủ khống chế lại, còn để hắn ngồi dưới chân núi Long Hồ Sơn. Lại tỉ như bái nguyệt giáo nếu biết tin này sao lại để thánh nữ bái nguyệt giáo tới. Tùy tiện phái một trong cửu đại thần vu tế ra, ai làm việc chẳng lưu loát hơn nàng, còn sở hưu, hắn đang ở bắc yên cơ mà tin đồn này ngay giang hồ tây sở còn chẳng nghe được hắn biết tin ở đâu mà chạy tới trước càng ly kỳ hơn nữa là bản thân tin tức này ai chẳng biết muốn làm thầy bói trước hết phải quản được cái miệng của bản thân thế nhưng viên cát này bói ra trong đồng ra có trọng bảo nhưng còn ngốc nghếch tới mức tiết lộ ra chẳng lẽ đúng như tin đồn hắn không cẩn thận nói lộ ra trên giường sau đó bị gì của cô hai của em họ của tiểu thiếp này tiết lộ ra ngoài mặc dù tin tức này không đáng tin cậy tới cực hạn có điều vẫn như câu nói bên trên thà tin là có đừng ngờ là không, cho nên chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi. Đồng gia càng lúc càng bị để ý tới, lúc này trong trấn nhỏ gần đồng gia, sở hưu đang mang theo viên cát đại sư dùng bữa trong gian riêng, thiên hạ minh ra tay quả thật lưu loát. Chỉ là lan truyền một tin tức mà thôi, tạ tiểu lâu thậm chí không cần tới nói với Trần Thanh Đế chỉ gọi vài chấp sự của thiên hạ minh tới, chuyện này lập tức làm xong, không để lại chút manh mối nào. Đây là tác dụng của thế lực bản địa, cho dù ở Bắc Yên, sở hưu muốn tạo thành thanh thế như vậy cũng phải liên thủ với triều đình, còn thiên hạ minh lại dễ dàng làm được viên cát ở bên cạnh gầy gầy đồ ăn với rượu trên bàn có vẻ không ưa nơi nhỏ nhoi này đầu bếp cũng chẳng ra sao cả tay nghề thật quá thấp hơn nữa hắn cũng oán thầm sở hưu bố trí thì bố trí còn kéo mình vào làm gì tốt xấu gì viên cát hắn cũng coi như người có danh tiếng trên giang hồ thế nhưng giờ thanh đanh lại đổi thành tiếng xấu một thầy bói không giữ được miệng ai dám tới nhờ hắn bói nữa đương nhiên oán có oán nhưng hắn cũng không dám nói gì với sở hưu ngược lại nịnh bợ dâng một chén rượu lên nói với sở hưu đại nhân chắc lúc này đồng gia đã ngây ngốc ra rồi ngài định lúc nào động thủ sở hưu lắc đầu thản nhiên đáp còn chưa đủ nóng đồng gia dù sao cũng là một trong cửu đại thế gia đâu dễ khiến người ta giết người đoạt bảo một đứa bé cầm thỏi vàng trong tay chắc chắn sẽ khiến những người khác ngấp nghé tranh đọt thế nhưng nếu là một gã cao to cầm trong tay người ta sẽ chỉ ghen tị thèm thuồng mà thôi đồng gia đương nhiên không phải dứa trẻ mà là một gã to lớn một gã cao to cầm đao hẳn hoi Viên cát suy nghĩ một chút rồi nói, đại nhân định dỡ bỏ thanh đao của đồng gia à? Sở hưu híp mắt nói, không, đầu tiên phải để thỏi vàng trong tay hắn biến thành thất bảo lưu ly đã, sau đó dẫn một tên cao to cầm đao khác tới, tiếp theo là một bầy sói đói. Bên trong đồng gia, đồng tề khôn, lão tổ đồng gia cùng hơn 10 trưởng lão đồng gia và các võ giả có thực quyền khác, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thần sắc ngây ngốc. Mấy ngày nay tin tức lan truyền trên giang hồ quá mức nhanh. Khi tới chỗ đồng gia, người của đồng gia cũng thấy ngây ngẩn trong gia tộc chúng ta có trọng bảo từ bao giờ. Còn thất đại hạn, phệ thiên trùng, bọn họ còn chưa thấy con sâu gióm nào trong đấy. Có điều lời đồn bên ngoài quá thật, thật tới mức bản thân người của đồng gia cũng nghi ngờ. Một chấp sự đồng gia không nhịn được lên tiếng hỏi, lão tổ, chẳng lẽ đồng gia ta thật sự có đao pháp trí cường thời thượng cổ, thất đại hạn. Lão tổ đồng gia sắc mặt tối sầm lại, ném thẳng chén trà sang, nổi giận gầm lên, ngươi bị ngu hay sao, người khác nói gì ngươi cũng tin à. Đồng gia ta nếu có đao pháp cấp bậc đó thật đã sớm lấy ra cho mọi người tu luyện, sớm có ngày vượt qua thương thủy doanh thị, trở thành đứng đầu cửu đại thế gia rồi, cần di lăn lộn ở đây. Chấp sự đồng gia kia rụt cổ, không dám nhiều lời. Thực tế chuyện này không ai tiện nói, đừng nghĩ trong gia tộc thì không ai có tư tâm, và nhất ai nhận được công pháp chắc chắn sẽ cất giấu tự mình tu luyện. Bọn họ làm vậy hoặc vì danh lợi, hoặc vì quyền thế, đây là chuyện bình thường, không thể trách người của đồng gia tự nghi người mình. Lão tổ đồng gia đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, thu hết những ý nghĩ xấu trong lòng các ngươi lại. Ta nhắc lại lần nữa, những lời đồn đại bên ngoài đều là dối trá, không phải sự thật. Nói xong, lão tổ đồng ra nhìn đồng tề khôn một cái nói, tề khôn, cho người tung tin, nói lời đồn đó chỉ là nói hư nói vượn. Không tin được, đồng tề khôn gật nhẹ đầu, lập tức bố trí người làm việc. Sau khi những người khác đi khỏi, đồng tề khôn mới cau mày nói, lão tổ, chuyện này rốt cuộc là sao? Là ai đang tính kế đồng ra ta? Đối phương làm vậy có ích lợi gì? Những tin đồn linh tinh này không gây thương tổn gì đối với đồng gia hiện tại, chỉ có điều cảm giác suốt ngày bị người ta nhòm ngó rất khó chịu mà thôi. Cho nên người tung tin đồn này đơn thuần là trêu chọc đồng gia. Lão tổ đồng gia lắc đầu nói, không biết được. Trên giang hồ Tây Sở, số người có thủ oán với đồng gia ta không phải số ít, ai biết được kẻ nào làm. Đúng lúc này, đồng tê khôn đột nhiên nói, liệu có phải sở hưu hay không? Chuyện này bản thân hắn cũng là người tham dự. Huống hồ mấy ngày trước hắn còn nhất quyết muốn giao dịch xá thần ngọc, nhưng lại bị chúng ta cự tuyệt có phải hắn ghi hận trong lòng nên làm vậy không lão tổ đồng gia suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói không giống nếu là sở hưu thì thánh nữ bái nguyệt giáo cũng có nghi vấn hơn nữa nghi vấn của bái nguyệt giáo còn lớn hơn cả sở hưu dù sao giờ đồng gia ta đang đứng về phía tông môn chính đạo đối địch với bái nguyệt giáo hơn nữa tên sở hưu này mặc dù là tiểu bối nhưng không thể không nói đối phương thân là người thừa kế của nhánh ẩn ma thậm chí là tuấn kiệt duy nhất trong thế hệ trẻ có thể sánh vai với tiểu thiên sư Chắc chắn phải có chút độ lượng, hắn từng làm chuyện hại người lợi mình, nhưng chuyện này rõ ràng là hại người không lợi mình, chắc hắn không nhỏ nhen tới mức độ này đâu." Đồng Tề Khôn cũng gật nhẹ đầu, lão tổ nói vậy cũng có lý, nhưng nếu không phải Sở Hưu làm, vậy là ai? Tóm lại chuyện này khó lòng phân biệt, Đồng Gia nên cẩn thận hơn một chút. Mấy ngày sau, Đồng Gia lại tung tiên trên giang hồ nói chuyện này là giả tới không thể giả hơn. Có điều đa số người trong giang hồ đều không tin, ngươi nói không có thì không có thật chắc thậm chí nhiều người còn cho rằng đồng gia đang giấu đầu lòi đuôi còn lúc này sở hưu đang ẩn nấp gần đồng gia lặng lẽ quan sát hết thảy đồng thời y đang chờ một cơ hội một cơ hội góp thêm chút lửa vào chuyện của đồng gia đồng gia ở gần thập vạn đại sơn gần đó không có châu phủ gì lớn chỉ có một tòa thành nhỏ tên là quý thành cũng tương đối phồn hoa có không ít người trong giang hồ tới đây buôn bán những linh dược kỳ chân kiếm được trong thập vạn đại sơn so với những tiệm đan được khác kiếm được linh dược chân quý ở đây tự mình luyện hóa còn có lời hơn mua đan dược thành phẩm ở tiệm đan dược. Đương nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về linh dược, không ít gian thương lấy hàng giả ra lừa. Lúc này, một thiếu niên mặc hoa phục, tuổi tác mới khoảng 17-18, đang vừa đi vừa thăm dò những thảo dược linh dược trên mấy gánh hàng rong ven đường, muốn mua nhưng lại không chắc. Hắn mặc hoa phục, dáng vẻ dường như là người của thế gia, không cùng phong cách với những võ giả tán tu thô kệch. Nhưng thực tế trừ thân phận và bộ quần áo này Hắn cũng chẳng khá hơn đám võ giả tán tu bao nhiêu. Hắn là đệ tử của Cao Lăng Đồng gia, tên là Đồng Vân Thành, còn là người trong chi chính của Đồng gia. Nói chính xác hơn thì từng là chi chính chi chính của Đồng gia không cố định mà căn cứ theo thực lực. Nhánh của ngươi có thực lực mạnh, ngươi chính là chi chính. Ngược lại nhánh của ngươi không có cường giả, ngươi là chi phụ. Nhánh của Đồng Vân Thành đã từng có người làm gia chủ, có điều sau đó không có cao thủ cường giả gì, thực lực phụ thân hắn còn không tệ, thậm chí còn từng tranh đoạt chức gia chủ với Đồng Tề Khôn đáng tiếc phụ thân hắn bất hạnh mất sớm cho nên nhánh của hắn chỉ còn lại chính hắn vì vậy tuy danh là chi chính nhưng thực chất còn chẳng bằng chi phụ thế gia đại tộc bình thường đệ tử 17 18 tuổi như đồng thành vân thường sống rất thành thơi. chưa tới lúc chính thức sông sáo giang hồ có gia tộc che chở thường ngày ngươi muốn sống phóng túng hay tu luyện võ công đều được nhưng đồng thành vân lại khác hắn phải lo nghĩ nhiều chuyện phụ thân hắn từng tranh đoạt vị trí gia chủ cùng gia chủ hiện tại của đồng gia đồng tề khôn vì vậy đồng tề khôn cũng không ưa hắn đương nhiên đồng tề khôn thân là gia chủ đồng gia không thể làm chuyện chèn ép tiểu bối được nhưng chỉ cần đồng tề khôn tỏ thái độ đồng thanh vân đương nhiên không thể sống dễ chịu cho nên trong nội bộ đồng gia đồng thanh vân có thể nói là bị chèn ép nặng nề mặc dù là người của chi chính nhưng đãi ngộ còn không bằng người của chi phụ nếu thế hệ hắn còn không khởi sắc nhánh của hắn sẽ biến thành chi phụ gia tộc ban cho hắn rất ít đan dược mặc dù đồng thành vân tu luyện cực kỳ khắc khổ nhưng không có đan dược trợ giúp thiên phú bản thân hắn lại không quá tốt bất luận cảnh giới hay thực lực đều kém xa những đệ tử chi chính khác trong thế hệ trẻ của đồng gia đệ tử xuất sắc nhất đã đạt tới cảnh giới nội cương hay ngoại cương thế nhưng hắn vẫn lần nữa trong cảnh giới tiên thiên mặc dù hắn vẫn xuất sắc hơn đại đa số đệ tử nhưng như vậy chứ đủ cho nên hắn chỉ có thể cầm tiền bạc tiết kiệm được tới đây thử thời vận đúng lúc này một giọng chế nạo lại vang lên ôi chao đây chẳng phải nhị thiếu gia của đồng gia à sao lại chạy tới nơi này kiếm ăn đồng thanh vân ngẩng đầu nhìn lại một người trẻ tuổi mặc áo trắng đang ngồi trong quán rượu ven đường mỉm cười trêu tức với hắn đồng thanh vân lộ vẻ giận dữ người này tên là phương lâm là đệ tử trẻ tuổi của một gia tộc nhỏ ở tây sở vốn dĩ bọn họ không oán không thù hơn nữa đồng thành vân cho dù không có địa vị nhưng vẫn là người trong chi chính của đồng gia nhưng người này lại giao hảo với vài người khác cũng trong chi chính của đồng gia đám người đó lại ngứa mắt với đồng thành vân cho nên lúc này hắn mở miệng châm chọc chẳng chút kiên kỵ không phải lo chuyện đắc tội với đồng gia còn lúc này trong quán rượu lại có vài bóng người thò đầu ra, chính là đám đệ tử trực hệ của Đồng gia. Nhìn Đồng Thành Vân, đám người cười lạnh nói, "Ta nói này Đồng Thành Vân, gia tộc phát tài nguyên tu luyện cho ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi còn chạy ra đây cướp đồ với đám võ giả tán tu nữa, đúng là mắt mặt xấu hổ. Nghe lời ta, bỏ cái suy nghĩ đó đi, tranh cái gì mà tranh, ngươi tưởng ngươi còn tranh được chứ người thừa kế gia chủ hay sao?" Đồng Thành Vân siết chặt nắm tay, có điều hắn không nói một câu, chỉ quay người bỏ đi cảnh tượng này lại khiến đám người trong quán rượu cười ha hả lúc này đồng thành vân lại không biết trong một con hẻm khác sở hưu và viên cát đang đứng đó âm thầm quan sát hắn sở hưu lạnh nhạt nói tiểu tử này thế nào viên cát đại sư gật đầu nói không tệ cũng là kẻ có tài tuổi còn trẻ nhưng nhịn được cơn tức như vậy không nổi nóng rất hiếm có hiếm có hơn hết là hắn vừa có thể ẩn nhẫn vừa có nghị lực nếu hắn trưởng thành tương lai cũng là người tài chỉ có điều thiên phú vốn là ông trời ban cho nếu thiên phú không tốt có cố gắng đến đâu cũng vô dụng. Thật ra trong mỗi gia tộc không thiếu những người như vậy, nhưng cuối cùng không mấy ai lật ngược thế cờ, thật sự quật khởi. Viên Cát đại sư làm thầy tướng nhiều năm, mắt nhìn người vẫn khá chuẩn, người người đều hô nhân định thắng thiên, ông trời nợ ngươi hay nhiều ngươi mà lần nào cũng để ngươi thắng. Người như Đồng Thành Vân, ẩn nhẫn đủ, nghị lực đủ, nhưng cuối cùng mọi thứ lại phải xem thiên phú và vận may. Không có những thứ này, nhuệ khí cứ kéo dài, ẩn nhẫn mãi cuối cùng cũng hóa thành mềm yếu. Sở Hưu lạnh nhạt đáp, Thiên phú không tốt ta sẽ cho hắn thiên phú, vận may kém ta sẽ cho hắn vận may, tạo thế bên ngoài như vậy cũng được rồi, không cần chờ đợi nữa, chọn hắn đi, tiện tay đưa một cơ duyên. Viên cát đại sư âm thầm lắc đầu, cơ duyên của Sở Hưu đâu dễ lấy được, cơ duyên và nguy hiểm luôn cùng tồn tại, có điều Viên cát đại sư không phản đối, hắn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, mình sống còn chẳng dễ dàng, còn hơi sức đâu quan tâm tới người khác. Lúc này Đồng Thành Vân cầm tiền của mình tích góp được mua linh dược, vừa trở về vừa siết chặt nắm tay Ánh mắt lấp loáng vẻ không cam lòng, nếu phụ thân hắn còn sống, cho dù không thành gia chủ, đám người đó làm gì có gan ức hiếp mình như vậy. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đợi tới khi thực lực mình cường đại chắc chắn sẽ trả hết những uất ức tủi nhục lúc này trở lại. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nếu ngươi thật sự muốn báo thù, vậy phải nghĩ cách từ sớm vào." Lực lượng của hận ý rất mạnh, nhưng lực lượng của thời gian còn mạnh hơn. Giờ trong lòng ngươi có ý hận cho nên ngươi có thể mượn lực lượng và nghị lực của hận ý để ẩn nhẫn khổ tu nhưng thời gian sẽ từ từ mài mòn đến khi thù hận của ngươi không còn nữa vậy ngươi còn sót lại gì đây chỉ có nhẫn nhịn nhịn tới cuối cùng thậm chí còn chẳng có sức đứng lên nữa đồng thanh vân kinh hãi nhìn bốn phía vẫn là người người đi qua đi lại rốt cuộc ai đang nói đúng lúc này giọng nói kia lại cất lên ta tặng ngươi một chuyện may còn về ngươi dùng chuyện may này vào việc nào vậy do chính ngươi chỉ hy vọng ngươi không bôi nhọ nó giọng nói kia ngừng lại trong đầu đồng thành vân lập tức xuất hiện một hình ảnh đó là một bóng người đang xuất đao chỉ là một đao đơn giản nhưng lại bao hàm khí thế không gì sánh kịp hám sơn phá hải uy thế cường hãn tới cực hạn khắc sâu trong đầu hắn một khắc sau hắn chợt mở mắt mình vẫn đứng lặng trên con đường đầy người qua lại có điều lúc này sắc mặt hắn đã trắng bệch mồ hôi đổ xuống như mưa chẳng khác nào vớt từ dưới nước lên người đi đường xung quanh cũng đang tò mò nhìn hắn gương mặt đồng thành vân lộ vẻ kỳ dị lập tức quay người bỏ đi trong hẻm nhỏ viên cát đại sư nịnh bợ tinh thần lực sở đại nhân quả thật cường hãn thao tác nhập vi chi tiết như vậy e rằng ngay vị lão tổ hạ hầu thị đã tu luyện ngự thần thuật tới đại thành cũng chẳng sánh kịp ngài sở hưu lạnh nhạt nói đừng nịnh bợ chút thủ đoạn nhỏ mà thôi không phải sở hưu đang khiêm tốn đây đúng là thủ đoạn nhỏ vừa rồi không phải sở hưu giao thất đại hạn cho đồng thành vân phải biết ngày trước sở hưu đã cực kỳ tiếp cận cảnh giới tông sư võ đạo nhưng y chỉ nhìn thoáng qua đao chiêu phá hải cũng bị phản phệ tới học máu Giờ nếu Sở Hưu thật sự truyền phá hải cho Đồng Thành Vân, có lẽ hắn sẽ lập tức nổ đầu, cho nên y chỉ dùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp cưỡng ép truyền ý chí của mình vào trong đầu Đồng Thành Vân, đồng thời truyền phá hải vào. Đương nhiên không phải phá hải nguyên bản, chỉ là một hình ảnh của Sở Hưu khi sử dụng phá hải, cực kỳ mơ hồ. Có điều do chính Sở Hưu chủ động truyền vào trong đầu Đồng Thành Vân, cho nên khi Đồng Thành Vân vận dụng cũng phát huy được uy lực nhất định, hơn nữa còn không yếu. Sau chuyện này nếu Đồng Thành Vân không chết hình ảnh này đủ khiến hắn thành cao thủ trong cùng thế hệ thậm chí gây dựng được căn cơ không tệ trên con đường võ đạo tương lai của hắn viên cát đại sư hiếu kỳ nói đại nhân vạn nhất đồng thành vân này nhận được đao pháp lại không dùng thì sao giờ trên giang hồ sóng gió đã càng lúc càng nghiêm trọng nếu không có tin tức gì lan truyền e rằng sóng gió sẽ từ thịnh chuyển suy cuối cùng thật sự chỉ còn là lời đồn không ai quan tâm đến nữa không gì là vĩnh viễn không hề thay đổi cho dù là trên phong vân bảng cũng có một số võ giả hơn 10 năm không xuất hiện trên giang hồ không rõ sống chết cho nên bị phong mãn lâu loại khỏi bảng. Nếu Đồng Thành Vân nhận được cơ duyên này xong vẫn nhẫn nhịn giấu tài, vậy hoặc là tâm tư của hắn cứng rắn như sắt thép, hoặc là hắn quá hèn nhát. Cho nên Sở Hưu không hề lo lắng, chỉ lạnh nhạt nói, yên tâm đi, hắn biết nên lựa chọn thế nào. Khi một người đột nhiên nhận cơ duyên, tâm tính hắn chắc chắn sẽ có biến hóa. Có hai thứ dụ dỗ trên thế gian này là khó ngăn cản nhất, một là quyền thế, hai là lực lượng. Trong nội bộ Đồng gia, Đồng Thành Vân ngơ ngơ ngác ngác đi vào gian phòng của mình trong đầu hắn vẫn vang vọng lời nói của người kia cùng đao pháp cường đại đó hệt như một giấc mộng nam kha hắn thậm chí không biết những gì mình vừa trải qua rốt cuộc là thật hay là giả lúc này trong đồng ra rất náo nhiệt nhưng đồng thành vân lại chẳng hề quan tâm lời đồn trên giang hồ càng lúc càng mãnh liệt một số thế lực tây sở đã không nhịn được chạy tới đồng ra đương nhiên không phải bọn họ tới giết người đoạt bảo chỉ là tới thăm dò đồng ra một chút mà thôi đám người lão tổ đồng ra mặc dù phẫn nộ nhưng đành phải lá mặt lá trái tiếp đón bọn họ còn những đệ tử mà bọn họ dẫn theo lại do người trẻ tuổi trong đồng gia tiếp đón lúc này một đệ tử chi chính của đồng gia cũng là một trong những người chế nhạo đồng thành vân trong quán rượu đi tới thấy bộ dáng này của đồng thành vân hắn cười lạnh một tiếng bước tới cản đường hừ lạnh nói đồng thành vân lão tổ cùng gia chủ đều đang tiếp khách lệnh cho chúng ta tập trung chiều đãi ngươi cũng coi là chi chính của đồng gia sao lại bày cái mặt như xác chết đó ra định để ai nhìn không muốn làm người chi chính đồng gia ta thì cút xuống bưng trà rót nước cùng đám đệ tử chi phụ đi đừng đứng đó làm mất mặt nữa đám võ giả ngoại lai hờ hững nhìn cảnh này bọn họ không phải người của đồng gia đương nhiên không xen vào hơn nữa bọn họ cũng là người của đại thế gia đại môn phái chuyện này rất bình thường không có gì là lạ ngươi không có bản lĩnh đương nhiên bị người khác ức hiếp thôi thế gian này không có tình yêu vô duyên vô cớ nhưng lại có thù hận vô cớ vô duyên đồng thanh vân nhìn người trước mắt cảm nhận được ánh mắt mỉa mai hờ hững vác ác ý của những người xung quanh hắn cắn răng trong đầu không ngừng nhớ lại những lời người kia nói nhịn nhịn nhìn nhịn đến lúc nào mới ngóc đầu lên được gần tay đồng thành vân là kệ binh khí mà các đệ tử đồng ra sử dụng khi luyện võ bên trên đặt một số binh khí bình thường đồng thành vân chợt vươn tay rút một thanh đao ra đệ tử chi chính đối diện còn mải châm chọc sao nào muốn động thủ chắc ngươi dám không chỉ bằng thực lực của ngươi mà cũng đòi hắn còn chưa dứt lời Đồng Thanh Vân đã xuất đao chém xuống. Không có đao khí tung hoành, chỉ là một đao đơn giản nhưng đao ý lại như phá núi rời biển chém xuống, trực tiếp chém đệ tử chi chính của đồng gia kia thành hai nửa. Đồng Vân Thành có cảnh giới tiên thiên, còn đệ tử trực hệ đồng gia vừa bị hắn giết chết lại có thực lực nội cương cảnh. Dùng cảnh giới tiên thiên giết chết nội cương không hiếm thấy, điểm ly kỳ là một đao vừa rồi của Đồng Vân Thành. Đao ý của đao đó quả thật cường hãn tới mức ra đầu tê dại, kinh diễm tới cực điểm. Sau đao đó, Đồng Vân Thành như khôi phục lý trí, trực tiếp quay người bỏ trốn. Người hắn vừa giết trong nhóm tương đối xuất sắc của trực hệ đồng gia. Quan trọng hơn là cha chú hắn, gia gia hắn đều là chấp sự hay trưởng lão của đồng gia. Tiếp tục ở lại đồng gia, thậm chí hắn chẳng còn mạng nữa. Đám đệ tử đồng gia ngẩn người, lập tức kêu gào, tới nói với gia chủ. Lập tức đuổi theo đồng Vân Thành, người của đồng gia lập tức kêu gào nhưng đám người môn phái khác lại có vẻ rất kỳ quái. Trong lời đồn trên giang hồ, đồng gia có truyền thừa của đao pháp trí cường thời thượng cổ, thất đại hạn. Kết quả đồng gia không chịu thừa nhận, nhưng giờ thì sao? Chỉ với đao ý mà đệ tử đồng gia vừa thi triển, bọn họ dám khẳng định đó chính là Thất Đại Hạn. Mặc dù trên giang hồ chưa ai từng thấy võ công này, nhưng đồng gia trước nay không am hiểu đao pháp, kết hợp với suy đoán lúc trước của bọn họ, đây không phải Thất Đại Hạn thì là gì? Đồng gia đúng là ẩn giấu cực sâu, lúc này lão tổ đồng gia cùng đồng tề khôn đều đang tiếp đón những người tới thăm dò, hay nên nói là chơi trò lá mặt lá trái với bọn họ. Tin đồn trên giang hồ chỉ khiến đám người này thấy hơi hiếu kỳ mà thôi, còn chưa tới mức khiến bọn họ vạch mặt giết người đoạt bảo. Cho nên đám người này đều tìm đủ loại lý do tới đồng gia, muốn thăm dò đôi chút. Lúc này Trần Kiếm không trưởng môn Ba Sơn Kiếm Phái đang trong số những người này, hắn cười ha hà nói, ta nói này đồng huynh, đồng gia các ngươi đúng thật là, sao phải nhỏ mọn như vậy? Đã được bảo vật sao không cho chúng ta mở mang tầm mắt đôi chút? Chẳng lẽ đồng huynh sợ chúng ta ra tay cướp đoạt hay sao? Huống chi ta là người dùng kiếm, muốn xem thất đại hạn kia chẳng qua là để tăng thêm kiến thức mà thôi ngươi cho ta ta còn chẳng học nữa là đồng tề khôn lúc này thật sự muốn học máu hắn lộ vẻ bất đắc dĩ nói ta đã nói rất nhiều lần rồi đồng gia ta thật sự không có bảo vật gì thời gian vừa qua đồng gia ta còn không tổ chức cả khai sơn tế lấy đâu ra bảo vật cơ chứ trần kiếm không đang định nói gì đó lại thấy một đệ tử đồng gia hốt hoảng chạy tới đệ tử này định lên tiếng nhưng thấy những người trước mắt lại cố gắng nhịn về đồng tề khôn cau mày nói ấp a ấp úng nỗi gì, có chuyện gì mà không nói được. Đệ tử kia cũng khá hiểu tình thế, thấy nhiều người ngoài ngồi đây như vậy, có đánh chết hắn cũng không nói. Có điều hắn không nói nhưng lại có người khác tới, đều là người vừa chứng kiến Đồng Thành Vân giết người. Bọn họ lập tức tới tìm trưởng môn hay gia chủ nhà mình, hạ giọng thuật lại tin tức cho bọn họ. Trần Kiếm không nghe vậy lập tức cười ha hả, đứng dậy chỉ vào Đồng Tề Khôn cười lớn, "Đồng gia chủ, ngươi còn nói Đồng gia ngươi không có bảo vật?" đao pháp thất đại hạn đã bị đệ tử đồng ra nhà các ngươi sử dụng rồi đồng tề khôn vẻ mặt ngây ngốc sau khi hắn hỏi rõ mọi chuyện lại hận không thể chém đồng thành vân thành muôn mảnh bất kể chiêu thức đồng thành vân vừa dùng có phải là thất đại hạn không dù sao lời đồn cũng bị ghim chắc rồi đám người nhìn đồng ra ánh mắt đều lóe lên sắc thái lạ sau đó lao nhau cáo từ rời khỏi đương nhiên giờ bọn họ không làm chuyện giết người đoạt bảo được có điều bọn họ có thể thử dùng một số thủ đoạn khác đồng tề khôn thấy cảnh này tức tới mức ném tan chèn trả nhưng chuyện đã xảy ra, có tức giận cũng chẳng thể làm được gì. hắn đành phái người truy bắt đồng thành vân, trước tiên lôi tên phản nghịch này về rồi tính. sở hưu vẫn luôn đứng ngoài đồng gia, thấy đồng thành vân hốt hoảng bỏ trốn khỏi gia tộc, lập tức biết đối phương đã lựa chọn ra sao. đương nhiên sở hưu cũng chẳng quan tâm tới kẻ này nữa. đối với sở hưu, đồng thành vân đã không còn giá trị gì, tác dụng của hắn là củng cố lời đồn đồng gia có bảo vật, khiến lời đồn này càng thêm chân thực mà thôi. còn sau này đồng thành vân rốt cuộc sẽ ra sao? đây không phải việc sở hưu cần quan tâm có điều nếu lần này hắn không chết có chiêu đao mà sở hưu để lại chỉ cần không xảy ra vấn đề gì lớn tương lai chắc chắn cũng có chỗ đứng trên giang hồ bước đầu tiên lời đồn đã ghim chắc sở hưu cũng nên tiến hành bước kế tiếp đương nhiên cũng là bước cuối cùng đồng gia giờ là một người cao to cầm đao rồi nhưng thứ trên tay hắn mới là vàng còn chưa biến thành thất bảo lưu ly đến lúc biến xong đồng gia sẽ khiến người người chú ý trên giang hồ không ai biết thất đại hạn rốt cuộc trông ra sao thậm chí trong điển tịch của một số tông môn cũng rất ít ghi chép, cùng lắm là có vài câu đôi lời mà thôi. Sở Hưu dám lấy Thất Đại Hạn ra làm mồi bởi y có Thất Đại Hạn chân chính, hơn nữa y còn biết chưa ai từng thấy Thất Đại Hạn chân chính. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Hưu đã không chỉ một lần sử dụng phá hải trước mặt mọi người nhưng vẫn không ai nhìn ra căn nguyên đao chiêu này của Sở Hưu, thậm chí cả tình báo của Phong Mãn Lâu còn không có. Với khả năng điều tra tình báo của Phong Mãn Lâu mà vẫn không tìm hiểu ra đao này của Sở Hưu, vậy những người khác càng không thể cho nên theo ý sở hưu đám thủ hạ tạ tiểu lâu lại tiếp tục tung tin đồn những lời đồn đại này càng lúc càng chân thực cũng càng lúc càng hấp dẫn mê người trong lời đồn đại này đồng gia phát hiện một di tích thượng cổ trong thập vạn đại sơn nhưng không để lộ ra ngược lại bí mật đào bới thất đại hạn là thật phệ thiên trùng cũng là thật bí điển đạo môn càng là thật vốn đồng gia định âm thầm phát tài nhưng nội bộ phân phối không công bằng khiến cho có đệ tử phản bội đồng gia đao pháp hắn sử dụng chính là thất đại hạn hơn nữa cảnh tượng này còn có không ít người tận mắt chứng kiến. Thân là nhân chứng chứng kiến cảnh tượng lúc đó, những thế gia môn phái kia lại không lên tiếng, không tán thành cũng không phản đối. Thế nhưng đám người này lại âm thầm phái người ẩn nấp xung quanh Đồng gia, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của Đồng gia. Lúc này bên trong Đồng gia, Đồng Tề Khôn và lão tổ Đồng gia đều mang sắc mặt âm trầm, không biết nên làm thế nào. Bọn họ vừa phủ nhận xong, ngoảnh đi ngoảnh lại đã xảy ra chuyện như vậy. Giờ bọn họ còn nói không có, ai mà tin nổi. Vậy rốt cuộc chuyện tên Đồng Thành Vân kia là sao? Vì sao hắn lại dùng được đao pháp thất đại hạn này? Lão Tổ Đồng ra sắc mặt âm trầm hỏi. Đồng Tê Khôn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai mà biết được. Đệ tử khác nói buổi sáng bọn họ còn thấy Đồng Thành Vân đi trên phố, còn châm chọc khiêu khích hắn. Đối phương không nói gì thêm, ai ngờ tới chiều hắn liền xuất thủ, một đao đã chém chết người. Lão Tổ Đồng ra tức giận nói, ngươi làm gia chủ thế nào vậy? Đệ tử trong nhà có tranh chấp mâu thuẫn, chẳng lẽ ngươi không để ý đến à? đừng tưởng ta không biết mấy tính toán lặt vặt kia của ngươi chẳng phải vì phụ thân đồng thành vân từng tranh đoạt chức vị giết với ngươi nên ngươi không thích hắn ư đừng quên giờ ngươi đang là gia chủ đang đại biểu cho toàn bộ đồng gia nếu ngươi không thể bao dung cho một đồng thành vân vậy ngươi làm sao khoan dung cho toàn bộ đồng gia đồng tế khôn vẻ mặt suối quẩy hắn muốn phản bác nhưng cuối cùng lại không nói gì thật ra lần này hắn vô tội chuyện này vốn không liên quan tới hắn đồng tề khôn có nhỏ nhen tới đâu cũng chẳng đuổi một võ giả tiểu bối tới phân cao thấp với đồng thành vân cố ý chèn ép hắn nhưng vấn đề là cho dù hắn không muốn chèn ép đối phương nhưng cũng không thể che chở đối phương càng không thể hiện thái độ gì tốt với đối phương cho nên trong mắt các đệ tử khác của đồng gia như vậy lại là đồng tề khôn chán ghét đồng thành vân bọn họ bèn nghĩ trăm phương ngàn kế làm khó chèn ép đồng thành vân thật ra đám người này chỉ muốn nịnh bợ đồng tề khôn đáng tiếc đồng tề khôn cũng lười nhìn tới trong lúc bọn họ đang trò chuyện bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười quái dị. Đồng Tề Khôn, dẫu sao chúng ta cũng là bạn cũ. Nghe nói đồng ra các ngươi có bảo vật, người bạn cũ ta đây muốn tới mượn xem một chút, chẳng hai ngươi có thể nể mặt chút không. Đồng Tề Khôn biến sắc, hắn cùng lão tổ đồng ra đi ra cửa, chỉ thấy trước cửa lớn đồng ra là một người trung niên ăn mặc lôi thôi, tay cầm một binh khí kỳ quái. Như kiếm mà không phải kiếm, như đao mà không phải đao. Đúng là đồng Tề Khôn biết người này, mà cũng đúng thật người này coi như bạn tốt của hắn người này là tán tu ở tây sở cốc chủ vân lĩnh cốc uông huyết ngưng người này tính cách bất thường tính tình quái đản nhánh vân lĩnh cốc có rất ít võ giả đôi khi nhất mạch đơn truyền chính là do tính cách bọn họ quá tệ mặc dù không tính là ma đạo nhưng cũng bị tông môn chính đạo không ưa thậm chí cam ghét ngay trước đồng tế khôn còn chưa tới cảnh giới tông sư võ đạo đã từng giao hảo với uông huyết ngưng nhưng sau này hắn trở thành tông sư võ đạo lại trở thành gia chủ đồng gia khi đó hắn lại ghét bỏ thân phận và tính cách của đối phương cuối cùng không qua lại nữa. Hai bên đã mấy năm rồi không gặp, thế nhưng giờ đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở đây, có thể hiểu rốt cuộc hắn đang có ý đồ gì. Đồng Tề Khôn cau mày nói, Uông Huynh, ngươi cũng đã nói chúng ta dù sao cũng là bạn cũ. Những tin đồn linh tinh bên ngoài mà ngươi cũng tin à. Cái gì mà bảo vật công pháp, làm gì có đâu. Uông Huyết Ngưng nghe vậy sắc mặt lại trầm xuống, Đồng Tề Khôn, ta biết ngươi không chào đón ta. Ngươi là gia chủ cao lăng đồng gia, bằng hữu của ngươi phải là những cao thủ hay trưởng môn đại phái. Cái tên xấu tính ta đây không giúp được ngươi, thậm chí còn khiến ngươi rước thêm phiền toái. Ngươi không ưa ta, ta cũng chưa từng trách ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, ngay trước khi ngươi chưa đạt tới cảnh giới tông sư võ đạo, thiếu chút nữa bị một tông sư võ đạo ma đạo giết chết, là ai liều cả tính mạng thiếu đốt tinh huyết cứu ngươi. Ân tình đó trước nay ta chưa bao giờ đòi. Nếu không phải giờ tu vi của ta gặp phải bình cảnh, đang rất cần một môn công pháp phá bình cảnh, ta cũng không định tới đây chuyến này. Ngươi yên tâm ta chỉ muốn mượn đọc thất đại hạn một lượt mà thôi, ta cũng chỉ đọc ngay trong đồng gia của ngươi thôi. Hơn nữa ta thề nếu ta tiết lộ một chữ của công pháp ra ngoài, vậy Uông Mỗ sẽ chết không yên lành. Lúc này đồng tề khôn chỉ có cảm giác muốn học máu. Uông huyết ngưng nói rất hùng hồn, lý lẽ thẳng thừng. Nhưng vấn đề là mình không có bảo vật, lấy gì ra cho hắn mượn. Cho nên đồng tề khôn chỉ đành bất đắc dĩ nói, Uông huynh, ta thật sự không lừa ngươi, ta không có thất đại hạn gì cả những lời đồn trên giang hồ kia đều là người ta cố sát ý hãm hại đồng gia ta ngươi với ta là bằng hữu đã lâu ta cần gì phải lừa ngươi đồng tề khôn nói thành khẩn như vậy nhưng uông huyết ngưng lại lộ vẻ thất vọng được 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 đồng tề khôn xem như ngày đó ta mù mắt rồi mới kết giao với loại bằng hữu như ngươi cũng được nếu ngươi đã không để ý thể diện cố tình quên chuyện năm xưa vậy thì tốt hôm nay hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt sau này không còn liên quan gì nữa thấy uông huyết ngưng còn ra vẻ uất ức đồng tề khôn thật sự muốn mở miệng ra chửi có điều mọi chuyện đã phát triển tới nước này bất kể hắn ân đoạn nghĩa tuyệt ra sao đồng tề khôn cũng hoàn toàn không để ý có điều đúng lúc này một giọng nói lại vang lên đồng gia chủ sao lại nhẫn tâm với bằng hữu của mình như vậy lão phu và đồng gia chủ không phải bằng hữu có lẽ muốn mượn đọc thất đại hạn còn khó khăn hơn chẳng qua lão phu luôn làm theo quy củ ta không muốn xem thất đại hạn ta chỉ muốn giao dịch phệ thiên trùng với đồng gia ngươi mà thôi yên tâm cho các ngươi ra giá lão phu trả được một ông lão lưng còng tướng mạo xấu xí nhưng lại mặc hoa phục quý giá từ trong bóng tối bước ra thấy người này trong lòng đồng tề khôn cùng lão tổ đồng ra đều trầm xuống quỷ trung vương tư đồ kình trong giới võ lâm tây sở vị này cũng chẳng dễ chọc trên giang hồ ai cũng biết thuật vu cổ của bái nguyệt giáo thiên hạ vô song nhưng ngoại trừ bái nguyệt giáo ra bên ngoài còn có một số người khác cũng hiểu thuật vu cổ tư đồ kình này chính là một trong số đó hơn nữa tu vi còn không yếu bản thân hắn cũng có thực lực tông sư võ đạo thậm chí trên tay còn có vài loại cổ trùng cường đại mà cả bái nguyệt giáo cũng phải khen ngợi. Thậm chí nghe nói bái nguyệt giáo từng bỏ rất nhiều tiền của mời chào tư đồ kình, đáng tiếc tư đồ kình cự tuyệt. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu khiến tư đồ kình cự tuyệt không phải vì trong lòng mang chính khí. Hắn cự tuyệt lời mời chào của bái nguyệt giáo là do tính cách tư đồ kình còn quái đản nóng nảy hơn cả uông huyết ngưng. Hắn sợ nếu mình gia nhập bái nguyệt giáo, sẽ có lúc mình sẽ đắc tội nặng nề với bái nguyệt giáo, cho nên khéo léo từ chối. Với tính cách của tư đồ kình, những lời hắn vừa nói với đồng gia đã rất khách khí. Tư đồ kinh hừ nhẹ nói, đồng tề khôn, ta nói thẳng nhé. Đồng gia các ngươi không hiểu chút thuật vu cổ nào, vệ thiên trùng có nằm trong tay ngươi cũng chỉ uổng phí. Giao nó cho ta, thứ nên trả ta cũng sẽ trả. Hơn nữa cho dù ngươi muốn giao thứ này cho bái nguyệt giáo, ngươi cũng chẳng có kết cục tốt lành gì đâu. Bái nguyệt giáo không vì phệ thiên trùng đó mà coi các ngươi là tâm phúc. Huống hồ nếu ta nhớ không nhầm, đồng gia các ngươi đã gia nhập liên minh chính đạo, lúc này nếu giao bảo vật cho bái nguyệt giáo mới là cực kỳ không ổn cho nên giao dịch phệ thiên trùng với lão phu mới là quyết định sáng suốt nhất ta tin đồng ra các ngươi sẽ có lựa chọn chính xác đồng tề khôn vẻ mặt bất đắc dĩ nói đừng nói phệ thiên trùng gì đồng ra ta làm gì có côn trùng gì chứ sao các ngươi không chịu nghe tư đồ kinh sắc mặt trầm xuống đồng ra các ngươi định ngoan cố đến cùng đấy hả? À? đã nể mặt rồi đừng có mà không biết điều lão phu rất ít khi bình tâm tĩnh khí nói chuyện với người khác đấy Lời này của Tư Đồ Kình không phải phách lối uy hiếp gì mà tính cách hắn vốn là vậy. Thấy đồ tốt thì trực tiếp ra tay cướp là được. Chỉ có điều đối phương dẫu sao cũng là Cao Lăng Đồng gia, một trong cửu đại thế gia, động thủ cướp đoạt e rằng không đoạt nổi, cho nên hắn mới bình tâm tĩnh khí muốn giao dịch. Ai ngờ Đồng gia lại không chịu nể mặt. Đúng lúc này, Sở Hưu cầm Thiên Ma Vũ trong tay thản nhiên đi tới, lạnh nhạt nói: "Đồng gia chủ, có đồ tốt lại không chịu lấy ra chia sẻ, vậy là ngươi không đúng. Ngày trước ta từng tới cửa muốn giao dịch xá thần ngọc" giao một môn công pháp ra ngươi không chịu đáp ứng, còn muốn đòi nhiều môn công pháp của ta. Được, giờ ta đáp ứng, chỉ cần ngươi giao xá thần ngọc ra, ta có thể đưa hết những công pháp đó cho đồng ra ngươi. Có điều đồng ra các ngươi nhất định phải đưa thất đại hạn ra cho ta xem một lượt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để lộ công pháp này ra ngoài. Sở hưu ta mặc dù không phải người tốt nhưng vẫn có chút uy tín. Một số thám tử của đại phái đang âm thầm quan sát mọi chuyện, thấy cả sở hưu cũng xuất hiện, đám người này đều hít một hơi lạnh lần này đồng gia gây chuyện lớn rồi mấy vị này đâu có ai dễ đối phó uông huyết ngưng cốc chủ vân lĩnh cốc có thực lực không tệ trong số tán tu cổ trùng của tư đồ kình thậm chí khiến cả bái nguyệt giáo tán thưởng còn chưa nói tới một đại ma đầu sở hưu khuấy đảo gió tanh mưa máu tại bắc yên ba người bọn họ cùng ép cung e rằng đồng gia không giao ra gia cũng không được nhưng ngoài dự liệu mọi người đồng tề khôn lại bi phẫn hết lớn đồng gia ta thật sự không có thất đại hạn gì cả mọi người xung quanh đều sửng sốt ai ra đồng gia lần này thật cứng rắn, tới lúc này rồi còn cố chấp. Bọn họ tưởng mình gia nhập liên minh chính đạo rồi thì có thể được những tông môn chính đạo kia che chở à. Những người khác trong bóng tối lao nhau lắc đầu. Liên minh chính đạo chỉ nhắm vào ma đạo, nếu xảy ra chuyện liên quan tới tông môn ma đạo, liên minh chính đạo mới ra tay che chở. Còn giờ đây đơn thuần là việc tư của đồng gia, cho dù có sở hưu xuất hiện, y cũng chỉ tới vì bảo vật, không liên quan tới xung đột chính mà. Đám tông môn chính đạo kia không ăn no rừng mỡ đi quản chuyện linh tinh thế này. Để Ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để Ad có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.